Bên ngoài có mấy trăm chiếc chiến thuyền, thê lương tĩnh mịch, giống như không có một ai. Ở giữa là 8 chiếc cự luân, rộng rãi khổng lồ, lại yên tĩnh như chết. Bọn chúng mở ra không gian, vạn quỷ hồi hộp, trôi đến Côn Lôn. Côn Lôn chính là vùng đất U Minh Bách Chiến, quỷ chủ các phương đều là đến đây để chiến đấu. Khương Phàm lắc đầu, ngồi bên trong đống đá, tế lên thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp vọt lên ngàn mét, treo cao giữa trời, ánh sáng màu xanh nở rộ, nhanh chóng bành trướng. Cao tới 100 mét, rộng rãi thần bí, tràn ngập lên thần uy thê lương lại cổ lão. 66 cái khóa màu đen phá tan thanh đồng tiểu tháp, trải rộng ra hơn 3.000 mét, liên tiếp là 66 cánh cửa sắt. Số lượng lớn quỷ vật trải qua nơi đây, đều kiêng kỵ lực lượng đáng sợ bên trong, nhao nhao tránh lui. Khương Phàm sau khi xác định an toàn, hắn cắn nát ngón tay, hạ xuống ấn ký chu tước ở trước mặt, yên lặng chờ đợi. Côn Lôn không để cho Khương Phàm đợi lâu. Sau khi phát giác được khí tức huyết mạch chu tước, chỗ đỉnh núi rõ ràng đã bạo động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một sợi chiến hồn bay ra khỏi Côn Lôn, vượt qua núi non chập trùng, đi tới trước mặt Khương Phàm. Thần Hoàng! Chiến hồn phiêu miểu, giống như một sợi khói xanh phiêu đãng vặn vẹo. Thanh âm của nó trống rỗng lại mang theo từng tia rung động, một đôi minh hỏa màu xanh giống như con mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm đứng dậy, khẽ gật đầu. Hắn muốn nhìn rõ ràng đối diện là ai, thế nhưng bây giờ chiến hồn càng giống là đầu lâu thiêu đốt, không còn có bộ dáng đã từng. Thần Hoàng, thật là ngài. Chiến hồn run rẩy, thân thể phiêu miểu kịch liệt lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nó lui lại hai bước, hai đầu gối quỳ xuống đối với Khương Phàm. Ngài, đã trở về, chúng thần, rốt cuộc cũng chờ được ngài. Các ngươi chịu khổ rồi. Khương Phàm nghẹn cả lòng, vừa cảm động vừa đau buồn. Thần Hoàng có thể trở về, chúng thần không oán trách, không hối hận. Tu La thế nào? Đã chiến đấu ngàn năm, còn có thể tái chiến ngàn năm. Chuyển cáo với Tu La, ta sẽ còn lại đến. Lần này chỉ là đến U Minh lấy hai thứ. Đầu tiên, ta muốn một con mắt của ta. Thứ hai, ta muốn Hoàng Tuyền Trúc. Thần Hoàng chờ một lát. Chiến hồn quỳ lui lại, đi ra ngoài trăm thước, mới đứng dậy bay lên không, xông về Côn Lôn Quỷ Sơn. Khương Phàm mặc dù không thể kinh động huyết quan, không thể dung hợp đầu lâu, nhưng thu hồi một con mắt, hẳn là có thể trong cực hạn chịu đựng. Mà, sau khi hắn rời khỏi U Minh liền muốn chính thức triển khai hành động báo thù, cũng sẽ đứng trước các loại nguy cơ, hắn cần phải có lực lượng bí ẩn mà cường đại, bảo mệnh tại thời khắc mấu chốt. Thần nhãn này cũng đủ rồi. Chiến hồn một lần nữa trở về, mang theo Tu La. Tu La, xuất trăm vạn quỷ binh Côn Lôn, cung nghênh Ngô Hoàng trở về, mong rằng Hoàng không trách tội chúng thần không thể tự mình nghênh đón. Ta hiểu, chờ ta trở về lần nữa, sẽ đích thân tới Côn Lôn, tiếp dẫn các ngươi rời khỏi. Đây là con mắt của ngài, Hoàng Tuyền Trúc đã an bài đại tướng đến Hoàng Tuyền thân lấy. Chiến hồn đưa con mắt đẫm máu cho Khương Phàm. Phía trên bị khắc xuống phong ấn tinh mịn, cực lực đè nén thần uy chu tước đang phun trào. Dù vậy, nó vẫn tràn ngập huyết khí nồng đậm, tỏa ra kim quang sắc bén, giống như là một mặt trời màu vàng đang chìm nổi giữa biển máu. Khương Phàm tiếp nhận con mắt, lại nhìn kỹ, phảng phất ngóng nhìn kiếp trước, một loại cảm xúc phức tạp chảy xuôi ở trong tim. Thật lâu, Khương Phàm khống chế thanh đồng tiểu tháp giáng lâm, 66 tòa thiết lao triển khai trận hình, chiếm cứ 4 phương 8 hướng, hình thành bảo vệ nghiêm mật. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lấy xuống mắt phải mình, máu tươi lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt. Khương Phàm nhìn xuống đau nhức, nhét thần nhãn kiếp trước vào hốc mắt. Thần nhãn bị máu tươi nhuộm dần, xúc động cấm chế, tự động giải trừ phong ấn. Trong chớp mắt, một loại thần uy mãnh liệt phun trào ra, trùng kích đầu Khương Phàm, khuấy động huyết dịch toàn thân. Năng lượng khủng bố, thần uy cuồn cuộn. Nếu như không phải bởi vì đây chính là con mắt của hắn, vẻn vẹn khí thế này đã đủ để đầu hắn nổ nát vụn. Khương Phàm ngẩng đầu, mắt phải cùng hốc mắt nhanh chóng giao hòa, phun ra kim quang chói mắt, bắn thấu sương mù cửu thiên vân, băng diệt mờ lôi trong tầng mây. Thần nhãn ẩn chứa thần huyết xuyên thấu qua mạch máu xung quanh hốc mắt, lan tràn khắp cơ thể. Tinh huyết kim hoàng nhanh chóng sôi trào, tiếp dẫn thần huyết chân chính giáng lâm. Linh nguyên tiếng gáy to, vang vọng trong khí hải, liệt diễm toàn thân kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hình dáng chu tước khổng lồ.
tiếng gáy to vang vọng đất trời, rung động hoang dã. Trong 3 năm rưỡi này Khương Phàm đã hấp thu toàn bộ lực lượng huyền hoàng thạch, cũng không ngừng liên tục hấp thu hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc, bất luận là huyết mạch hay là linh văn đều có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là phẩm cấp linh văn từ đầu đến cuối đều kẹt lại ở chí tôn thánh phẩm, khó mà dung chuyển được dù chỉ một chút. Dù sao dưới tình huống bình thường, thánh phẩm vượt qua thiên phẩm là hoàn toàn không thể nào thực hiện được. Cũng chỉ có Khương Phàm mạnh mẽ như vậy càng có thú văn đặc thù, mới có hy vọng thông qua kích thích thú văn, dẫn phát linh văn biến đổi. Giờ khắc này, thần nhãn nhập vào cơ thể, huyết mạch tăng cường toàn diện, linh văn chính thức bước lên thiên phẩm, ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, tăng vọt đến linh hồn cảnh cao giai. Thần hoàng. Chiến hồn ngắm nhìn Chu Tước liệt diễm. Hồn khí kích động đến run rẩy. Ngàn năm, rốt cuộc hắn cũng được lần nữa nhìn thấy Chu Tước dương cánh gáy to. Đây là hình ảnh mà trăm vạn chiến hồn bọn hắn đã nhớ thương vô số ngày đêm, đây cũng là tinh thần đồ đằng để bọn hắn huyết chiến ngàn năm mà chưa từng tháo chạy. Tưởng tượng ngàn năm trước đó, Chu Tước bay giữa trời, vạn thú thần phục, thần triều xuất chinh, bách tộc tránh lui, tôn quý cùng cường đại đến cỡ nào, kiêu ngạo cùng tự hào đến cỡ nào. Bọn hắn có thần triều minh mông, có trăm vạn hùng binh, chính là đi theo Chu Tước trên bầu trời, ngước nhìn thần linh trong lòng mình, huyết chiến thương huyền, chinh chiến các tộc, một lần lại một lần, lao thẳng đến chiến trường thiên khải, nghênh chiến bát châu thập tam hải. Khương Phàm bị huyết khí mãnh liệt bao phủ, thần nhãn dung hợp hốc mắt, sôi trào huyết mạch toàn thân. Tinh huyết kim hoàng càng ngày càng nhiều, giống như vô số tinh linh đang gieo hò lao nhanh bên trong mạch máu. Chu Tước linh nguyên cùng linh hồn hoàn mỹ giao hòa. Giờ phút này, linh hồn Khương Phàm đã triệt để hóa thành linh hồn Chu Tước. Chuyện này có nghĩa là hắn đã sớm làm xong chuẩn bị bước lên sinh tử cảnh, càng mang ý nghĩa sau khi hắn yêu hóa, sẽ trở càng nên cường đại, càng giống Chu Tước. Kịch biến kéo dài 3 ngày. Xung quanh vành mắt phải của Khương Phàm lan tràn ra mạch máu thô lớn, nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ, con mắt đang mở hí, tràn ngập khí tức kinh khủng. Con người càng giống như lôi hải màu vàng, phảng phất tùy tiện có thể chút xuống ước vạn lôi đình. Khương Phàm không thể không kích thích chiến trụ, toàn bộ hốc mắt cùng xung quanh đều bị che khuất, giống như một cái mặt nạ gắn vào nơi đó. Thần Hoàng, Hoàng Tuyền chúc ngài muốn, 10 cây, nếu như không đủ, mà tướng sẽ đi lấy lần nữa. Sợi chiến hồn thứ hai quỳ đến trước mặt, linh hồn lay động, thanh âm trống rỗng run rẩy. Hắn ngước nhìn Khương Phàm. Ngước nhìn thần linh đã từng, kích động đến khó mà tự đè xuống. Vương quyết. Khương Phàm nhận ra chiến hồn, hắn mặc áo giáp, còn có mấy phần bộ dáng kiếp trước. Thần hoàng. Chiến hồn cúi thấp đầu quỳ lạy, nếu như còn cơ thể, hắn nhất định đã lệ rơi đầy mặt. Chuyển cáo Tu La, chuyển cáo trăm vạn anh linh thần triều, chờ ta về lại U Minh, sẽ mang các ngươi rời khỏi. Một thế này, ta nhất định không phụ các ngươi chờ mong. Vạn thế thần triều nhất định sẽ lại nổi lên thương huyền, vĩnh hằng không suy. Anh linh điện thần triều, sẽ là kết cục vĩnh hằng của các ngươi, con dân thần triều sẽ vạn thế cung phụng, không ai dám lãng quên. Khương Phàm hướng về phía Côn Lôn xa xôi, chắp tay ôm quyền, trong lòng mặc niệm. Huynh đệ tốt nhất của ta, hãy đợi ta thêm mấy năm. Đỉnh Côn Lôn, em mờ lôi như thác nước, kiếp quang cuồng kích, không gian sinh tử lưỡng giới chập trùng kịch liệt. Tràng diện tai nạn hủy thiên diệt địa. Tại nơi thần linh đều cảm thấy rung động này, một tuyệt thế chiến hồn kinh khủng đang ngạo nghễ đứng đấy, cách địa tai vô tận ngắm nhìn hoang dã trầm tĩnh ở ngoài ngàn dặm. Tại thời điểm Khương Phàm chắp tay ôm quyền, tuyệt thế chiến hồn quỳ một chân trên đất, cúi đầu thật sâu. Trong chớp mắt, hồn uy cuồn cuộn, quét sạch Côn Lôn minh mông. Ở phía sau hắn, trăm vạn ác quỷ cùng kêu lên gào thật lớn, tử khí vô tận, hồn uy cuồn cuộn. Như đại dương mênh mông, nhấc lên vô biên sóng lớn. Cả tòa Côn Lôn quỷ giới đều bị liên lụy, quỷ chủ các nơi lần lượt mở to hai mắt ra, nhìn lên đỉnh núi vô tận ác quỷ. Quả nhiên hắn đã tới. Sâu trong mây mù âm u, Đông Hoàng Hoa Thanh chờ đợi hơn 3 năm nhìn ra đỉnh Côn Lôn, ngắm nhìn tuyệt thế hồn ảnh kia, ánh mắt sau đó quét về đại địa hoang dã. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ổn định ở ngọn núi thấp bên ngoài ngàn dặm kia. Một thân ảnh mặc áo bào đen đang xoay người sang chỗ khác, xa xa rời khỏi. Khương Phàm, quả nhiên ngươi còn sống. Như vậy xem ra, ngươi hẳn là thần hoàng Chu Tước chuyển thế. Thiên hậu, Tu La, rốt cuộc các ngươi làm cái gì? Có thể để một người bị trời chém chết luân hồi,
trở lại nhân gian. Nhưng thế cục Thương Huyền đã thay đổi, cách cục thiên hạ đã định hình, các ngươi nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép trở về, lại có bao nhiêu phần thắng? Lão Tổ, nguyên nhân ngài do dự hẳn là ở chỗ này. Đông Hoàng Hoa Thanh cảm giác Lão Tổ khả năng thật lâu trước đây đã liền đoán được thân phận Khương Phàm, chỉ là còn cần cái xác định cuối cùng. Mà người đã từng là chủ nhân Thương Huyền tái nhập Thương Huyền, chắc chắn sẽ cuốn lên cơn sóng báo thù, cũng chắc chắn sẽ lại trèo lên chiến trường bách tộc. Tất cả Hoàng đạo Thương Huyền đều khó mà chỉ lo thân mình, Hoàng đạo thiên hạ đều sẽ biến thành mục tiêu đi săn của thần Hoàng Chu Tước. Sở dĩ Lão Tổ do dự, hẳn là đang phân tích phần thắng của thần Hoàng Chu Tước, cùng cửu thiên thần giáo tại trận này sắp nhấc lên gió lốc khoáng thế muốn xung làm dạng nhân vật gì. Tam sinh hữu hạnh, có thể gặp thần Hoàng Chu Tước trở về. Bất luận như thế nào, Đông Hoàng Hoa Thanh ta đều kính trọng ngươi đã từng là thay đổi Thương Huyền làm ra tất cả cố gắng. Các ngươi vốn nên vĩnh viễn được ghi lại trong sử sách, nhưng lại bị dân chúng lãng quên. Chờ mong ngày chúng ta chân chính gặp mặt đó. Là địch hay là bạn, phải phó thác cho trời. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thân ảnh kia đi xa thật lâu, xé mở sinh tử lưỡng giới, rời khỏi U Minh địa ngục. Sâu trong Côn Lôn, chiến trường tầng thứ 9. Một con thanh thi cự viên nhô lên thân thể nguy nga, nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi. Toàn thân nó quấn quanh lấy xiềng xích màu vàng, khuấy động tử khí màu xanh, nguy nga, hùng tráng, bạo ngược, móng vuốt bén nhọn so với cái đầu kia đều muốn cực đại. Phảng phất có thể tùy tiện xé rách cả ngọn núi cao lớn. Trên bờ vai của nó có một thiếu niên tóc trắng ngồi đó. Khương Phàm. Thiếu niên khẽ nói, thanh âm khàn giọng trống rỗng. Hai con mắt, thiêu đốt, ánh sáng màu xanh, nhìn thấu đất trời mờ tối. Hắn chết rồi, không, khí tức sinh mệnh của hắn rất thịnh vượng. Hắn vậy mà lại còn sống đi tới U Minh địa ngục. Thân thể thiếu niên đột nhiên cứng ngắc, toát ra vẻ mặt đau đớn, hắn cúi đầu xuống. Phát ra tiếng gào thét kinh khủng, da thịt toàn thân nứt ra, chảy xuôi dòng nước màu xanh đáng sợ. Một thanh thạch kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, mũi kiếm đụng vào da đầu, hạ xuống thi khí nồng đậm, cũng bay ra giọng nói nhỏ thăm thẳm. Ngươi đã là ta đã là ngươi. Hai chữ cổ la, hẳn là từ nên hoàn toàn tiêu trừ trong trí nhớ của ngươi. Sư phụ, Lý Dần đợi đến khi Khương Phàm trở về, thở phào một hơi. Mặc dù U Minh địa ngục không có phân chia ngày đêm, nhưng hắn một mực tính toán thời gian, sư phụ chuyến đi này một lần, mất tận 10 ngày. Mắt ngươi sao thế, mù sao? Hứa Đan quái dị nhìn chỗ mặt nạ màu tím trên mắt phải Khương Phàm, bị quỷ cào. Sư phụ, ngài. Lý Dần cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh đã phát giác được khí tức Khương Phàm thay đổi, 10 ngày ngắn ngủi giống như đã xảy ra thay đổi rõ ràng. Ngươi đột phá. Hứa Đan kinh hô. Nói đùa cái gì, chỉ rời khỏi 10 ngày mà thôi liền đã lên cao giai linh hồn cảnh rồi. Lục trọng thiên đến thất trọng thiên là linh hồn cảnh mấu chốt đột phá nhất, khó khăn nhất, coi như nàng ở trong địa ngục này phát hiện được rất nhiều cơ duyên, đều phải hao tốn 1 năm rưỡi. Khương Phàm nói. Hoàng Tuyền Trúc đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi. Lấy được, ở đâu? Đụng vận khí. Vận khí. Hứa Đan bó tay rồi. Các ngươi phải đi về. Yêu Đồng đột nhiên nói. Có viên linh đang sắp chín rồi, hẳn là trong mấy tháng này. Các ngươi đã có biện pháp trở về liền không cần ta nữa. Ngươi muốn ở lại đây. Khó lắm mới đến đây, làm sao ta từ bỏ rời khỏi được. Yêu Đồng biết cách rời khỏi, nhưng lấy tình huống thân thể lúc trước, hắn lại không vào địa ngục được. Bây giờ nếu đã đến được rồi, vậy hắn phải lợi dụng vong hồn trong U Minh địa ngục. Làm phong phú lực lượng linh hồn mình. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Phàm thăm thẳm than nhẹ, mặc dù đã đoán được điểm này, thế nhưng một khắc này Yêu Đồng làm ra quyết định, hắn vẫn còn có chút hối hận. Hối hận khi tìm tới Yêu Đồng, hối hận khi đưa Yêu Đồng đến địa ngục, ý vị này. Yêu Đồng sẽ triệt để mất đi khống chế. Chính ngươi ở lại đây. Hứa Đan kinh ngạc nhìn Yêu Đồng, đây đều là thứ quái vật gì, người khác đối với U Minh địa ngục đều kính nhi viễn chi. Bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, một tên nhất định phải đến, một kẻ đã đến còn không muốn rời khỏi. Chờ sau khi ta rời khỏi, ta hẳn là có thể tùy ý hoạt động ở bên ngoài. Ha ha, ta sẽ đi tìm các ngươi. Yêu Đồng cười cười, bàn chân tái nhợt dẫm lên huyết thủy sền sệt, đi tới hoang dã mênh mông. Bọn người Khương Phàm bôn ba hơn 1 tháng, đi ngang qua hơn 300.000 dặm U Minh đại địa,
một lần nữa tìm được thạch điện. Thạch điện vẫn như cũ. Thây khô bị xiềng xích quấn quanh, vây ở đó bên trong, cứng ngắc lại giá lạnh, mầm cây từ trong đầu chui ra ngoài đang khuấy động sương mù màu đen. Đây là dấu hiệu quả nào đó muốn thành thục. Khương Phàm ở chỗ này hơn 3 năm, trước sau chứng kiến hai viên linh đang thành thục, mỗi lần thành thục sẽ dần dần thẩm thấu đến không gian, rời khỏi nơi này. Cũng chứng kiến hai người sống bị sinh tử ngâm tiếp đón đến nơi này, chỉ là đều không thế nào phối hợp, bị hắn giết chết ném tới bên ngoài cho quỷ ăn. Sinh tử ngâm mặc dù lớn rất chậm chạp, số lượng lại không nhiều, nhưng chính là bởi vì như thế nên mới hoàn toàn bảo đảm tính bí ẩn. Nếu như vậy đến từng nơi ở Cửu Châu Thập Tam Hải, vậy thì càng bí ẩn. Không biết bộ thây khô này ở chỗ này bao nhiêu năm rồi? Nếu như là mấy trăm năm, dựa theo mỗi 1-2 năm kéo một người tiến đến để tính, hẳn là cũng ăn hơn 100 người. Nếu như mấy ngàn năm, chính là hơn 1000 người. Mặc dù người bị hấp thu tình huống cao thấp không đều, nhưng chỉ cần cơ số đủ lớn, vẫn sẽ có rất nhiều nhân vật đặc thù. Cái cây này nếu như ngày nào đó thức tỉnh linh trí, khẳng định vô cùng khủng bố. Chờ đi, trái cây cũng sẽ nhanh thành thục thôi. Khương Phàm vừa chờ mong vừa khẩn trương. Lần này đi đến địa ngục coi như thuận lợi, nên tìm đều đã tìm được, còn lấy được thần nhãn vào tay, bước vào vấn đề thiên phẩm. Chỉ là không biết thế giới bên ngoài đã qua bao nhiêu năm. Hứa Đan đụng đụng Lý Dần, hướng về phía trước nháy mắt. Lý Dần hiểu được ý của nàng. Sư phụ, sau khi chúng ta trở về, xử lý Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ như thế nào? Khương Phàm cẩn thận quan sát đến làn khói đen che phủ huyết thụ, thuận miệng nói. Bọn hắn là hoàng tộc, ta bây giờ còn không có tư cách xử lý bọn hắn. Lý Dần ho nhẹ vài tiếng. Hứa Đan thì sao? Hứa Đan nhấc lên tinh thần, mong đợi nhìn Khương Phàm. Khương Phàm lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói. Là nữ nô ta chuẩn bị cho ngươi, không phải nữ tử. Sắc mặt Hứa Đan thay đổi, giận tím mặt. Khương Phàm, ngươi nói cho ta rõ, ai là nữ nô? Ngươi là tên hỗn đản vong ân phụ nghĩa, ngươi là cái đổ biến thái, là tên điên. Nếu như không phải ta, Lý Dần hắn có thể sống đến bây giờ. Nếu như không phải ta, ngươi có thể tìm đủ được những dược liệu kia. Nếu như không phải ta, ngươi có thể có được nhiều bảo bối tăng lên cảnh giới như vậy. Khương Phàm thờ ơ. Đừng nói cao thượng như vậy. Ngươi chỉ là vì mạng sống mà thôi. Nếu như ta muốn mạng sống, có rất nhiều cách, ta cần phối hợp với các ngươi đến bây giờ. Ngươi đó là lo lắng khế ước linh hồn ngươi, sợ mình không thể rời bỏ U Minh địa ngục. Ngươi nhỏ hẹp, ngươi hỗn đản, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi tiểu nhân hèn hạ. Hứa Đan tức giận, mắng lên hết những từ ngữ mình biết. Trước khi tới đây, ngươi muốn giết chết ta, giữa chúng ta là kẻ thù. Sau khi ngươi tới nơi này, làm cũng tạm được, ân oán của chúng ta có thể xóa bỏ. Nhưng ngươi lại dám câu dẫn đồ đệ của ta, cái này không thể tha thứ. Ta câu dẫn, là hắn chủ động với ta. Hứa Đan chỉ vào Lý Dần hô to, thực sự không cách nào bình tĩnh được. Khóe mắt Lý Dần run rẩy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khương Phàm cũng rất bình tĩnh. Hắn mới 8 tuổi, không hiểu chuyện, ngươi lại đã 25. Hắn 8 tuổi. Con nhà ai 8 tuổi mà cao 1m8, hắn 8 tuổi sẽ như vậy. Hứa Đan tức giận thét lên, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Đừng ồn ào, người có động cơ gì, chính người rõ ràng nhất. Ta có động cơ gì? Người nói ta có động cơ gì? Hứa Đan ta đường đường là công chúa hoàng tộc, sẽ lấy mình thân thể tính toán các ngươi. Người quá để mắt các ngươi rồi. Hứa Đan càng nói càng tức, nước mắt đều lăn xuống. Lý Dần bước về phía trước nói. Sư phụ, nàng kỳ thật không có xấu như vậy, giữa chúng ta. Thật có tình cảm. Ở U Minh địa ngục sông sáo 3 năm rưỡi, bọn hắn không có giờ khác nào không ở cùng một chỗ, cùng nhau thăm dò nguy hiểm, cùng nhau đánh dấu vị trí, cũng cùng nhau ứng phó nguy hiểm sinh tử. Mới đầu chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng chỉ cảnh giác lẫn nhau, thế nhưng mấy lần, mấy chục lần lại mấy trăm lần cứu giúp tại thời khắc sinh tử. Thời gian vẫn để bọn hắn dần sinh ra hảo cảm. Sau khi có một lần trở về từ cõi chết, tình cảm của bọn hắn khó tự đè xuống, phát sinh liên quan. Hảo cảm từ đây biến thành tình cảm. Mặc dù tính tình Hứa Đan cao ngạo, lại gấp gáp, còn có chút tùy hứng, nhưng ở chung lâu, nàng vẫn có rất nhiều ưu điểm.
có tình cảm, đây chẳng qua là ở chỗ này. Một khi rời khỏi U Minh địa ngục, gia tộc sẽ là vị trí đầu tiên trong nàng. Nếu có cơ hội, nàng sẽ nghĩ tất cả các biện pháp cầu cứu Chí Tôn Kim Thành. Các nếu ngươi quả thật muốn ở cùng nhau, điều kiện tiên quyết khẳng định cũng là ngươi ở rể Hứa gia, đổi thành họ Hứa. Khương Phàm nói xong, quay đầu nhìn Hứa Đan. Đúng không? Hứa Đan nước mắt đầy mặt, môi đỏ nhúc nhích, cuối cùng lại cũng không nói được chữ, không. Nếu có cơ hội, nàng đương nhiên muốn chạy trốn, nếu có cơ hội, nàng vẫn phải giết Khương Phàm. Còn Lý Dần có chút hoảng hốt, cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tại U Minh địa ngục nguy hiểm này, hai người bọn họ thuộc về sống nương tựa lẫn nhau, không có bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài gì, bọn hắn ngoại trừ tu luyện, chính là tìm kiếm dược liệu, nguy hiểm, kích thích, càng kích tình. Liên quan giữa bọn họ cũng tự nhiên rất ổn định. Nếu như rời khỏi nơi này, bọn hắn phải đối mặt với thế giới mênh mông, là các loại hiện thực lại tàn khốc. Huống chi từ ban đầu bọn hắn chính là thù địch. Nhất là chuyện của sư phụ cùng Chí Tôn Kim Thành, cơ hồ là kẻ thù sống chết không thể xóa bỏ. Trong thạch điện an tĩnh âm lãnh, hai người đều trầm mặc. Hứa Đan, ngươi quên rồi sao, nơi này là địa ngục. Hơn 3 năm, giấc mộng của ngươi cũng đã nên tỉnh lại rồi. Trong thanh đồng tiểu tháp trên cổ Khương Phàm vung ra một sợi xiềng xích, cuốn lấy Hứa Đan. Hứa Đan không có chống cự, không có cãi lộn, mặc cho xiềng xích từ cổ quấn khắp toàn thân, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Lý Dần. Đây là mơ sao? Lý Dần vẻ mặt ảm đạm. Ta, không biết. Hứa Đan mở miệng nói. Ngươi từng thích ta không? Ta thích. Ngươi sẽ còn thích ta không? Ta. Lý Dần thở sâu, dũng cảm nói với Khương Phàm. Sư phụ, cho Hứa Đan một cơ hội đi. Cơ hội giết ta, hay là cơ hội hại ta? Mặc dù trước đó chúng ta với nàng là kẻ thù, nhưng không phải là bởi vì Hứa Đan có bao nhiêu đáng trách, cũng không phải bởi vì có ân oán gì cùng với bản nhân nàng, mà bởi vì nàng là người của Chí Tôn Kim Thành, nàng muốn bảo vệ tôn nghiêm gia tộc của nàng. Trong mấy năm này, chúng ta ở chung với nhau, ta hiểu rõ nàng là hạng người gì hơn. Dứt bỏ mặc kệ Chí Tôn Kim Thành, chúng ta cũng đều là đồng bạn. Xin sư phụ cho nàng một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội. Lý Dần chân thành khẩn cầu Khương Phàm. Khương Phàm trầm mặc một lát. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xem nàng là nô, hay là nữ tử? Là nữ tử. Lý Dần ngữ khí kiên định, không chần chờ chút nào. Hứa Đan đắng chát cười, lắc đầu, để Lý Dần chớ nói nữa. Lấy những gì nàng biết về Khương Phàm, cái tên điên tàn nhẫn lại tuyệt tình này, thái độ đối đãi nguy hiểm càng là đuổi tận giết tuyệt. Mà thù hận giữa Chí Tôn Kim Thành cùng Khương Phàm thật sự không thể nào bởi vì cá nhân nàng mà xuất hiện chuyển hướng gì, cho nên Khương Phàm chắc chắn sẽ không giữ lại nàng. Hứa Đan yên lặng cúi đầu xuống, nên tỉnh mộng, nàng đáng chết. Hơn 3 năm này, rốt cuộc là mộng đẹp, hay là ác mộng? Nhưng, lúc Hứa Đan đang chán nản, xiềng xích trên người lại đột nhiên tháo xuống. Hứa Đan khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm, đây là ý gì? Tạ ơn sư phụ. Lý Dần vui mừng, tranh thủ thời gian đi đến bên cạnh Hứa Đan, nhắc nhở nàng mau nói tạ ơn. Hứa Đan lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn Khương Phàm ở sau lưng, bỗng nhiên nói. Tên hồn đản ngươi thăm dò ta. Ngươi hẳn là nghe Lý Dần, cảm ơn ta. Khương Phàm không muốn khống chế nàng, ngoại trừ là bởi vì hơn 3 năm nàng bỏ ra, càng quan trọng hơn là nàng đã thành người của Lý Dần, lại còn là mối tình đầu u mê của Lý Dần. Mặc dù hắn làm sư phụ, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn thay đồ đệ xử tử nữ tử của hắn. Huống chi tình huống Lý Dần rất đặc thù, nếu như để lại khúc mắc, chắc chắn tương lai sẽ phát sinh biến cố khó có thể tưởng tượng được. Mà ở trong lòng Khương Phàm, một mình Lý Dần đã bù đắp được 3 đến 5 cái Chí Tôn Kim Thành. Chết tiệt, lão nương ta thật cảm ơn ngươi. Hứa Đan nghiến răng nghiến lợi. Tôn trọng sư phụ chút. Lý Dần nhíu mày nhắc nhở. Hứa Đan hừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh tức giận. Tuy nhiên, nàng thật có chút kinh ngạc, Khương Phàm lại có thể tha cho nàng. Liền không sợ nàng len lén mật báo, liền không sợ nàng tìm cơ hội giết hắn sao? Hay là, Hứa Đan đột nhiên giật mình, hỗn đản này hẳn là còn đang quan sát nàng. Nếu như nàng có bất kỳ cử động khác thường, tuyệt đối xử tử. Kiểm tra thi thể cho ta, nhìn bên trong có lực lượng sinh mệnh hay không? Khương Phàm phóng Thiết Long cổ thụ ra.
thiết long cổ thụ đã cao đến 2 mét, thoát khỏi hóa sinh bát. Thân cây thẳng tắp, không thể phá vỡ, bên trong vỏ cây hiện ra đường vân hai màu đỏ thẫm, phân biệt xen lẫn thành hai con mắt một đỏ một đen, nhìn vô cùng tà ý. Nhánh cây chỉ có 6 cái, nhìn tinh tế kiều nộn, lại có thể mở ra hư không, ngay cả kính tượng của Hứa Đan đều có thể xé rách được. Khi Khương Phàm bế quan trong 3 năm, thiết long cổ thụ từ đầu đến cuối luôn được hắn bày ở bên cạnh, dốc lòng dạy bảo, bây giờ linh trí đã được khai phát ra, rất dễ dàng liền lĩnh hội được ý tứ của Khương Phàm. Thiết long cổ thụ duỗi cái cành non mịn ra, đâm vào trong thân thể thây khô. Cành cây nở rộ lên ánh sáng màu xanh nồng đậm, lan tràn ra vô số cành non giống như tơ mỏng khắp toàn thân hắn, tìm kiếm mỗi một góc. Thật lâu, thiết long cổ thụ rút cành về, không có cái gì phát hiện. Tiếp tục tra. Khương Phàm chưa từ bỏ ý định. Bộ thi thể này nếu quả như thật sự đã phế đi, huyết thụ trên đầu hoàn toàn có thể rời khỏi nó, thông qua linh quả rời khỏi địa ngục, đến nhân gian tùy ý săn mồi con người. Không cần thiết ở lại nơi này, chờ đợi sinh tử ngâm ném xuống ăn. Nhưng, huyết thụ từ đầu đến cuối vẫn cắm rễ trong thi thể. Hoặc là nó không thể rời bỏ, hoặc chính là thân thể không cho phép nó rời khỏi. Nói cách khác, trong bộ thân thể này ẩn giấu đi loại hình huyết thai, một mực đang góp nhặt năng lượng, chờ đợi trùng sinh. Thiết long cổ thụ duỗi càng nhiều trà cây ra, tiến vào trong thi thể, nhưng lặp đi lặp lại điều tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Chẳng lẽ là sau khi huyết thụ thành thục, một lần nữa chui trở lại trong thân thể. Sau đó phóng thích huyết khí, để thi thể khởi tử hồi sinh. Khương Phàm nghĩ đến khác khả năng. Thiết long cổ thụ duỗi trạc cây ra, muốn quấn quanh huyết thụ trên đầu thi thể, lại bị hắc khí tràn ngập ở nơi đó ngăn cách. Cây huyết thụ này đã sinh trưởng mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, cường đại xa so với thiết long cổ thụ. Thiết long cổ thụ thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng nổi giận, vung cái cành dày đặc lên, giống như roi sắt điên cuồng đánh hắc phụ một trận, Hứa Đan ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Mặc dù nói vật họp theo loài, nhưng tên điên này nuôi đến cái cây đều táo bạo như thế, thật sự là tuyệt. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo, lại một gia hỏa không may bị sinh tử ngâm lôi vào địa ngục, đập ầm ầm trên sàn nhà. Linh đang rời khỏi thân thể của hắn, mang theo huyết khí nồng đậm, hồn khí, còn có linh khí, rơi xuống trước mặt thi thể. Nhưng, lúc Linh đang muốn tế hiến chất dinh dưỡng, bên trong huyết khí, hồn khí còn có linh khí đột nhiên ngưng tụ lại cùng nhau. Khuấy động lên khí lãng mãnh liệt, giống như đại dương đột nhiên nổ tung trong thạch điện, kịch liệt cuồn cuộn, bọn người Khương Phàm đều bị đẩy lui mấy chục mét. Giống, một con cự kình màu đen nhấc lên trong đại dương mênh mông, phát ra tiếng giống giận dữ hùng hậu. Thanh triều rung động, càng mang theo vài phần bi tráng, phảng phất chấn động 8 vạn dặm biển lớn, giận dữ hét với vực sâu cửu trọng giới. À, Hứa Đan ôm đầu kêu thảm. Bị đột nhiên xuất hiện tiếng gầm thét đã chấn động linh hồn nàng. Linh lực toàn thân lý dần mất khống chế, hình thành liệt diễm mãnh liệt lao ra, chủ động ngưng tụ thành hình dáng bất tử điểu, gáy to với con cự kình kia. Tuy nhiên kịch liệt phản ứng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, huyết khí, hồn lực, linh lực nhanh chóng bị thi thể hấp thu. Khí thế thật là mạnh, người này có lai lịch gì? Lý dần lật nam tử qua nhìn. Nam tử hôn mê bất tỉnh, thể hiện vô cùng đau đớn, hơn nữa còn gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như đang gầm thét trước khi hôn mê. Thân hình hắn khôi ngô, thân cao gần 2 mét, mặc chiến giáp cứng rắn, nhìn khí thế phi phàm. Nhất là linh văn của hắn thật khiến cho người ta phải chú ý, lại là vật sống, đường vân vặn vẹo, chậm rãi dao động, giống như một con cá voi đang ngao du, tản ra khí thế nặng nề hùng hậu. Người của Hải Thần Đảo. Hứa Đan kinh hô. Ngươi biết hắn? Lý Dần thử thăm dò muốn đụng vào linh văn trên đầu của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh văn thần kỳ như vậy. Đây là cự kình linh văn của Hải Thần Đảo, có được sinh mệnh lực cường đại, càng phát động ngàn dặm trên đại dương mênh mông. Bọn hắn từ linh nguyên cảnh đã có thể dài đến 100 mét, sau khi vượt qua sinh tử cảnh liền có thể dài đến 1000 mét. Cự kình 1000 mét. Lý Dần tê cả da đầu, yêu thú 100 mét đã đủ rung động. Dài đến 1000 mét, đó là cái quy mô gì? Nếu như là thánh phẩm cự kình linh văn, còn có thể thức tỉnh kình hồn cổ lão, cũng dựng dục ra hải dương trong thân thể. Hải Thần Đảo có tam đại gia tộc, cự kình linh văn đại biểu dương gia, là gia tộc mạnh nhất.
ai dám bức người của Dương gia đến tuyệt cảnh. Hứa Đan càng rung động, Hải Thần Đảo là siêu cấp hoàng đạo trong Hải Dương, từ xưa đến nay đã 7 lần vấn đỉnh hoàng đạo. Ngàn năm trước sau khi bị thương nặng thoáng yếu thế, bây giờ đã lần nữa quật khởi mạnh mẽ, rất có trở lại tư thế hoàng đạo. Hải Thần Đảo. Khương Phàm dung hợp trong trí nhớ phát hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nếu như nhớ không lầm, Hải Thần Đảo ngàn năm trước sở dĩ sẽ ngã ra trận doanh hoàng đạo, tựa như là bị hắn nâng một bàn tay đánh ra. Nam tử đau đớn ngâm khẽ, đã muốn tỉnh lại. Giả quỷ, dọa hắn một chút. Khương Phàm đột nhiên nói. Cái gì? Lý Dần và Hứa Đan còn tưởng rằng nghe lầm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy chút bảo bối từ trong tay hắn. Hai tên trước đó kia đều là quỷ nghèo, tên này hẳn là có thể vớt chút. Khương Phàm lui đến trong bóng tối, dây leo trong thạch điện quấn quanh trên thân. Minh hoa trên dây leo tỏa ra minh quang yếu ớt, mặt Khương Phàm bị chiếu trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Thật ngây thơ. Hứa Đan rất im lặng, nhưng tay chân không có nhàn rỗi, còn nhanh hơn Lý Dần, chạy đến một bên khác, làm cho mái tóc rối tung đến phía trước, lại chỉnh dây leo đến sau lưng. Minh quang từ bị phía sau lưng chiếu tới, nàng càng lộ ra thêm âm khí, âm u. Nàng cảm thấy không dọa người, còn hái một đóa minh hoa nhét vào trong miệng, lúc mở lúc đóng, minh quang lấp lóe. Lý Dần bất đắc dĩ, một kẻ so một kẻ khác thật biết chơi, hắn kéo lấy thiết long cổ thụ chạy đến trong góc phía sau thi thể, xé rách y phục, thân thể vặn vẹo, để thiết long cổ thụ từ phía sau dùng rễ cây bao trùm hắn, là một dạng tạo hình giống với thi thể phía trước. Thiết long cổ thụ cũng duỗi cành ra, giật chút minh hoa, tô điểm cho mình một chút, giống như là một gốc minh thụ. Thạch điện bình tĩnh, hắc ám, giá lạnh, minh hoa nở rộ hào quang nhỏ yếu, âm khí âm u. Nam tử suy yếu đau đớn chống thân thể lên, đầu tiên là hoảng hốt nhìn xung quanh một chút, xung quanh là thạch điện tỏa hắc ám âm trầm, bên ngoài đen như mực, thăm thẳm tiếng quỷ nói, như khóc như tố. Ta thật được đưa tới u minh địa ngục rồi. Nam tử vuốt vuốt cái đầu căng đau, muốn đứng dậy, nhưng thân thể suy yếu vô lực, dưới chân trượt đi, lảo đảo nhào vào trên mặt đất. A! Nam tử vừa vặn quỳ gối trước mặt thi thể, hắn nao nao, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm kinh khủng, vang vọng thạch điện, nam tử chật vật lui lại, hai mắt trừng đến căng tròn, toàn thân giống như bị điện giật. Khốn kiếp, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam tử tức giận, thoáng chậm làm dịu lại. Đang muốn chống người lên nữa, vừa quay đầu lại đã đối đầu với Hứa Đan ở bên phải. Hứa Đan tóc tai bù xù, toàn thân, hiện ra, minh quang ánh sáng u minh, trong thạch điện âm trầm này muốn dọa người bao nhiêu thì là dọa người bấy nhiêu. A! À, nam tử khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ôm ngực, lần này không có bị dọa cho co quắp, nhưng hắn còn chưa kịp thở ra, Hứa Đan nơi đó đột nhiên ngẩng đầu, miệng há ra, một tia minh quang toát ra. Ngọa tào! Nam tử la lên, lảo đảo lui lại. Sàn nhà rách dưới, một chân của hắn bị lọt xuống, ngửa mặt ngã quỵ, nhấc lên mấy lần, vừa vặn lăn đến chỗ Khương Phàm. Khương Phàm chậm rãi cúi đầu, trong hơi thở phát ra âm thanh than nhẹ. Nam tử từ dưới nhìn lên, khuôn mặt ác quỷ kia nện thẳng vào ánh mắt. Oa a a. Nam tử ớn lạnh toàn thân, lộn nhào chạy đi, lông tóc dựng đứng, cảm giác mỗi cái tế bào đều đang liều lĩnh hơi lạnh. Mặc dù ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, nhưng sống lớn như vậy, đây còn là lần đầu tiên gặp được quỷ, thật sự không chịu nổi. Nơi này là địa ngục, ngươi là người phương nào? Khương Phàm đè ép thanh âm, khàn khàn, giá lạnh, thăm thẳm quanh quẩn trong thạch điện mờ tối. Ngươi là người hay quỷ? Trái tim nam tử vừa muốn rơi xuống bỗng nhiên lại nhấc lên, hắn hỗn loạn, ý thức còn loạn hơn. Tiếp nhận thẩm phán. Chúng ta sẽ quyết định ngươi là ở lại, hay là rời khỏi. Lý Dần đứng trong bóng đêm nói nhỏ. Còn có một tên khác. Nam tử trừng to mắt, trực nhìn chằm chằm sâu trong thạch điện. Nơi đó có một thi thể, vặn vẹo, trên thân mọc ra minh thụ to lớn hơn, so với cái kia càng đáng sợ hơn. Ta có thể rời khỏi. Nam tử gian nan nuốt ngụm nước bọt, sinh tử ngâm quả nhiên không có để hắn thất vọng, lại hắn từ trong vực sâu kéo về địa ngục. Trở về, trở về, trở về. Đôi mắt nam tử nổi lên tinh mang. Ngươi, là ai? Hứa Đan rất ngạc nhiên với thân phận của nam tử. Ta là Dương Biện, truyền nhân Dương gia,
một trong tam đại tộc hải thần đảo. Ta là thiên phẩm linh văn, linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Nam tử đột nhiên kích động lên, cao giọng gào thét. Ta là bị người khác hại, ta bị đám súc sinh kia hại, ta không đáng chết, đáng chết chính là đám súc sinh kia. Là ai hại ngươi? Hứa Đan càng khiếp sợ, ai dám hãm hại thiên phẩm linh văn? Thiên phẩm linh văn đó, đây quả thực là một tiểu thánh nhân, bất luận thế lực gì cũng đều sẽ xem như người thừa kế mà bồi dưỡng. Dương Biện thể hiện dữ tợn đáng sợ, thanh âm sắc nhọn cao vút. Là tên đệ đệ thân yêu kia của ta, đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta. Vì sao lại hại ngươi? Hứa Đan vội vàng truy vấn. Khương Phàm nháy mắt với Hứa Đan, đừng quá vội vàng, giữ vững thần bí cùng áp bách, kết quả Hứa Đan không có chú ý, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nam tử. Dương Biện cảm xúc kích động, không có chú ý tới vấn đề ở xung quanh, hắn hồng hộc thở hổn hển, nói ra bí mật mình. Ta thức tỉnh thái cổ kinh hồn, ta khôi phục uy lực thái cổ cự kinh, ta thuận theo mọi việc mà kế thừa vị trí tộc trưởng. Thái cổ kinh hồn. Hứa Đan chấn kinh, Khương Phàm cảm thấy nghiêm trọng, Lý Dần lại mờ mịt. Linh văn, cự kinh, của Dương Gia uy chấn Hải Dương, ngoại trừ sinh mệnh lực cùng thực lực cường hãn, càng quan trọng hơn là linh văn cấp thánh phẩm cùng thiên phẩm đều có cơ hội thức tỉnh cổ kinh hồn sau linh hồn cảnh. Cấp bậc thánh phẩm có khả năng thức tỉnh thượng cổ kinh hồn. Cấp bậc thiên phẩm có khả năng thức tỉnh thái cổ kinh hồn. Kinh hồn khi được thức tỉnh có thể giao phó bọn hắn uy lực thượng cổ, uy lực thái cổ, cùng với lực khống chế Hải Dương càng mạnh không có gì sánh kịp. Hứa Đan nhớ rõ, thức tỉnh thái cổ kinh hồn vô cùng khó khăn, cho nên bình thường Dương gia cũng sẽ là thượng cổ kinh hồn. Khương Phàm càng nhớ rõ hơn, năm đó hắn chém giết con cự kình kia, chính là thái cổ cự kình, hắn cũng biết rõ chỗ đáng sợ của loại thức tỉnh này. Dương Biện còn đắm chìm trong bi thương bị tính kế, cuồng loạn hô to. Ta vào thất trọng thiên đã thức tỉnh kinh hồn, cửu trọng thiên ngưng tụ hồn nguyên, ta là thiên tài mạnh nhất của hải thần đảo ngàn năm nay, ta dẫn dắt hải thần đảo về lại bách tộc chiến trường, nhưng... bọn hắn cướp đoạt hồn nguyên của ta, đánh ta vào vực sâu đáy biển. Vì sao? Khương Phàm càng cảm thấy kỳ quái hơn, nếu thức tỉnh thái cổ kinh hồn, lẽ ra nên nhận được toàn lực bồi dưỡng. Càng sẽ nhận được tôn trọng chí cao vô thượng tại Dương gia, vì sao đệ đệ của hắn dám hạ độc thủ. Dương Biện cảm xúc kích động, chỉ lo giữ tợn gầm thét. Để cho ta phục sinh, điều kiện gì ta đều đồng ý với ngươi, để cho ta trở về, nhanh để cho ta trở về. Nếu bọn hắn đã ra tay, hoàn toàn khẳng định có mưu đồ, cũng sẽ ra tay đối với mẫu thân của ta, đối với thân tộc của ta. Dương Biện cao giọng hô to. Các vị quỷ chủ. Dương Biện ta chưa bao giờ cầu hơn người, lần này ta cầu xin các ngươi. Cho ta cơ hội sống lại một lần, để cho ta lại về hải thần đảo, dù chỉ là mấy năm. Chỉ cần ta báo được thù, ta sẽ lại về U Minh, các ngươi muốn cái gì, ta cũng đều cho các ngươi. Hứa Đan và Lý Dần đều trầm mặc, vốn định đùa một chút, không nghĩ tới gia hỏa này lại mang theo huyết hải thâm thù tới đây. Khương Phàm lắc đầu nói. Ngươi có thể trở về, nhưng ngươi không báo được thù. Ta có thể, chỉ cần ta trở về, ta liền giết bọn hắn. Ta là thiên kiêu hải thần đảo, ta là hy vọng của hải thần đảo, ta là thái cổ cự kinh. Ngươi không có chú ý tới, cảnh giới của ngươi đã thoái hóa. Cảnh giới của ta. Dương Biện khẽ giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra cơ thể, sau một hồi, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, phù phù ngồi ở nơi đó. Đây chính là cái giá ngươi dùng sinh tử ngâm, lấy cố gắng nửa đời. Đổi lấy một lần trùng sinh của ngươi. Không, không, không thể nào. Dương Biện khó mà chấp nhận được, lặp đi lặp lại kiểm tra, cảm xúc càng ngày càng kích động. Mỗi người trưởng thành đều là tự mình gian nan bước từng bước một đi ra, gánh chịu quá nhiều chua xót cùng kỳ vọng, nhất là giống loại truyền nhân thiên phú cao, tâm tính cao này như hắn, lại đứng trước áp lực hoàng tộc cạnh tranh to lớn, cố gắng bỏ ra càng là điều mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Khương Phàm quá hiểu loại tâm tình này, lắc đầu giật dây leo trên người xuống, từ trong bóng tối đi ra. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta cũng là bị sinh tử ngâm kéo vào. Dương Biện nao nao. Ngươi nói cái gì? Lý Dần rời khỏi thiết long cổ thụ, cũng từ trong bóng tối đi tới. Chúng ta đều là bị cuốn vào đây, đã ở chỗ này đã chờ đợi 3 năm 10 tháng. Các ngươi! Dương Biện giận tím mặt. Đám hỗn đản các ngươi dám đùa ta. Khương Phàm cười nói.
U Minh địa ngục quá nhàm chán, đùa giỡn với ngươi chút. Các ngươi gọi cái này là đùa giỡn. Dương Biện tức giận ta lên, đánh tới phía Khương Phàm, nhưng thân thể hắn quá mệt mỏi, cảm xúc kích động, ý thức trời đất quay cuồng, ngã gục ở trên mặt đất. Lúc ta tiến vào, cũng đã bị đoạt đi hết thảy. Tuy nhiên loại cảnh giới thoái hóa này không phải loại hoàn toàn thoái hóa kia, chỉ cần ngươi tu luyện lại từ đầu, rất dễ dàng trở lại đỉnh phong, cũng chừng. Ba năm, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Dương Biện ngẩng đầu, hai mắt sung huyết, tức giận không kiềm chế được. Vừa bị kéo vào, còn đắm chìm trong bi thống tuyệt vọng ở phía ngoài, vậy mà không có làm rõ ràng tình huống liền nói ra toàn bộ bí mật, nếu như còn có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ giết đám hỗn đản này. Nhìn thấy gốc cây kia không? Khương Phàm chỉ huyết thụ trên thi thể. Trái cây kết trên gốc cây kia chính là sinh tử ngâm. Mỗi trái sau khi chín liền sẽ dung nhập hư không, trở lại nhân gian tìm tới ký chủ, chờ đợi cơ hội kéo hắn tới nơi này, tế hiến thi thể. Ngươi rất may mắn, có một quả sắp thành thục, ta có thể mang ngươi cùng rời khỏi. Nếu như ngươi muốn khôi phục đến linh hồn cửu trọng thiên lại cũng có thể tiếp tục chờ. Thông qua quan sát của ta, sinh tử ngâm nhiều nhất 2 năm liền sẽ thành thục một trái. Ta muốn trở về. Dương Biện mệt mỏi thở hổn hển, liền xem như bò, cũng phải bò trở về. Ngươi xác định chưa, sinh tử ngâm đi ngang qua sinh tử lưỡng giới, sẽ làm nhiễu loạn thời gian và không gian, coi như ngươi lập tức trở về, bên ngoài cũng có thể là 3-5 năm. Ta đề nghị ngươi ở chỗ này ở 2 năm, khôi phục một số thực lực lại nói. Ta muốn trở về, ta nhất định phải trở về ngay lập tức. Bây giờ trong lòng Dương Biện tràn đầy oán hận, càng sốt ruột về mẫu hệ thân tộc của hắn. Mỗi lần sinh tử ngâm chỉ có thể mang một người ra ngoài. Nếu như ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó tiến vào tiểu tháp này của ta, bên trong không gian, có thể bảo đảm ngươi an toàn. Khương Phàm không có cảm tình gì đối với Hải Thần Đảo, tuy nhiên nhìn người này đáng thương liền thuận tiện mang đi. Người ta mang đi ra ngoài, lại bảo đảm bí mật của ta, ân oán chúng ta xóa bỏ. Ha ha, chúng ta có ân oán. Ngươi lừa gạt để ta nói ra bí mật của ta, đây chính là ân oán. Tốt tốt tốt, ân oán xóa bỏ. Khương Phàm cười lắc đầu, đưa cho hắn một viên đan dược. Đây là đan dược tam phẩm, trước tiên điều trị thân thể đi. Dương Biện lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, mới cầm lấy, ăn vào bắt đầu luyện hóa. Dược hiệu nồng đậm đang khuếch tán toàn thân, tư dưỡng kinh mạch khô quắt, thấm vào khí hải khô kiệt, huyết khí, tinh thần cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Khương Phàm nói, hỏi ngươi một vấn đề, bên ngoài là năm nào rồi? Dương Biện vừa luyện hóa đan dược, vừa nói. Kỷ nguyên năm thứ tư, đầu năm. 4 năm. Lý Dần và Hứa Đan đều rất kinh ngạc, lúc bọn hắn đi là cuối tháng 6 kỷ nguyên năm đầu tiên, đến bây giờ đã qua 3 năm 10 tháng, hẳn là tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 5. Ngươi tính sai thời gian. Hứa Đan hỏi Khương Phàm. Coi như sai, cũng là kém tầm 5-3 tháng, không thể nào kém hơn 1 năm. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ thời điểm sinh tử ngâm xuyên qua sinh tử lưỡng giới, thời gian vặn vẹo hoàn toàn là lập tức. Khả năng sau khi kéo dài, cũng có thể là ngược dòng về phía trước. Quá tốt rồi, chúng ta chẳng phải là kiếm lời sao? Hứa Đan ngạc nhiên hoan hô lên, cảm giác này quá tuyệt vời. Đừng vội vui mừng, xuôi dòng ngược dòng đều là ngẫu nhiên, chúng ta tiến đến là ngược dòng, ra ngoài chưa hẳn. Mà... khả năng ra ngoài xuôi dòng càng lớn, nếu không sẽ loạn quy tắc thế giới bên ngoài. Sau 23 ngày, cảnh giới của Dương Biện đã khôi phục lại linh anh cảnh thất trọng thiên, cảm xúc cũng rốt cuộc cũng xem như đã ổn định lại. Tốc độ khôi phục của ngươi rất nhanh, không đến 1 tháng đã là linh anh cảnh thất trọng thiên rồi. Lý Dần sợ hãi thán phục với tốc độ phát triển của Dương Biện. Đây coi là cái gì, ta là thiên phẩm linh văn, thời điểm thức tỉnh chính là thất trọng thiên. Dương Biện hừ một tiếng, ngược lại cảm thấy rất bất mãn. Hứa Đan lắc đầu, chênh lệch a chênh lệch, thức tỉnh chính là cao giai linh anh cảnh. Uy, sư phụ, mỗi ngày ngươi đều ngẩn người, không làm chính sự. Dương Biện liếc mắt nhìn thầy khô ngồi phía trước Khương Phàm, mà khi nói thì là nói không kiêng nể gì cả, mặc dù hơn 20 ngày qua Khương Phàm đã cho hắn không ít đan dược, nhưng thiên linh văn cùng hoàng tộc đã dưỡng thành kiêu ngạo, vẫn để hắn xem thường bất cứ kẻ nào. Sư phụ ta đang làm chính sự, sợ hù dọa ngươi.
Lý Dần lắc đầu. Chớ chọc hắn, hắn rất cáu kỉnh, sẽ cắn người đấy. Hứa Đan cũng nhắc nhở. Luyện đan sư đều rất ngông cuồng, còn không có gặp qua ai nóng này. Dương Biện lại hỏi Lý Dần. Hắn là sư phụ ngươi, ngươi cũng biết luyện đan. Ta không biết luyện đan. Vậy hắn dạy ngươi cái gì? Dạy ta sống thế nào? Lý Dần cười. Mặc dù Khương Phàm rất ít truyền thụ võ pháp cho hắn, nhưng thường xuyên đề điểm hắn đạo lý làm người, còn sống ý nghĩa, bồi dưỡng tính cách của hắn. Thần côn sao? Dương Biện nhíu mày. Đúng đúng đúng, ngươi rất tinh mắt, nhìn người thật chuẩn. Hứa Đan bị chọc phát cười. Khương Phàm không để ý đến bọn hắn cười đùa, ngồi ở trước thây khô cảm ngộ năng lượng bên trong mắt phải, cũng đang tính toán hành động sau khi rời khỏi. Đầu tiên đương nhiên là phải cứu sống Kiều Hinh, sau đó chính là xử lý cổ hoa hoàng thành, mang theo Kiều gia rút lui. Đây tuyệt đối sẽ là trận ác chiến, cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng, Huyền Nguyệt Hoàng Triều thế nào rồi? Chu Tước Di Cốt thì như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong này nếu như xuất hiện bất kỳ biến cố gì, hành động rút lui của Kiều gia đều sẽ nương theo nguy cơ to lớn. Nếu như làm không cẩn thận, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, tất cả ánh mắt trên Thương Huyền Đại Lục đều tập trung tới phương Bắc. Hắn, lại nên ứng phó như thế nào? Hắn, lại nên đi đâu? Mà Thiên Hậu thì sao? Diêm Bá có tìm được nàng hay không? Các ngươi đã ở cùng Khương Phàm bao lâu? Dương Biện tiếp tục hỏi Lý Dần. Ta 8 năm, Hứa Đan hơn 3 năm. Lý Dần nói xong, Hứa Đan vội vàng nói. Ta không liên quan với hắn. Các ngươi có hứng thú cùng ta đến Hải Thần Đảo hay không? Dương Biện chủ động mời chào. Ngươi cũng đã bị Hải Thần Đảo vứt bỏ, còn có tâm tư mời chào chúng ta. Ta là thiên phẩm linh văn, tương lai có cơ hội tiến đến Thánh Linh, coi như ta rời khỏi Hải Thần Đảo cũng có thể xông ra thiên địa của ta. Các ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta có sư phụ. Lý Dần cười lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ mang theo hắn. Ta thay ta sư phụ cảm ơn ngươi có ý tốt, nhưng chúng ta có chuyện của riêng mình phải làm. Khương Phàm bỗng nhiên nói. Trái cây chín. Hứa Đan, Lý Dần, lập tức đứng dậy, mong đợi nhìn linh quả đang chóc ra. Ta thu các ngươi vào đi, đều đừng kháng cự. Trong thanh đồng tiểu tháp tên cổ áo Khương Phàm duỗi ra ba sợi xiềng xích, cuốn lấy bọn hắn. Phải đi về. Lý Dần cùng Hứa Đan trao đổi ánh mắt. Kích động càng chờ mong. Phải đi về. Dương Biện dữ tợn. Nơi này chỉ là qua 20 mấy ngày, bên ngoài chỉ sợ đã rất nhiều năm. Người yêu của ta, thân tộc của ta, các ngươi. Còn sống không? Phải đi về, Hình Nhi, ta sắp trở về. Khương Phàm kéo ba người vào thanh đồng tiểu tháp, một tay cầm linh quả rơi xuống. Một không gian khuấy động mê vụ, trong nháy mắt đã che mất hắn. Khương Phàm cảm giác trời đất quay cuồng, vặn vẹo quang ảnh ở bên cạnh gào thét mà qua, bên tai quanh quẩn đinh tai nhức óc quái dị tiếng gào rít. Ngay sau đó quang ảnh ngưng kết, thời gian phảng phất đứng im. Lại sau đó, không gian đột nhiên bạo loạn, nhiều vết nứt lướt qua bên cạnh vòng xoáy. Khương Phàm gắt gao nắm chặt linh quả, đi ngang qua sinh tử lưỡng giới. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, yêu đồng đi chân đất qua, dẫm lên đá vụn giá lạnh. Đi tới trong thạch điện. Hắn yên lặng ngắm nhìn thi thể khô quắt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nhỏ lanh lảnh. Bên trong địa tầng thạch điện hắc ám giá lạnh, một sợi rễ tinh mịn quay quanh mà thành, kén, đang ư nhảy lên, giống như trái tim tươi sống. Những sợi rễ này toàn bộ đều đến từ thi thể trong thạch điện. Nhìn đầu thi thể chỉ là có chút rễ cây, kỳ thật còn có hai sợi rễ vô cùng bí ẩn, xuyên qua thân thể, quấn thật sâu tới dưới mặt đất. Sau đó khuếch tán ra mấy vạn sợi rễ, xen lẫn thành một cái kén, tươi sống. Bên trong kén, có cái tiểu hài nhi cuộn mình, đang ngủ say. Yêu đồng đi đến trước mặt thi thể, nghiêng đầu nhìn một lát, đưa tay đè đầu thi thể xuống. Một lực lượng thần bí lướt qua toàn thân thi thể, trùng kích sợi rễ mịt mờ kia. Cái kén, sâu trong địa tầng có chút nhúc nhích, tiểu hài nhi bên trong thức tỉnh. Ngươi là ai? Giọng tiểu hài nhi khàn khàn trống rỗng, phiêu đãng bên trong địa tầng u lãnh, khiến cho người khác phải dùng mình. Trên gương mặt non nớt yêu đồng mang theo nụ cười yêu dị. Ngươi là ai? Ta là người ngươi không chọc nổi. Hi hi,
ta bây giờ ai cũng không thể trêu vào. Ngươi thế nào cảm giác được ta? Ta rất mẫn cảm đối với linh vật đặc thù. Ngươi muốn làm gì? Làm giao dịch, một giọt máu của ta có thể chống đỡ ngươi bình thường hấp thu trăm ngàn người, ta đưa ngươi 10 giọt máu liền có thể rút ngắn ngàn năm chờ đợi của ngươi. Như thế này ngươi không sai biệt lắm có thể thoát khốn. Hoang đường. Phải hay không phải, ngươi nếm thử liền biết. Tiểu hài nhi nâng con mắt âm trầm xuyên thấu qua kén cây, nhìn yêu đồng trong thạch điện, sau khi hồi lâu trầm mặc, khàn khàn nói. Điều kiện thì sao? Ta đưa ngươi 5 giọt máu trước, đủ để phóng thích một số lực lượng cho ngươi, ngươi dẫn xuất M linh địa hỏa mai táng dưới mặt đất cho ta. Ta cho ngươi thêm 3 giọt máu, phóng thích càng nhiều lực lượng, ngươi mang theo cửu u minh hỏa cho ta. Cuối cùng, ta cho ngươi thêm 2 giọt máu còn sót lại, giúp ngươi thoát khốn. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi dám giúp ta thoát khốn. Ha ha, ngươi biết ta là ai? Tiểu hài nhi bên trong kén cây cười lạnh hai tiếng, nhúc nhích thân thể. Tới đi, ta đã bị nhốt hơn 3.000 năm, lại không ra ngoài, đám nhóc con phía ngoài đám kia chỉ sợ đều muốn quên ta sạch sẽ. Khương Phàm xuyên qua sinh tử lưỡng giới, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại bị ném tới trong hải dương. Vùng biển này vô cùng hỗn loạn, cuồng phong gào thét, giống như ma hống, sóng lớn liên miên chập trùng, va chạm dã man, nhấc lên bọt nước đầy trời, mây đen cuồn cuộn trên không trung, như núi như thủy triều, lôi đình vô tận giống như màn mưa treo đầy thiên hải. Trong trung ương hải vực hỗn loạn có một hình ảnh thần kỳ. Trên không trung, mây đen nặng nề như núi kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, ù xoay tròn, rung động lòng người. Vòng xoáy phảng phất thẳng tới đỉnh thương thiên, ánh sáng vô tận từ nơi đó vẩy xuống. Mặt biển, cũng có một vòng xoáy khổng lồ, tất cả thủy triều đều lao nhanh vào, phía dưới là bóng đen không ánh sáng, cứ như muốn nuốt hết thảy mọi thứ. Ở giữa hai cái vòng xoáy lơ lửng một hòn đảo lớn nguy nga, tắm rửa ánh sáng từ không trung vẩy xuống vòng xoáy, thác nước vô tận lao nhanh rơi xuống vòng xoáy trên mặt biển. Rung động, duy mỹ, thần bí. Chúng ta đi ra sao? Oa a. Hứa Đan cùng Lý Dần rời khỏi Thanh Đồng tiểu tháp, đang muốn mừng rỡ hít thở không khí mới mẻ, lại bị tràng diện kinh diễm xa xa làm cho kinh ngạc. Đây là Thánh Bằng đảo. Khương Phàm dung hợp trong trí nhớ, hiện ra hình ảnh tương tự. Hoàng tộc Hải Vực, Thánh Bằng Đảo, là nơi ở của bộ tộc Lôi Bằng. Sao chúng ta lại bị chuyển rời đến nơi này? Hứa Đan đương nhiên biết Thánh Bằng Đảo, nhưng, nơi này là biển sâu, cách Thương Huyền Đại Lục mấy chục vạn dặm. Trước tiên phải làm rõ chúng ta đang ở năm nào. Khương Phàm ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy chiếc thuyền nào đi qua nơi đây. Hứa Đan nói. Thánh Bằng Đảo ở phía tây Chí Tôn Kim Thành chúng ta cứ đi về phía đông, trên đường gặp được người hỏi lại hỏi. Chúng ta đi Chí Tôn Kim Thành. Lý Dần lườm nàng một chút. Tìm được đại lục trước rồi nói chứ sao. Rời khỏi trước hải dương. Khương Phàm ném dương biện ra. Ngươi còn sống trở về. Rất may mắn, nơi này là hải dương. Thánh Bằng Đảo, quá tốt rồi. Dương biện vẫn ngắm nhìn xung quanh, kích động nắm chặt nắm đấm. Ngươi rất quen nơi này. Đó là đương nhiên, Dương Biện ta chính là con rể của Thánh Bằng Đảo, rất nhiều năm trước đã định ra hôn ước. Ha ha, ông trời đã mở mắt, trực tiếp đưa ta đến nơi này. Chúc ngươi may mắn. Khương Phàm mang theo Lý Dần và Hứa Đan muốn rời khỏi. Chờ một chút, các ngươi cứ đi như thế. Chúng ta còn không thể đi. Đều đã ta đưa đến cửa, không còn đưa vào cửa. Uống nước, nghỉ chân một chút. Không cần, chúng ta còn có chuyện. Không được, ta nhất định phải cảm ơn các ngươi. Dương Biện ta tuyệt đối không nợ ơn người khác. Dương Biện cao ngạo ngửa đầu, thái độ rất kiên quyết. Khương Phàm quái dị nhìn hắn một cái. Ngươi là sợ ngươi không thể bò lên Thánh Bằng Đảo trước quá nhiều lôi chiều như thế này. Nói nhảm, ta chỉ là linh anh cảnh, tùy tiện rơi xuống lôi điện liền có thể đánh chết ta, Thánh Bằng Đảo ở giữa hai vòng xoáy. Ta cũng không thể bay, ngươi bảo ta làm sao đi đến. Ngươi đứng ở chỗ này hô to hô vài câu, nói không chừng sẽ có người nhìn thấy. Không được, ta là Dương Biện, há có thể làm mất giá trị bản thân, mau đưa ta vào đi. Chúng ta không muốn gây phiền toái. Đưa ta đi đến có thể gây phiền toái gì? Ta nói câu khó nghe, ngươi có thể trở thành con rể Thánh Bằng Đảo, hẳn là bởi vì hai bên kết hợp lợi ích, ngươi cùng vị hôn thê của ngươi có tình cảm.
ban đầu chỉ là thông gia, nhưng sau này chúng ta yêu nhau. Ngươi tới địa ngục chỉ là dừng lại hơn 20 ngày, nhưng bên ngoài khả năng đã rất nhiều năm. Hải thần đảo, thánh bằng đảo, cũng xem như ngươi đã chết. Nếu như hai bên còn muốn giữ vững thông gia, bây giờ con rể thánh bằng đảo hẳn là đệ đệ của ngươi. Khương Phàm nói xong, sắc mặt Dương Biện lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Dương Biện nhìn qua thánh bằng đảo, hai tay gắt gao nắm chặt. Đúng vậy, giữa hoàng tộc cùng hoàng tộc chỉ có thông gia, không có tình yêu. Mà hải thần đảo vì muốn lôi kéo thánh bằng đảo, trước sau đã cố gắng mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đã làm xong giao dịch, tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Nói cách khác, sau khi hắn chết, nữ tử của hắn cũng sẽ thuận tay thành của đệ đệ hắn. Chỉ mong đó chỉ là phán đoán của ta, chúc ngươi may mắn. Khương Phàm không nói thêm lời, gọi Lý Dần và Hứa Đan rời khỏi. Bảo trọng, Lý Dần vỗ nhẹ bả vai Dương Biện, tiếc nuối lắc đầu. Đối với bản thân Dương Biện mà nói là, rõ ràng chỉ là qua hơn 20 ngày, biến cố lúc trước vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, giống như là hôm qua, kết quả thế giới bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất. Thân tộc có khả năng đã gặp nạn, nữ tử có khả năng đã tái giá. Ai, bi thương a. Đúng vào lúc này, bên trên thánh bằng đảo nơi xa dâng lên hừng hực cường quang, giống như mặt trời bay lên không, chiếu sáng thiên hải mờ tối. Một chiếc cự luân mở ra bầu trời. Dưới sự bảo vệ của số lượng lớn chiến thuyền màu đen, rời khỏi thánh bằng đảo. Ngay sau đó, lôi bằng đảo tăng vọt cường quang, vạn đường lôi đình, 12 con lôi bằng to lớn dương cánh gáy to, theo sát chiến thuyền phóng tới bầu trời. Bọn chúng thực sự quá lớn, giống như lôi trì cuồn cuộn, băng diệt tầng mây, xé rách bầu trời, khí tức khủng bố tựa là hủy diệt tràn ngập. Đó là thuyền của hải thần đảo. Trên mặt Dương Biện nổi lên gân xanh. Gắt gao nhìn chằm chằm chiến thuyền xa xa. Mặc dù cách rất xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nhưng hắn quá quen thuộc chi đội tàu kia, bởi vì đó đã từng là của hắn. Đội tàu của hải thần đảo rời khỏi thánh bằng đảo, lại có thể được thánh bằng đảo tiễn biệt, xem ra hai bên còn duy trì liên quan thân mật. Lý Dần cùng Hứa Đan trao đổi ánh mắt, thật đúng là bị Khương Phàm nói trúng. Đây không phải là tiễn biệt, lôi bằng theo chân đội tàu rời khỏi. Mắt trái Khương Phàm lóe ra kim quang, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Tốc độ của đội tàu rất nhanh, xẹt qua thiên hải hỗn loạn, nhanh chóng bay tới phía bọn người Khương Phàm nơi này. 12 con lôi bằng theo sát phía sau, hai cánh chấn kích, lôi đình bừa bãi, ù ù tiếng sấm vang vọng khắp thiên hải. Không phải tiễn biệt, mà là đón dâu. Hứa Đan che môi đỏ. Phía trước chiếc huyền to lớn dựng thẳng hai pho tượng treo lụa đỏ. Trên mặt hàng rào xung quanh cũng đều tô điểm hoa hồng tiên diễm. Ngay cả bảo vệ áo đen trên chiến thuyền cũng đều treo lụa đỏ, vô cùng ăn mừng. Đây rõ ràng là chi đội ngũ đón dâu. Hôm nay là, tân nguyên lịch năm thứ 8, ngày mùng 1 tháng 1. Bờ môi Dương Biện run run. Ngày đón dâu của hải thần đảo cùng thánh bằng đảo là tân nguyên lịch năm thứ 8 ngày mùng 1 tháng 1, thời gian đại hôn thành thân là ngày mùng 2 tháng 1. Sở dĩ tuyển vào đầu năm thứ 8 là bởi vì hắn có lòng tin dùng thời gian 3 năm vượt qua sinh tử cảnh, cũng triệt để dung hợp thái cổ kinh hồn. Hắn muốn trở thành niết bàn cảnh trẻ tuổi nhất hải thần đảo ngàn năm qua. Hắn càng phải thể hiện ra lực lượng chân chính thái cổ kinh hồn của hắn với toàn hải vực. Hắn muốn tại ngày hôn lễ ấy, trở thành tân lang được chú ý nhất. Năm ta chết đi đó là đầu năm thứ 4. Sau khi ta trở về, đã là đầu thứ 5-8 rồi. Gân xanh nổi cao đầy mặt Dương Biện, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nước mắt dần dần đọng trên khóe mắt. Đầu năm thứ 8, Khương Phàm thoáng thở phào. Địa ngục 3 năm rưỡi, bên ngoài đã qua hơn 7 năm. Khoảng cách cực hạn còn có thời gian 2 năm, hẳn là có thể đuổi trở về kịp trước khi Kiều Hinh biến mất. Đan Hoàng cũng thở phào ở trong đầu Khương Phàm, sợ nhất chính là vượt qua thời gian, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Mặc dù thời gian 2 năm vẫn rất khẩn trương, nhưng dù sao cũng vẫn còn tốt. Lão Tặc Thiên, người chơi ta sao? Đầu năm thứ 8, thời gian ta đã định, mẹ kiếp, thời gian mà ta đã định Dương Biện đột nhiên quỳ gối trên mặt biển, giữ tợn gào thét, tức giận lại càng bi thương. Lý Dần cùng Hứa Đan nhìn nhau lắc đầu. Ông trời, có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Tại sao lại muốn chọn ngày hôm nay? Tại sao lại muốn ném hắn tới nơi này? Đây chính là định mệnh sao?
Khương Phàm ha ha cười lạnh. Lão Tặc Thiên thật rất chiếu cố người khác, cho ngươi ăn miệng phân chưa đủ nghiền, có đôi khi còn phải đổ cho ngươi thêm một miệng nước tiểu, sợ nghẹn chết ngươi. Đội tàu đang đi tới phía chúng ta. Hứa Đan lập tức phóng thích không gian trong gương, mang theo bọn hắn rút lui, tránh khỏi quỹ tích đội tàu. Khương Phàm nhìn Dương Biện đang đau khổ tức giận, nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi rời khỏi. Chờ sau khi khôi phục thực lực, suy nghĩ thêm chuyện khác. Tiễn ta về Hải Thần Đảo. Dương Biện nhấc con mắt đỏ hồng lên, nhìn chằm chằm phương hướng đội tàu rời khỏi. Ngươi đi chịu chết. Ta phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn cần làm rõ ràng sao, đã rất rõ ràng. Ta không tin, ta không tin. Ngươi tin, chỉ là không tiếp nhận được. Ta muốn được gặp thân tộc của ta muốn gặp được nàng. 4 năm, nếu như Dương gia muốn xử trí mẫu hệ thân tộc của ngươi thì đã sớm xử lý sạch sẽ. Ngươi trở về lại có thể làm thế nào? 4 năm, nữ tử của ngươi đã sớm tiếp nhận cái chết của ngươi, thành thê tử của người khác, ngươi trở về còn có thể mang nàng rời khỏi sao? Ngươi chỉ cần ta đưa đến đó, những cái khác không cần phải để ý đến. Ta sống hay chết, đều không liên hệ gì tới ngươi. Ta rất đồng tình với ngươi, nhưng ta làm không được. Ngươi mở điều kiện, Dương Biện ta chưa từng cầu xin người khác, lần này, ta cầu xin ngươi. Dương Biện chỉ ở địa ngục hơn 20 ngày, còn không có khôi phục lại sau chuyện bị đệ đệ hãm hại, cảnh giới thoái hóa, bây giờ lại đứng trước đau đớn như vậy, hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Rất xin lỗi, ta nhắc lên nguy hiểm sinh tử xông vào U Minh địa ngục là muốn cứu người của ta. Nàng bây giờ đang trong quan tài chờ ta trở về, chờ đan dược của ta chỉ hoãn không nổi. Người của ta cũng đang chờ ta. Dương Biện vọt tới trước mặt Khương Phàm, nắm lấy cổ áo của hắn gào thét. Người bây giờ trở về, chỉ có thể là chịu chết. Nếu như ngươi nhịn xuống, tương lai còn có hy vọng. Ngươi nhịn được sao? Đổi thành ngươi, ngươi nhịn được sao? Dương Biện nắm chặt Khương Phàm cổ áo, gương mặt dữ tợn. Nhịn không được, cũng phải nhịn. Đánh giám. Dương Biện bỗng nhiên đẩy ra Khương Phàm, phóng tới phương hướng chiến thuyền rời khỏi. Sư phụ. Lý Dần không đành lòng. Mệnh của chính hắn phải tự mình quyết định. Hắn bây giờ đã mất đi lý trí, quyết định mệnh vận hắn không phải hắn, mà là tức giận của hắn thời khắc này. Hứa Đan ở bên cạnh nói. Ngươi hắn đưa trở về thì làm sao, lại trì hoãn không được mấy ngày. Cùng lắm thì trên đường về Thương Huyền nghỉ ngơi, không thì tìm bù lại. Ngươi lúc đi ra, đầu nhét vào địa ngục rồi sao? Đây là chuyện ra vào vào sao, đối với Dương Biện mà nói, Hải Thần Đảo đã không còn là nhà, mà là mộ địa, chúng ta đi đến chính là chôn cùng. Khương Phàm quay người đi vào Hải Dương. Ai, đi thôi. Lý Dần kéo Hứa Đan. Các ngươi cứ thấy chết mà không cứu như vậy sao? Hứa Đan không đành lòng. Giả thiện lương cái gì? Sức lực thời điểm bắt phụ ngươi nhất định phải giết chết ta khi đó đâu. Khương Phàm ở phía trước nói. Tên hồn đản ngươi. Hứa Đan tức giận, cũng đi theo. Tuy nhiên, Khương Phàm đi không bao xa đột nhiên ngừng, yên lặng tính toán một lát, nhìn Dương Biện đang đi xa. Nghĩ thông suốt, ngươi tích chút đức đi. Hứa Đan hừ hừ. Ta không có giết chết ngươi, coi như đã tích đức. Khương Phàm không để ý tới nàng, sau khi tính toán trong lòng một chút liền đi theo Dương Biện. Hứa Đan tức giận, quay đầu phát tiết với Lý Dần. Huynh có còn là nam tử hay không, hắn đều nói nữ tử của huynh như vậy, sao huynh còn thờ ơ? Lý Dần liếc nàng một cái. Sao muội lại để ý Dương Biện như vậy? Ta thấy hắn đáng thương, bị đệ đệ hại chết, bị gia tộc vứt bỏ, cảnh giới còn không có. Thật vất vả với trở về, người thân sống chết không rõ, nữ tử lại bị cướp. Trên đời còn có nam tử nào bi thảm như vậy? À, huynh có ý gì? Dương Biện đạp trên mặt biển phóng tới, lửa giận bị ép làm hại trước đó, lo lắng cùng tức giận hỗn tạp tại thời khắc này để hắn cơ hồ muốn mất cả lý trí. Hắn là thiên phẩm linh văn. Hắn là trưởng tử Dương gia. Hắn thức tỉnh thái cổ kinh hồn. Hắn là tân tinh chói mắt nhất thần vực chi hải. Hắn là thánh linh tương lai mà vô số người kính sợ, trông chờ. Tại sao lại biến thành như thế này? Vì sao? Dương Biện phóng tới, khàn giọng gầm thét. Nhưng, bây giờ hắn chỉ mới khôi phục lại linh anh cảnh thất trọng thiên, khí hải khô cạn suy yếu, năng lượng mỏng manh,
sau khi đạp trên mặt biển chạy hết tốc lực hơn 30 dặm đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn phù phù ngã ở trong biển, suýt chút nữa đã chìm xuống. Nhưng vẫn cắn răng, dùng cả tay chân, đuổi theo đi xa đội tàu. Hắn muốn trở về. Hắn phải biết rốt cuộc là vì sao. Hắn muốn gặp thân tộc của hắn, gặp nữ tử của hắn. Dương biện hắn, không thể nào uất ức như thế. Ầm ầm, lôi điện chói mắt, từ đáy biển mãnh liệt phóng ra. Một đoạn lôi man dài hơn 10 thước tập trung vào Dương biện, nhanh chóng xuất kích. Dương biện bị lôi điện bao phủ, kêu gào thê lương thảm thiết. Lôi man phá tan mặt biển, mở ra cái miệng to về phía Dương biện. Súc sinh, người còn chưa xứng để ăn Dương biện ta. Dương biện quay người, dữ tợn gầm thét, hai tay gắt gao bắt lấy trên dưới răng nanh của lôi man. Mặc dù cảnh giới đã thoái hóa, lực lượng suy yếu, nhưng chung quy vẫn là cự kình linh văn, lại đã từng đạt tới linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Linh lực không có, lực lượng vẫn còn lại chút. Hai tay Dương biện căng cứng, từng tiếng tạch tạch, hắn đẩy đầu lôi man ra. Nhưng lôi man trước khi chết lại huy động lôi chiều, cũng bao phủ Dương biện, đánh hắn ra mấy trăm mét. Toàn thân máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. A, à, lão Tặc Thiên, tại sao muốn đối xử bất công với ta như vậy? Ta mạo phạm ông chỗ nào? Ông đi ra đây cho ta. A a a. Dương biện xông ra mặt biển, tức giận ngẩng đầu gào thét với trời cao. U u. Nơi xa lôi quang lấp lóe, mảng lớn quái ngư ẩn hiện. Nơi này lân cận với Thánh Bằng đảo, số lượng hải thú hệ lôi quá nhiều. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, giáng lâm đến trước mặt Dương biện. Chúng ta cùng ngươi đi qua. Điều kiện gì? Dương biện tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật, nhưng thể hiện dữ tợn dọa người. Khương Phàm nói. Chúng ta đi hải thần đảo, chúng ta xác định thân nhân ngươi sống hay chết, chúng ta thay ngươi hiểu rõ ý muốn thật sự của nữ tử ngươi. Ngươi, thành thành thật thật đợi trong thanh đồng tiểu tháp cho ta. Ta muốn gặp bọn hắn, ta nhất định phải tận nhìn đến bọn hắn. Nếu như tình huống cho phép, ta có thể thả ngươi đi ra gặp đơn giản một lần. Nhưng ngươi nhất định phải phối hợp với ta, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Có thể. Nếu như ta có thể thuận lợi mang ngươi rời khỏi, sẽ còn cung cấp đầy đủ đan dược cho ngươi, bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm trở lại đỉnh phong. Làm điều kiện trao đổi, sau khi ngươi khôi phục, lại đi theo ta 10 năm. Sau 10 năm, là đi hay ở đều tùy ngươi. Đi theo. Dương biện vô cùng phản cảm cái từ này. Hắn là thiên phẩm linh văn, tương lai là bá chủ Hải Dương. Há có thể đi theo một tên luyện đan sư có thể nói là không có chút danh khí nào. Hứa Đan khẽ giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tên điên này muốn mời chào Dương biện. Còn muốn bảo vệ 10 năm. Thế nhưng Dương biện chính là thiên phẩm linh văn đó. Thời gian 10 năm, nói không chừng đều có thể trưởng thành đến bán thánh. Nàng đã biết tên điên này sẽ không tùy tiện phát thiện tâm, thì ra là muốn mời chào thiên phẩm linh văn. Thánh phẩm. Mời chào thiên phẩm. Đây quả thực là rắn nuốt voi. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu như không nguyện ý, chúng ta cứ chia tay như vậy. Khương Phàm mặc dù rất gấp trở về thăm hỏi Kiều Hinh, nhưng hải thần đảo vừa vặn tiện đường, chỉ cần thuận lợi hết thảy, chỉ hoãn không được mấy ngày. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Hứa Đan cố gắng nháy mắt với Dương biện. Tên điên này đã rất nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu lại được thiên phẩm cự kình bảo vệ, tương lai càng là phiền phức. Dương biện không để ý đến Hứa Đan, cắn răng một cái, nói. Chỉ cần ngươi có thể làm ta hài lòng được, ta sẽ đi cùng ngươi 13 năm. Xong. Hứa Đan trợn trắng mắt. Khương Phàm đưa cho Dương biện mấy viên đan dược. Tình huống của ngươi, tình huống của nữ tử ngươi, tình huống của thân nhân ngươi, còn có tình huống của hải thần đảo. Đều giới thiệu kỹ càng cho ta. Ngươi nói càng kỹ càng, cơ hội còn sống của chúng ta lại càng lớn. Đội tàu của hải thần đảo đi trong tầng mây dày đặc, trùng điệp, trận thế to lớn. Bọn hắn không cần cờ xí gì, chiến thuyền cự kình chính là tượng trưng cho thân phận. Bất luận là hải thú gì cũng không dám khiêu khích, bất kỳ thế lực nào cũng không dám mạo phạm. Tại thần vực chi hải này tung hoành mấy chục vạn dặm, chiến thuyền kiểu dáng cự kình chính là cấm kỵ. Trong khoang thuyền rộng rãi như cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, tôn quý phi phàm.
Dương Thiên Hữu của Hải Thần Đảo đang cùng Tiểu Bằng Vương của Thánh Bằng Đảo nâng chén uống rượu, thưởng thức hoa sen màu xanh trên bàn. Hoa sen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vô cùng đẹp đẽ, mỹ nghệ, tỏa ra ánh sáng mê người. Phía trên có 7 hạt sen, mượt mà tinh tế lại tỉ mỉ, kỳ quang lượn lờ, tràn ngập lực lượng thần kỳ. Đây chính là Thiên Thanh Liên Tử thai nghén ở bên trong tuyệt thế lôi trì của Thánh Bằng Đảo chúng ta, là bảo vật bên trong của hồi môn thích hợp với ngươi nhất. Tiểu Bằng Vương hóa thân thành hình người, cao đến 5 mét, thân thể hùng tráng. Nhưng nó còn giữ lấy móng vuốt, toàn thân bao trùm lôi vũ sắc bén, khí thế bạo ngược, uy thế bức người. Dương Biện lúc trước thức tỉnh thái cổ kình hồn, hẳn là do nó ban tặng. Dương Thiên Hữu to mọng cao lớn, lại không cồng kềnh, ngược lại còn mang đến cho người ta khí thế áp bách hùng hậu khổng lồ. Đương nhiên vẫn chuẩn bị tài nguyên đúng chỗ cho Dương gia các ngươi. Nhưng, Thiên Thanh Liên Tử khẳng định là làm ra tác dụng kích thích cực kỳ quan trọng. Tiểu Bằng Vương không khiêm tốn chút nào. Gia tộc chuẩn bị tài nguyên thức tỉnh kình hồn huyết mạch thiên phẩm, từ xưa đến nay đều là mấy thứ như vậy. Mặc dù đều là linh bảo quý giá, nhưng xưa nay không dám mạo hiểm tăng thêm loại mới, sợ ảnh hưởng tới bất kỳ một kình hồn nào đó thức tỉnh. Tên điên Dương Biện kia, ha ha, lá gan quá lớn, cũng dám trước lúc thức tỉnh, nuốt sống hạt sen. Gốc Thiên Thanh Liên này là thất phẩm, lúc ấy Dương Biện dùng là cửu phẩm, phía trên 9 hạt sen, không chỉ có lực lượng tôi thể vô cùng bá đạo, còn tụ tập lôi hồn thần bí, ngay cả lôi bằng tộc chúng ta đều rất khó hàng phục. Lúc ấy Dương Biện cũng suýt chút nữa là đã mất mạng. Tiểu Bằng Vương đến bây giờ còn nhớ rõ tình huống hung hiểm ngay lúc đó, nếu như hại chết trưởng tử thiên phẩm của bọn hắn, thật không biết Hải Thần Đảo sẽ làm ra phản ứng gì. Tuy nhiên, ha ha, ngược lại chính là do bọn hắn giết chết. Thánh Bằng Đảo thật không có cửu phẩm Thiên Thanh Liên. Dương Thiên Hữu nhấc hoa sen lên, cẩn thận thưởng thức. Thiên Thanh Liên thai nghén cực kỳ khó, bình thường đều là Thiên Thanh Liên tam phẩm. Sống qua trăm năm liền có thể thành thục. Xuất hiện tam phẩm trở lên đã vô cùng ít ỏi. Đạt tới ngũ phẩm, 300 năm mới có thể thành. Mà Thiên Thanh Liên lục phẩm trở lên, mấy trăm năm cũng khó khăn để được một gốc, cần 500 năm trở lên để thai nghén. Cửu phẩm Thiên Thanh Liên, ngàn năm khó có được xuất hiện một lần, thành thục càng cần hơn ngàn năm. Nếu không phải lúc trước Dương Biện cưỡng ép nuốt xuống, chúng ta đều chưa hẳn bỏ được. Thất phẩm Thiên Thanh Liên có thể giúp ta thức tỉnh thái cổ kình hồn sao? Dương Thiên Hữu liếc mắt nhìn Tiểu Bằng Vương, cười nhạt. Thất phẩm Thiên Thanh Liên uy lực bá đạo, cũng có lôi hồn thần bí. Mặc dù thức tỉnh thái cổ kình hồn còn có chút gượng ép, nhưng hồn nguyên thái cổ kình hồn của Dương Biện không phải đang trong thân thể ngươi sao? Có thái cổ hồn nguyên kia dẫn dắt, lại có các loại tài nguyên Dương gia chuẩn bị cho ngươi, ngươi sẽ có cơ hội thức tỉnh thái cổ kình hồn thuộc về mình rất lớn. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được hai đại kình hồn, tiềm lực vô hạn. Ha ha! Dương Thiên Hữu chỉ cười cười, không nói gì. Cự kình linh văn thức tỉnh, tam cổ chi hồn, là nơi thần kỳ nhất, cũng là vốn liếng cường đại để Dương gia có thể uy chấn hải vực. Bình thường mà nói, thánh phẩm linh văn đều có cơ hội thức tỉnh thượng cổ kình hồn. Phẩm cấp càng cao, thức tỉnh cơ hội càng lớn. Cơ hội của càn nguyên thánh phẩm khoảng 3 phần 10, đại thừa thánh phẩm có thể đạt tới 5 phần. Mà chí tôn thánh phẩm, có thể đạt tới 7 phần trở lên. Chỉ cần thức tỉnh liền có thể có được uy lực thượng cổ, hiện ra uy lực thượng cổ cự kình, thực lực trong hải dương hoàn toàn là tăng gấp bội. Thiên phẩm linh văn dưới tình huống bình thường có thể có 8 phần cơ hội thức tỉnh thượng cổ kình hồn, nhưng còn có 2 phần cơ hội, sẽ thức tỉnh ra thái cổ kình hồn. Đó là lực lượng cổ lão siêu việt hơn cả uy lực thượng cổ, có thể áp chế vô số yêu thú trong hải vực. Thân hình khổng lồ càng có thể thôn vệ vạn dặm đại dương mênh mông. Nhưng độ khó để thức tỉnh thái cổ kình hồn cực lớn, tồn tại rất nhiều biến cố, một số thời khắc trong vòng trăm năm cũng khó khăn được thành công một lần. Có thể thức tỉnh thái cổ kình hồn hay không cũng là khiêu chiến lớn nhất mà mỗi một thời đại, mỗi một thiên phẩm cự kình linh văn sau linh hồn cảnh phải đối mặt. Về phần viễn cổ kình hồn cường đại nhất trong ba thời cổ, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại, lực lượng tiếp cận với thần. Đừng có nhìn nữa, trở về có nhiều thời gian nghiên cứu. Ngươi đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên, thời khắc đột phá thất trọng thiên, chính là thời điểm ngươi thức tỉnh kinh hồn. Tiểu Bằng Vương hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Dương Thiên Hữu to mọng. Đại hôn định vào ngày mai, sau ngày mai, ngươi và ta chính là người một nhà. Có một vấn đề, khiến cho ta thắc mắc 4 năm,
có thể giải thích cho ta hay không? Hỏi đi. Dương Thiên Hữu buông Thiên Thanh Liên Tử xuống, bưng chén rượu lên ngửa dựa vào ghế. Đôi mắt Tiểu Bằng Vương có chút ngưng tụ, hạ giọng. Dương gia các ngươi, thậm chí toàn bộ Hải Thần Đảo, vì sao có thể dung túng ngươi sát hại Dương Biện? Ha ha, cơm có thể tùy tiện ăn nhưng không thể nói lung tung được. Ai nói là ta giết Dương Biện, hắn là chết bởi ngoài ý muốn. Trong nhà đều rất thương tiếc, ta còn tự thân túc trực bên linh cữu cho hắn nửa năm. Túc trực bên linh cữu nửa năm, thực có can đảm nói nha. Ngươi là đang hấp thu hắn thái cổ hồn nguyên. Nơi này không có người khác, ngươi và ta càng là người một nhà, nói cho ta một chút. Tiểu Bằng Vương thật sự rất hiếu kỳ. Hải Thần Đảo dã tâm bừng bừng, chí tại hoàng đạo, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn cố gắng lôi kéo Thánh Bằng Đảo, hy vọng có thể mang theo bộ tộc Lôi Bằng, lao thẳng đến chiến trường bách tộc. Dưới một tình thế như thế này, Hải Thần Đảo hẳn là vô cùng quý giá mỗi một vị thiên phẩm linh văn. Nhất là Dương Biện cho thấy khí thế đảm phách, cùng thiên phú và thực lực, càng đáng giá để Dương gia thậm chí Hải Thần Đảo toàn lực bồi dưỡng. Nhưng ngay lúc Dương Biện ngưng tụ hồn nguyên, thời khắc chuẩn bị bắn vọt lên sinh tử cảnh lại đột nhiên chết thảm. Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn rất rõ ràng Dương Biện chính là bị Dương Thiên Hữu hại chết. Nhưng càng kỳ quái là, sau đó Dương gia lại không có chế tài mẫu hệ Dương Thiên Hữu, thậm chí còn hãm hại mẫu hệ Dương Biện trong bóng tối. Chẳng lẽ chỉ vì che giấu việc xấu trong nhà, hay là vì chuyện đã phát sinh, bọn hắn không thể nào lại mất đi Dương Thiên Hữu, chỉ là bất đắc dĩ. Tiểu Bằng Vương luôn cảm giác bên trong có ẩn tình khác. Dương Thiên Hữu lắc đầu nói. Ta dung hợp hồn nguyên của Dương Biện đúng là bị gia tộc ép buộc, không nguyện ý lãng phí tài nguyên quý giá, cũng không phải là ta mưu đồ hồn nguyên. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt Tiểu Bằng Vương có chút ngưng tụ. Ngươi không nên hiểu lầm ta như thế, chúng ta sau này chính là người thân rồi. Đợi ta tiếp quản Hải Thần Đảo, ngươi tiếp quản Thánh Bằng Đảo, chúng ta còn phải dắt tay chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Dương Thiên Hữu nghênh tiếp ánh mắt Tiểu Bằng Vương, trong lời nói hơi có cảnh cáo. Vì sao lại là nàng? Tiểu Bằng Vương lại không chịu bỏ qua. Cái gì là nàng? Ngươi đã hiểu ý của ta. Tiểu Bằng Vương nhìn chằm chằm Dương Thiên Hữu. Nha, ha ha, ngươi nói Lôi Tú sao? Cô ta là nữ tử của ca ca ta, ca ca chết rồi, ta đương nhiên hẳn là nên thay hắn chiếu cố. Ngươi cứ như vậy chiếu cố nàng. Nàng ở lại Thánh Bằng Đảo sẽ tốt hơn sao? Huống chi, ngoại trừ Lôi Tú, ai còn phù hợp với điều kiện của Dương gia? Dương Thiên Hữu cười lạnh. Tiểu Bằng Vương cùng Dương Thiên Hữu nhìn nhau một hồi, cũng cười ha ha. Uống rượu, uống rượu. Dương Thiên Hữu giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mãnh Hải Dương của Hải Thần Đảo là một trong thần dụ chi hải của Thập Tam Hải. Khoảng cách dài nhất đạt đến 660.000, các loại thế lực nhiều vô số kể. Hải Thần Đảo cũng là cường đại hoàng tộc tại thần vực chi hải, do Dương gia, Lý gia, Ngụy gia, Tam tộc liên hợp khống chế. Dương gia là cự kình linh văn, Lý gia là hải khiếu linh văn, danh chấn thần dụ chi hải. Ngụy gia là tử la tinh hỏa, có được uy lực diễn hóa đặc biệt, luyện đan cực tốt, trở thành thế gia đỉnh cấp luyện đan của thần vực chi hải, rất được tôn sùng. Mặc dù ngàn năm trước Hải Thần Đảo rơi khỏi vị trí hoàng đạo, nhưng ở thần vực chi hải không có người nào dám coi thường tiềm lực của bọn hắn. Nhất là khi Hải Thần Đảo đã kéo dài liên tục 500 năm. Mỗi đời đều có thể thuận lợi sinh ra hai vị thậm chí hai vị thiên phẩm trở lên, tích lũy đầy đủ lực lượng thánh nhân. Bọn hắn rõ ràng có tư cách trở lại hoàng đạo. Cho nên khi tin tức Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia truyền khắp thần dụ chi hải đã đưa tới oanh động vô tận. Cái này hiển nhiên là tín hiệu Hải Thần Đảo muốn chinh chiến bách tộc chiến trường. Hôm nay là kỷ nguyên năm thứ 8 ngày mùng 1 tháng 1, đội ngũ đón dâu đuổi tới Thánh Bằng Đảo vào lúc giữa trưa, tân khách các phương cũng lần lượt đi đến. Nhiều loại chiến thuyền đậu đầy bến tàu đông đảo. Bên trong có bá chủ cường đại hải vực gần đó, cũng có thế lực phụ thuộc Hải Thần Đảo. Phàm là có thể tiếp nhận lời mời, đều là cường tộc đại phái uy chấn một phương tại thần vực chi hải. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp bền chặt cho nên rất nhiều yêu tộc thân cận cùng Thánh Bằng Đảo, cũng đồng ý lời mời chạy tới nơi này. Trận này thông ra, cũng trở thành thịnh hội lớn nhất thần vực chi hải những năm gần đây. Chúng ta đến rồi. Khương Phàm lái thuyền nhỏ, đi tới bến tàu gần đó.
So với những chiếc thuyền khổng lồ xung quanh động một tí trăm mét, thì thuyền nhỏ của hắn thật sự là keo kiệt, không đợi tới gần đã bị ngăn lại. Người đến là ai? Một tên nam tử hùng tráng cưỡi một con kiếm xỉ xa đứng phía trước, cao ngạo ngửa đầu. Trong vùng biển xung quanh hải thần đảo phân tán hàng vạn thị vệ hải xa. Bọn hắn phụ trách duy trì trật tự, xác minh thân phận, đuổi người không mời mà tới đi. Ta là Khương Phàm, một vị luyện đan sư, chuyên tới để tiếp Ngụy gia. Mặt Khương Phàm mỉm cười, tay nâng hộp gấm. Chỉ là mặt nạ chỗ mắt phải để khuôn mặt anh tuấn của hắn coi như có vẻ hơi xấu xí. Hải thần đảo tôn trọng luyện đan sư, nhưng, hôm nay là ngày đại hôn của Dương gia, ý nghĩa trọng đại, chúng ta chỉ tiếp nhận những khách quý đồng ý lời mời. Nếu như không có thiếp mời, còn xin rời khỏi. Ngữ khí của nam tử coi như tôn trọng, nhưng thái độ vô cùng cường thế. Bọn hắn nhận được chỉ lệnh nghiêm ngặt, nhất định phải duy trì tốt trật tự, cam đoan hôn lễ tiến hành thuận lợi. Nếu như xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ chi đội tuần tra bên ngoài, nghiêm trị không tha. Ta chỉ là hiến đan với Ngụy gia, không phải tới tham gia hôn lễ. Khương Phàm giơ lên hộp gấm, mỉm cười nói. Đây là Đại La Xích Dương đan, đan dược chuẩn thánh phẩm. Đan dược chuẩn thánh phẩm. Nam tử đang muốn nói lời xua đuổi bất chợt lại kẹt ở yết hầu. Khương Phàm nói. Viên đan dược kia là chính ta luyện. Chính ngươi luyện. Thể hiện của nam tử lại lần nữa thay đổi. Mặc dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng hắn biết rõ độ khó để luyện đan. Bình thường mà nói là có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm, chính là cấp bậc tông sư, thế lực khắp nơi đều sẽ nguyện ý mời chào. Có thể luyện ra lục phẩm, thuộc về đại cấp tông sư, hoàng tộc đều sẽ mời. Có thể luyện ra chuẩn thánh phẩm, tuyệt đối là đại nhân vật trong các đan sư. Đúng là chính ta luyện, còn xin thông báo Ngụy gia. Khương Phàm muốn thông qua Ngụy gia tiến vào hải thần đảo, đây cũng là do Dương Biện đề nghị. Ngụy gia là thế gia đỉnh cấp luyện đan tại thần vực chi hải, cũng là thế lực cam đoan, huyết dịch, hải thần đảo phát triển. Bọn hắn không chỉ có coi trọng truyền thừa của mình, còn vô cùng nóng lòng mời chào luyện đan sư phía ngoài, chỉ là điều kiện vô cùng hà khắc. Làm sao tin ngươi được? Nam tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi đánh giá Khương Phàm. Trong ấn tượng của hắn, luyện đan sư có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm đều là lão gia hỏa tóc hoa râm, mà người trước mặt này nhìn qua lại chính là thiếu niên. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành thái dương chiến y, cường quang mãnh liệt, nhiệt độ cao vặn vẹo. Ta hỏa diễm, thái dương thánh hỏa. Ngươi chờ một lát. Nam tử hướng về nơi xa thổi một cái huýt sáo to rõ. Ba thị vệ cưỡi kiếm xỉ xa chạy tới, vây quanh bọn người Khương Phàm. Chờ ở chỗ này, đừng xông loạn. Nam tử tiếp nhận hộp gấm, trở về hải thần đảo. Chớ khẩn trương, ta chỉ là luyện đan sư, đến hiến đan. Khương Phàm mỉm cười gật đầu đối với ba tên thị vệ. Mặt ba tên thị vệ lại không biểu tình, mang theo trường thương, uy hiếp Khương Phàm. Lý Dần, Hứa Đan, đều cố gắng chấn định, trên mặt không có bất kỳ thể hiện gì, nhưng trong lòng thật sự là tâm thần bất định, nơi này dù sao cũng là hải thần đảo. Là đỉnh cấp hoàng tộc, so với chí tôn Kim Thành lại mạnh hơn mấy lần. Nếu có bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Hứa Đan bỗng nhiên có chút hối hận khi tới nơi này. Thế nào, ngươi ngược lại là nên nói chút gì đi. Dương Biện ở trong thanh đồng tiểu tháp lo lắng hô to. Nếu như Ngụy gia thật coi trọng luyện đan sư giống như ngươi nói, vậy chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đi đến. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong tòa tháp. Chỉ cần viên đại la xích dương đan kia của ngươi là thật, bọn hắn khẳng định sẽ tự mình đến nghênh đón ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cầm đan dược giả đi lừa gạt, chờ một lúc ra nghênh tiếp sẽ là đao thương của hải thần đảo. Dương Biện vô cùng hoài nghi đối với chuyện Khương Phàm có được đan dược chuẩn thánh phẩm. Ta luyện đan, chính ta rất rõ ràng. Được rồi, đừng khoác lác, trà trộn vào đi lại nói. Dương Biện căn bản không tin Khương Phàm có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Luyện đan sư sở dĩ tôn quý, cũng là bởi vì luyện chế đan dược cực kỳ khó khăn, phẩm cấp càng cao, độ khó càng lớn. Mà tinh lực chủ yếu của luyện đan sư đều trên luyện chế đan dược, cảnh giới tăng lên cơ bản là rất chậm, cái này cũng tạo thành sự khan hiếm cho luyện đan sư tới đại cấp tông sư. Mà xem như luyện đan sư đại cấp tông sư khác cũng không có mấy ai có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm.
Đan dược trong tháp của ta, ngươi tùy tiện ăn, nhưng đừng chống đỡ. Khương Phàm ở trong địa ngục hơn 3 năm, trăm vạn gốc dược liệu toàn bộ đã được luyện thành đan dược, có một số dùng cho tu luyện, nhưng vẫn còn rất nhiều. Có phải ngươi đánh cướp bảo khố nhà ai hay không? Dương Biện ngồi bên trong bình thuốc đầy đất, một bên ăn một bên nói thầm. Chính ta luyện. Trong những người ta quen biết, người khoác lác xem như có sức lực lớn nhất. Thật sự là ta luyện. Được rồi, thu lại chút, đừng làm bị thương châu. Có chiếc chiến thuyền, tương tự cự quy, bao trùm dày đặc áo giáp, phía trên là lá cờ màu đen không có chữ. Khương Phàm quan sát một chiếc thuyền lớn đến đỗ ở trên bến tàu nơi xa, giới thiệu những thứ tương đối đặc sắc. Dương Biện ở bên trong nói. Thuyền của Thương Uyên đảo, nơi đó có mấy vạn con huyền quy, yêu tộc đứng trong hàng 10 ở hải vực, không thiện chiến đấu, nhưng phòng ngự cực tốt. Bọn chúng còn có mối quan hệ khá tốt cùng Dương gia, rất nhiều tộc nhân Dương gia cõng mai rùa trên người đều là Thương Uyên đảo tặng cho. Một chiếc chiến thuyền tương tự Nữ Yêu, thân tàu đỏ tươi, dài đến 100 mét. Khương Phàm chú ý tới một chiếc thuyền đặc biệt. Thuyền của Nữ Yêu đảo, một đám nữ tử tập kết trên một hòn đảo, nuôi rất nhiều yêu thú. Vì để bảo vệ mình, các nàng thường thường biểu hiện vô cùng cường thế, bất kỳ người nào chỉ cần chọc tới các nàng, không chết không thôi. Vừa có chiếc chiến thuyền rất hùng vĩ, khảm nạm kim lân, người chú đóng phía trên mặc kim bào, đầu thuyền đuôi thuyền đều dựng thẳng cờ xí kim tước. Thuyền của Xích Vân đảo, quần đảo ở bắc bộ của thần dụ chi hải, có 33 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành, tụ tập mấy chục vạn nhân tộc, bọn hắn dã tâm bừng bừng, mưu toan tấn vị hoàng tộc. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn trăm ngàn năm đều không bồi dưỡng ra một thiên phẩm linh văn. Không có thiên phẩm, liền không có thánh linh, không có thánh linh, thì đứng ra phong hoàng tộc chính là trò cười. Trong giọng nói của Dương Biện có chút khinh thường. Nơi đó còn có chiếc. Lúc Khương Phàm đang quan sát chiến thuyền, trong hải dương phía sau cuồn cuộn mê vụ, khắp biển che trời, vừa to lớn vừa thần bí. Nương theo ánh sáng màu hồng hoa mỹ, một chiếc huyền lớn mở ra mặt biển, lái ra khỏi mê vụ. Chiến thuyền mặc dù khổng lồ nhưng lại không cồng kềnh, đường cong thuận hoạt yêu mỹ, thân tàu chảy xuôi ánh sáng kỳ diệu, giống như mặc y phục mỹ lệ. Trên cột buồm thẳng tắp có cờ xí màu sắc rực rỡ tung bay, trên đó viết ba chữ cổ, Thiên Mộng Đảo. Tiểu thư, đã đến Hải Thần Đảo. Trên thuyền, cửa điện rộng mở, một đám thị vệ cung kính nghênh đón nữ tử uyển chuyển đi ra. Nữ tử mặc áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, có một khí chất siêu trần thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Trên mặt nàng che mặt, che khuất dung nhan mỹ lệ, một đôi mắt có hơi nước mịt mờ, nhìn đến khiến người ta phải động tâm. Một nam một nữ trung niên theo sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn qua mây mù sau khi tản ra dần dần rõ ràng hiện ra Hải Thần Đảo. Nữ tử đứng ở trên bong thuyền, môi đỏ khẽ mở, thanh âm nhỏ nhẹ nhu hòa. Hải Thần Đảo, không nghĩ tới ta vẫn tới đây. Nam tử bên trái hùng tráng uy mãnh, lắc đầu than nhẹ. Thời gian trôi qua thật nhanh, 4 năm, nếu như hắn không chết, hôm nay hẳn là ngày đại hỷ của hắn. Phụ nhân cao gầy bên phải lạnh nhạt, ngữ khí giá lạnh. Tên hỗn đản Dương Thiên Hữu kia, vì sao còn muốn chọn Lôi Tú? Thánh Bằng Đảo không có lựa chọn khác sao? Nam tử nói, thông gia giữa Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo là nhân tộc cùng yêu tộc chỉ là lợi ích, đi hình thức mà thôi. Sau khi Dương gia kết hôn, chỉ là làm bài trí, sẽ còn tái giá đồng tộc, nữ tử sinh con dưỡng cái, truyền thừa linh văn. Thánh Bằng Đảo gả nữ nhi chỉ có thể là huyết mạch bình thường, sẽ không đưa huyết mạch lôi bằng chân chính đến nơi này. Nhưng về hình thức, mặt mũi đều không được có trở ngại, cho nên Dương gia nhất định phải là dòng chính, Thánh Bằng Đảo cũng cần trực hệ. Lựa chọn tốt nhất, cũng chính là Dương Thiên Hữu cùng Lôi Tú. Phụ nhân lạnh lùng nói. Ta luôn cảm thấy là do Dương Thiên Hữu đang giở trò. Nam tử lắc đầu. Chúng ta đều không xác định được cái chết của Dương Biện, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là bị mưu hại. Đáy mắt phụ nhân lóe ý lạnh. Còn cần xác định sao? Thật không hiểu rõ Dương gia rốt cuộc đang làm gì. Nữ tử phía trước không để ý đến bọn hắn đang cãi nhau, vẫn nhìn qua hòn đảo trước mặt, hai đầu lông mày toát ra vài tia thương cảm, ung dung khẽ nói. Chúng ta hôm nay đến để tế điện hắn, sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta sẽ không còn liên quan cùng Hải Thần Đảo. Thiên Mộng Đảo, sao bọn hắn lại tới đây? Không phát thiếp mời cho bọn hắn sao?
hẳn không có, dù sao bọn hắn cũng là thế lực trung lập, không liên quan với chúng ta, coi như mời đều chưa hẳn sẽ đến. Trên bến tàu, các tộc lão Dương gia chú ý tới chiếc thuyền to lớn lái ra trong sương mù, đều toát ra mấy phần kinh ngạc. Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt, vẫn lộ ra tư thái hoan nghênh, chủ động nghênh đón. Dù sao đó cũng là Thiên Mộng Đảo. Hứa Đan thấp giọng giới thiệu. Thiên Mộng Đảo, thế lực thần bí nhất trong thần dụ chi hải, được xưng là không phải hoàng tộc. Lý Dần kỳ quái. Đó là cái xưng hô gì? Thiên Mộng Đảo lơ lửng trong tầng mây giữa trời, phiêu miểu thần bí, không để ý tới thế sự. Không có ai biết thế lực chân chính của bọn họ, cũng không có ai có ý đồ gì với bọn họ. Cho nên, có người nói thực lực của bọn họ đủ để đứng hàng hoàng tộc, nhưng cũng có người nói, bọn họ không đủ tư cách, cho nên liền thành không phải hoàng tộc ở thần dụ chi hải. Hứa Đan đưa nhìn chiếc thuyền của Thiên Mộng Đảo, cũng đỗ đến trên bến tàu. Có 5 người phụ trách của hải thần đảo tự mình đi qua, sau khi hàn huyên một phen đã tiếp dẫn bọn hắn lên đảo. Các tân khách khác đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là hải thần đảo mời Thiên Mộng Đảo đến. Thật không dễ dàng, Thiên Mộng Đảo vậy mà lại tới tham gia loại thông gia mang tính chất kết minh cường tộc này. Vẫn là hải thần đảo có mặt mũi lớn. Người của Thiên Mộng Đảo đến. Dương Biện nghe được lời Khương Phàm nói, rõ ràng khẽ giật mình. Dẫn đội là một nữ tử. Trong trí nhớ của Khương Phàm không có bất kỳ hình ảnh gì liên quan tới Thiên Mộng Đảo, hẳn là kiếp trước chưa từng gặp nhau. Lăng Vi sao? Dương Biện khẽ nói. Ngươi biết. Khương Phàm vừa muốn hỏi thăm, thị vệ đi bẩm báo đã chạy đến. Đan dược đã được kiểm tra đối chiếu qua, đúng là Đại La Xích Dương Đan. Nhưng, Ngụy gia bên kia có điều kiện đặc biệt. Điều kiện gì? Nếu như ngươi nói viên đan dược kia không phải do ngươi luyện, ngươi có thể đi đến. Nhưng nếu như ngươi nói là chính ngươi mình luyện, như thế nào? Một chữ, cút. Khương Phàm ha ha cười. Ngụy gia là không tin ta có thể luyện thành Đại La Xích Dương Đan. Còn không rõ lộ rõ sao? Nếu như ngươi chỉ là đến hiến đan, Đại La Xích Dương Đan đã đầy đủ thành ý, Ngụy gia nguyện ý gặp ngươi. Nhưng, nếu như ngươi nhất định phải nói là mình luyện, chính là hãm hại lừa gạt hạng người. Cầm đan dược của người khác nói là của mình luyện, làm nhục thanh danh luyện đan sư, Ngụy gia không chào đón. Đan dược của ta đâu? Ngụy gia giữ lại, tuy nhiên, Ngụy gia không chiếm tiện nghi của ngươi, đây là vật liệu luyện chế Đại La Xích Dương Đan. Thị vệ lấy ra bao dược liệu, ném cho Khương Phàm. Không chiếm tiện nghi, trả lại cho ta là được, ném chút dược liệu tính là gì? Tạm giam viên đan dược kia là răn dạy ngươi. Thuyền của nữ yêu đảo, một đám nữ tử tập kết trên một hòn đảo, nuôi rất nhiều yêu thú. Vì để bảo vệ mình, các nàng thường thường biểu hiện vô cùng cường thế, bất kỳ người nào chỉ cần chọc tới các nàng, không chết không thôi. Vừa có chiếc chiến thuyền rất hùng vĩ, khảm nạm kim lân, người chú đóng phía trên mặc kim bào, đầu thuyền đuôi thuyền đều dựng thẳng cờ xí kim tước. Thuyền của Xích Vân Đảo, quần đảo ở bắc bộ của thần dụ chi hải. Có 33 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành, tụ tập mấy chục vạn nhân tộc, bọn hắn dã tâm bừng bừng, mưu toan tấn vị hoàng tộc. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn trăm ngàn năm đều không bồi dưỡng ra một thiên phẩm linh văn. Không có thiên phẩm, liền không có thánh linh, thì đứng ra phong hoàng tộc chính là trò cười. Trong giọng nói của Dương Biện có chút khinh thường. Nơi đó còn có chiếc. Lúc Khương Phàm đang quan sát chiến thuyền, trong hải dương phía sau cuồn cuộn mê vụ. Khắp biển che trời, vừa to lớn vừa thần bí. Nương theo ánh sáng màu hồng hoa mỹ, một chiếc thuyền lớn mở ra mặt biển, lái ra khỏi mê vụ. Chiến thuyền mặc dù khổng lồ nhưng lại không cồng kềnh, đường cong thuận hoạt yêu mỹ, thân tàu chảy xuôi ánh sáng kỳ diệu, giống như mặc y phục mỹ lệ. Trên cột buồm thẳng tắp có cờ xí màu sắc rực rỡ tung bay, trên đó viết 3 chữ cổ, Thiên Mộng Đảo. Tiểu thư, đã đến Hải Thần Đảo. Trên thuyền. Cửa điện rộng mở, một đám thị vệ cung kính nghênh đón nữ tử uyển chuyển đi ra. Nữ tử mặc áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, có một khí chất siêu trần thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Trên mặt nàng che mặt, che khuất dung nhan mỹ lệ, một đôi mắt có hơi nước mịt mờ, nhìn đến khiến người ta phải động tâm. Một nam một nữ trung niên theo sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn qua mây mù sau khi tản ra dần dần rõ ràng hiện ra Hải Thần Đảo. Nữ tử đứng ở trên bong thuyền, môi đỏ khẽ mở, thanh âm nhỏ nhẹ nhu hòa. Hải Thần Đảo, không nghĩ tới ta vẫn tới đây.
Nam tử bên trái hùng tráng uy mãnh, lắc đầu than nhẹ. Thời gian trôi qua thật nhanh, 4 năm. Nếu như hắn không chết, hôm nay hẳn là ngày đại hỷ của hắn. Phụ nhân cao gầy bên phải lạnh nhạt, ngữ khí giá lạnh. Tên hỗn đản Dương Thiên Hữu kia, vì sao còn muốn chọn Lôi Tú? Thánh bằng đảo không có lựa chọn khác sao? Nam tử nói. Thông gia giữa hải thần đảo cùng thánh bằng đảo là nhân tộc cùng yêu tộc chỉ là lợi ích, đi hình thức mà thôi. Sau khi Dương gia kết hôn, chỉ là làm bài trí, sẽ còn tái giá đồng tộc, nữ tử sinh con dưỡng cái, truyền thừa linh văn. Thánh bằng đảo gả nữ nhi chỉ có thể là huyết mạch bình thường, sẽ không đưa huyết mạch lôi bằng chân chính đến nơi này. Nhưng về hình thức, mặt mũi đều không được có trở ngại, cho nên Dương gia nhất định phải là dòng chính, thánh bằng đảo cũng cần trực hệ. Lựa chọn tốt nhất, cũng chính là Dương Thiên Hữu cùng Lôi Tú. Phụ nhân lạnh lùng nói. Ta luôn cảm thấy là do Dương Thiên Hữu đang giở trò. Nam tử lắc đầu. Chúng ta đều không xác định được cái chết của Dương Biệt, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là bị mưu hại. Đáy mắt phụ nhân lóe ý lạnh. Còn cần xác định sao? Thật không hiểu rõ Dương gia rốt cuộc đang làm gì. Nữ tử phía trước không để ý đến bọn hắn đang cãi nhau. Vẫn nhìn qua hòn đảo trước mặt, hai đầu lông mày toát ra vài tia thương cảm, ung dung khẽ nói. Chúng ta hôm nay đến để tế điện hắn, sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta sẽ không còn liên quan cùng hải thần đảo. Thiên mộng đảo, sao bọn hắn lại tới đây? Không phát thiếp mời cho bọn hắn sao? Hẳn không có, dù sao bọn hắn cũng là thế lực trung lập, không liên quan với chúng ta, coi như mời đều chưa hẳn sẽ đến. Trên bến tàu. Các tộc lão Dương gia chú ý tới chiếc thuyền to lớn lái ra trong sương mù, đều toát ra mấy phần kinh ngạc. Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt, vẫn lộ ra tư thái hoan nghênh, chủ động nghênh đón. Dù sao đó cũng là Thiên Mộng Đảo. Hứa Đan thấp giọng giới thiệu. Thiên Mộng Đảo, thế lực thần bí nhất trong thần dụ chi hải, được xưng là không phải hoàng tộc. Lý Dần kỳ quái. Đó là cái xưng hô gì? Thiên Mộng Đảo lơ lửng trong tầng mây giữa trời. Phiêu miểu thần bí, không để ý tới thế sự. Không có ai biết thế lực chân chính của bọn họ, cũng không có ai có ý đồ gì với bọn họ. Cho nên, có người nói thực lực của bọn họ đủ để đứng hàng hoàng tộc, nhưng cũng có người nói, bọn họ không đủ tư cách, cho nên liền thành không phải hoàng tộc ở thần dụ chi hải. Hứa Đan đưa nhìn chiếc huyền của Thiên Mộng Đảo, cũng đỗ đến trên bến tàu. Có 5 người phụ trách của hải thần đảo tự mình đi qua. Sau khi hàn huyên một phen đã tiếp dẫn bọn hắn lên đảo. Các tân khách khác đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là hải thần đảo mời Thiên Mộng Đảo đến. Thật không dễ dàng, Thiên Mộng Đảo vậy mà lại tới tham gia loại thông gia mang tính chất kết minh cường tộc này. Vẫn là hải thần đảo có mặt mũi lớn. Người của Thiên Mộng Đảo đến. Dương Biện nghe được lời Khương Phàm nói, rõ ràng khẽ giật mình. Dẫn đội là một nữ tử. Trong trí nhớ của Khương Phàm không có bất kỳ hình ảnh gì liên quan tới Thiên Mộng Đảo, hẳn là kiếp trước chưa từng gặp nhau. Lăng vì sao? Dương Biện khẽ nói. Ngươi biết. Khương Phàm vừa muốn hỏi thăm, thị vệ đi bẩm báo đã chạy đến. Đan dược đã được kiểm tra đối chiếu qua, đúng là Đại La Xích Dương Đan. Nhưng, Ngụy gia bên kia có điều kiện đặc biệt. Điều kiện gì? Nếu như ngươi nói viên đan dược kia không phải do ngươi luyện, ngươi có thể đi đến. Nhưng nếu như ngươi nói là chính ngươi mình luyện, như thế nào? Một chữ, cút. Khương Phàm ha ha cười. Ngụy gia là không tin ta có thể luyện thành Đại La Xích Dương Đan. Còn không rõ lộ rõ sao? Nếu như ngươi chỉ là đến hiến đan, Đại La Xích Dương Đan đã đầy đủ thành ý, Ngụy gia nguyện ý gặp ngươi. Nhưng, nếu như ngươi nhất định phải nói là mình luyện, chính là hãm hại lừa gạt hạng người. Cầm đan dược của người khác nói là của mình luyện. Làm nhục thanh danh luyện đan sư, Ngụy gia không chào đón. Đan dược của ta đâu? Ngụy gia giữ lại, tuy nhiên, Ngụy gia không chiếm tiện nghi của ngươi, đây là vật liệu luyện chế Đại La Xích Dương đan. Thị vệ lấy ra bao dược liệu, ném cho Khương Phàm. Không chiếm tiện nghi, trả lại cho ta là được, ném chút dược liệu tính là gì? Tạm giam thị vệ hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn cảm thấy lấy người này không thể nào luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm. Thất vọng thật. Khương Phàm lắc đầu. Ta khuyên ngươi, cầm dược liệu cút đi. Hôm nay là ngày vui của hải thần đảo, Ngụy gia bận bịu túi bụi, nếu không đã sớm tự mình đi ra đánh người. Hứa Đan cùng Lý Dần trao đổi ánh mắt,
vậy phải làm sao bây giờ? Để lại cho Ngụy gia ấn tượng, lừa đảo, đầu tiên, muốn xông vào, khẳng định sẽ nhận làm khó dễ, bất lợi cho hành động phía sau bọn họ. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu không tin, vậy ta đành dùng những dược liệu này, luyện thêm một viên. Thị vệ lập tức bất mãn. Đừng xính cường, sớm cút đi. Ba tên thị vệ khác nhấc cây giáo lên, chỉ tới Khương Phàm. Hôm nay là ngày vui của Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo, nếu như ngươi không muốn cùng lúc đắc tội hai đại hoàng tộc, liền cụp đuôi rời khỏi nơi này. Khương Phàm lật nhìn khắp dược liệu, quay người rời khỏi. Bọn thị vệ hừ lạnh, coi như thức thời. Nhưng, Khương Phàm không có thật rời khỏi, mà là sau khi kéo ra ngàn mét khoảng cách, hắn lại nhảy vọt lên, linh văn trên trán lấp lóe, tỉnh lại cửu hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải. Ầm ầm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh phóng lên tận trời, cùng với kim quang mãnh liệt, tăng vọt cao đến 50 mét. Một khí thế cực kỳ bá đạo trong nháy mắt tràn ngập hải dương, nhấc lên sóng cả, quét sạch mấy ngàn thước, các chiến thuyền xa xa đều theo sóng cả mà chập trùng mảng lớn. Rất nhiều thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chật vật tung bay ra ngoài. Trên bến tàu, các tân khách nhao nhao ngừng chân, nhìn ra bầu trời. Hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Bọn thị vệ khống chế kiếm xỉ xa lại, gầm thét với Khương Phàm. Luyện đan. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên yêu hỏa, va vào vòng xoáy đầu tiên của cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cũng từ trứng ngọc bên trong thanh đồng tiểu tháp dẫn xuất hỗn độn nguyên hỏa, trùng kích vòng xoáy thứ hai. Trong chớp mắt, cửu hoàng luyện thiên đỉnh lay động mạnh mẽ, phóng xuất ra khí thế kinh khủng, tràn ngập thiên hải. Hai vòng xoáy cuồn cuộn, phát ra ánh sáng cường thịnh, phảng phất thần linh ngủ say mở mắt. Hải triều bỗng nhiên yên lặng, mây mù đầy trời tứ tán băng diệt. Giữa thiên hải, đỉnh lô lại như trở thành duy nhất. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đại uy vô biên. Bọn thị vệ của Hải Thần Đảo rung động, cảm nhận được cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ. Các cường giả ở bến tàu thì nhao nhao hồi hộp. Khương Phàm bế quan trong hơn 3 năm, ngoại trừ tu võ luyện đan ra, hắn còn mở ra lớp phong ấn thứ hai của hỗn độn nguyên hỏa. Chính là dùng hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc. Mặc dù chu tước yêu hỏa của Khương Phàm còn không có thành thục, mặc dù hỗn độn nguyên hỏa cũng chỉ là hỏa khí nở rộ bên trong trứng ngọc, nhưng chúng nó đều quá đặc thù, thành công làm cho cửu hoàng luyện thiên đỉnh tỉnh lại. Đó là muốn khai đỉnh luyện đan sao? Sao lại đến nơi đây luyện đan? Hôm nay là thời gian đón dâu, hắn ở chỗ này luyện đan có ý gì? Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Khí thế thật là mạnh. Ta chưa từng cảm nhận được loại này áp bách từ trên một chiếc đỉnh lô. Tân khách các phương trên bến tàu nhao nhao ngừng chân nhìn ra xa. Đi xem tình huống như thế nào một chút. Sắc mặt các tộc lão Dương gia âm trầm, hôm nay là ngày vui đón dâu của Dương gia bọn hắn, lại có người không biết tốt xấu. Cái này chẳng phải là ở trước mặt tất cả mọi người, đánh vào mặt Hải Thần Đảo bọn hắn sao? Không đợi người trên bến tàu đi qua, một vị thị vệ đã vội vã chạy tới. Người kia là đến hiến đan, hy vọng có thể tiếp Ngụy gia. Nhưng Ngụy gia chất vấn đan dược của hắn cũng không phải là chính hắn luyện, liền giữ lại đan dược, cho vật liệu đan dược, để hắn cút đi. Kết quả, hắn lại muốn chứng minh mình. Đan dược gì? Đại La Xích Dương đan. Đan dược chuẩn thánh phẩm. Ngụy gia đã kiểm tra qua, đúng là Đại La Xích Dương đan. Hắn muốn trước mặt mọi người luyện đan, lại còn là luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Thể hiện của các tộc lão Dương gia đều trở nên đặc sắc. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, không có cái gọi đan dược chuẩn thánh phẩm, thực chất chính là đan dược lục phẩm. Nhưng, bởi vì một ít đan dược có công hiệu đặc thù, cùng độ khó đặc thù, bình thường luyện đan sư đại cấp tông sư rất khó luyện ra. Chỉ có một phần nhỏ đại tông sư già đời nhiều kinh nghiệm mới có thể nếm thử. Mà, còn cần phải có đặc thù hỏa diễm khống chế, cùng luyện lô đặc thù phụ trợ, cho nên mới được gọi là chuẩn thánh phẩm. Ngay cả Ngụy gia của Hải Thần Đảo bọn hắn, có thể một mình luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, tính cả lão tổ tông bọn họ đều không vượt qua được 10 người. Cái tên luyện đan sư không biết từ đâu xuất hiện này, lại muốn ở trước mặt mọi người khiêu chiến. Rốt cuộc là thật tự tin. Hay là không biết trời cao đất rộng? Hắn tên là gì? Khương Phàm. Khương Phàm, chưa từng nghe qua. Rất lạ lẫm. Các tộc lão Hải Thần Đảo ngắm nhìn đỉnh lô nơi xa. Dám can đảm ở ngoài Hải Thần Đảo, đứng trước mặt mọi người luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, hẳn là có chút nắm chắc,
mà chiếc đỉnh kia lô nhìn rất đặc thù. Luyện đan sư như thế này không nói là danh chấn thần dụ chi hải, ít nhất cũng là có chút thanh danh. Nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nhớ nổi là có một người như thế. Ta đi xem, các ngươi tiếp tục chào hỏi khách khứa. Một vị tộc lão chỉnh lý y phục, nghiêm mặt đi đến mặt biển. Những tộc lão khác lại chất lên nụ cười, mời chào tân khách tiếp tục tiến vào đảo. Nhưng sau khi hiểu được tình huống, tân khách các phương lại đều ngừng lại, nhìn qua đỉnh lô nơi xa nghị luận ầm ĩ. Ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy luyện đan sư thoải mái như vậy, Triệu gia đỉnh lô trực tiếp mở luyện. Luyện chế đan dược ngũ phẩm đều cần chuẩn bị tỉ mỉ, huống chi lại còn là đan dược chuẩn thánh phẩm. Luyện đan sư có thể đơn độc luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, đưa mắt nhìn ra khắp thần dụ chi hải đều không có bao nhiêu, tên Khương Phàm này đã có ai nghe qua chưa? Ta thấy hắn rất trẻ trung, là dùng đan dược chú nhan sao? Nơi này chính là hải thần đảo, hôm nay là ngày đón dâu, thoải mái luyện đan trước mặt mọi người như vậy, nếu như thất bại, sẽ mất hết thể diện. Đúng vậy, luyện đan sư rất coi trọng thanh danh, tên Khương Phàm này cũng dám lấy thanh danh của mình ra nói đùa. Viên đan dược kia là răn dạy ngươi. Mọi người nhao nhao đi đến phía trước bến tàu, ngắm nhìn trò hay đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Hứa Đan, Lý Dần, đều thay Khương Phàm lau vệt mồ hôi. Mặc dù bọn hắn đã chứng kiến qua Khương Phàm luyện ra đại la xích dương đan trong thạch điệt, nhưng đó dù sao cũng là đan dược chuẩn thánh phẩm, có thể thành công một lần, không có nghĩa có thể tùy tiện thành công lần thứ hai. Vừa mới bị cự tuyệt, nếu như thất bại nữa, hôm nay sợ rằng bọn hắn là thật không vào hải thần đảo được. Nói không chừng chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Khương Phàm thể hiện nghiêm túc, chính xác khống chế hỏa diễm trong đỉnh lô, khi thì mãnh liệt, khi thì áp chế, khi thì bình ổn. Đan dược chuẩn thánh phẩm xác thực vô cùng khó khăn. Dược liệu khác nhau sẽ có nhiệt độ khác nhau, thời cơ khác nhau, còn cần hỏa hầu khác nhau. Sau khi các loại dược dịch thành hình, cần xảo diệu giao hòa, khi đó càng cần khống chế cực kỳ tỉ mỉ hơn. Mà, một viên đan dược chuẩn thánh phẩm có mấy chục loại dược liệu, mỗi một loại đều là mấy chục gốc thậm chí mấy trăm gốc. Bọn chúng có thuộc tính riêng phần mình, dược hiệu khác nhau, cần phải cô đọng thành các loại nhu cầu dược dịch như thế nào, cũng cuối cùng giao hòa hoàn mỹ cùng một chỗ, đạt tới hiệu quả lý tưởng, tuyệt đối là một công trình vĩ đại. Vô cùng khảo nghiệm thực lực của luyện đan sư. Mà, đan dược phẩm cấp càng cao, càng là già mồm, càng mẫn cảm. Bất luận nếu có nổi lên khâu ngoài ý muốn gì, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng thành hình cuối cùng, mà tuyệt đối không có khả năng cứu vớt được. Bất luận một loại dược dịch nào dung luyện không đúng chỗ, cũng có thể là trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm chất sau cùng của đan dược. Chính là bởi vì vô số điều kiện hà khắc này, nên luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm cực kỳ gian nan, tỷ lệ thất bại vô cùng lớn. Khương Phàm tập trung 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú, trang nghiêm túc mục. Cẩn thận khống chế mỗi điểm mấu chốt luyện chế. Ngay cả Đan Hoàng đều đang cẩn thận quan sát trong ý thức Khương Phàm, nhưng không có vội vã nhắc nhở chỉ dẫn. Sau đó không lâu, tộc nhân, tân khách bên trong hải thần đảo đều chiếm được tin tức. Có người vì cầu kiến Ngụy gia, vậy mà lại dám luyện lên đan dược chuẩn thánh phẩm tại bến tàu đông đảo. Luyện ra rồi. Tam gia của Ngụy gia sau khi nhận được tin tức thì sửng sốt một chút. Là hắn kiểm tra đại la xích dương đan. Là hắn phái người đuổi Khương Phàm. Cũng là hắn đưa dược liệu đi. Sở dĩ thái độ ác liệt là bởi vì thời điểm hắn kiểm tra đan dược lại phát hiện phẩm chất đan dược vô cùng cao. Đối với võ giả mà nói, đan dược chỉ nhìn tên, không nhìn độ tinh khiết. Bình thường dùng, chỉ cần là loại đan dược kia, có loại hiệu quả kia liền tốt. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói, đan dược vẫn có phẩm chất khác nhau. Đan dược phẩm cấp càng cao, khác biệt cũng thường sẽ càng lớn. Viên đại la xích dương đan này cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn có sức mạnh kỳ diệu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nhất định là lão bối luyện đan sư có kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện, thậm chí có thể là nhân vật cấp bậc đan thánh tự mình luyện chế. Vậy mà thị vệ đến bẩm báo trước đó lại nói chỉ là một thiếu niên một mắt. Cái này rõ ràng chính là kẻ lừa gạt, còn lừa gạt đến trên đầu Ngụy gia bọn hắn. Nếu như không phải Ngụy gia bọn hắn chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, không nguyện ý thảo nhân tiện nghi, để người khác mượn cớ, hắn đã trực tiếp đuổi đi, tuyệt đối sẽ không bồi thường dược liệu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên vô sỉ kia vậy mà lại đang ngang nhiên luyện lên đan dược bên ngoài, mà còn làm ra dáng. Trên bến tàu,
người tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người lúc vừa mới nhận được tin tức đều cảm giác chính là hồ nháo, những dược liệu quý giá kia chẳng mấy chốc sẽ bị phế sạch, không thể nào thành hình. Nhưng, khi quá trình luyện chế kéo dài đến 7 giờ, sau khi còn không có mất khống chế, càng ngày càng nhiều người rời khỏi hòn đảo, tụ tập đến trên bến tàu. Luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm rất rườm rà, cũng cần lực khống chế cực kỳ tinh diệu. Vẻn vẹn là thay đổi khống chế hỏa diễm, tinh lực đối với ý chí, còn có linh lực, chính là cái một đại khảo nghiệm. Bình thường mà nói, đan dược chuẩn thánh phẩm cần luyện chế đến 10 giờ. Luyện đan sư độc nhãn này vậy mà đã kéo được tới 7 giờ, chẳng lẽ muốn thành công? Tiếp tục xem, luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm cực kỳ khó khăn, xác suất thành công rất thấp. Đừng nói đã 7 giờ, coi như đến một khắc cuối cùng, cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc hắn có phải luyện đan dược chuẩn thánh phẩm hay không, không phải đang luyện chế những đan dược khác đấy chứ, rồi chuẩn bị đến cuối cùng đánh cháo đi. Khương Phàm, thật không ai nghe qua cái tên này sao? Người mặc dù không biết, nhưng đỉnh lô nhìn thật không đơn giản. Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Tân khách các phương nghị luận ầm ĩ, hỏi thăm lẫn nhau, cũng đều nhìn về rất nhiều luyện đan sư, hy vọng có thể được đáp lại. Bởi vì Ngụy gia là đỉnh cấp thế gia luyện đan của thần dụ chi hải, kết giao rất nhiều thế lực luyện đan, cũng được rất nhiều luyện đan sư tôn trọng. Cho nên lần này đại hôn tại Hải Thần Đảo, cũng có rất nhiều luyện đan sư có mặt mũi tới. Bây giờ phút này bọn hắn cũng cơ hồ cũng đều đã đi tới trên bến tàu. Nhưng sắc mặt của bọn hắn vô cùng đều vô cùng quái dị. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhưng tình cảnh trước mắt, đừng nói ngoài nghề nhìn không thể tưởng tượng nổi, trong bọn họ đi cũng là một mặt ngây ngô. Khí thế của chiếc đỉnh lô kia vô cùng bá đạo, phảng phất phương thần vạn đỉnh, kích thích đỉnh lô trong cơ thể của bọn hắn đều run lẩy bẩy. Hai loại liệt diễm lại càng đặc biệt, cách mấy ngàn mét đều có thể khiến linh nguyên trong khí hải của bọn hắn rung động, mà hỏa nguyên lực giữa thiên địa đều hứng chịu tới dẫn dắt cường lực, không ngừng liên tục hội tụ vào nơi đó, cung cấp duy trì hỏa diễm. Vị thiếu niên kia bộ dáng luyện đan sư, sắc mặt bình tĩnh, bình thản ung dung, vừa thuần thục vừa trầm ổn, không có chút hỗn loạn nào. Cứ như lão tướng nơi xa trường, bày mưu nghĩ kế, phóng khoáng tự do, vững vàng khống chế cục diện chiến trường. Đây rốt cuộc là lão quái vật nào dịch dung đổi tên rồi? Khương Phàm, một nam tử lãnh tuấn đi đến trên bến tàu, hơi kinh ngạc, sau đó nhắm lại hai mắt, một lần nữa mở ra. Thật là Khương Phàm, làm thế nào hắn tới nơi này? Không phải, làm sao hắn còn sống? Không đúng, làm sao hắn còn luyện đan dược được? Khi sắc trời dần tối, dáng chiều khuyết đại khắp thiên hải. Đỉnh lô anh động dần dần khôi phục bình tĩnh. Khương Phàm dẫn xuất hỏa diễm còn sót lại trong đỉnh lô, chờ đợi bên trong khôi phục yên tĩnh lại. Một cỗ mùi thuốc xuyên thấu qua nắp đỉnh tràn ngập ra ngoài, đại la xích dương đan kích thích mùi để huyết khí toàn thân Khương Phàm đều trở nên nóng hổi. Phảng phất hút vào mấy ngụm chưa tán mùi, liền có thể kích phát tiềm lực, tăng cường thực lực. Các tân khách chỗ bến tàu nhao nhao an tĩnh, khẩn trương chờ mong càng không dám tin mà nhìn đỉnh lô. Thành công không? Hay là thất bại? Các luyện đan sư Ngụy gia, các luyện đan sư từ bên ngoài đến, không tự chủ được mà đi đến phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua đỉnh lô. Luyện đan đã kết thúc, thời khắc chứng kiến kết quả đã tới. Không đến xốc nắp đỉnh lên, một khắc này, ai cũng không biết thành công hay không, hiệu quả tốt hay xấu. Có người hoài nghi Khương Phàm cũng không phải là luyện đại la xích dương đan, cho nên ngưng tụ linh lực, kích thích hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm tay. Để tránh hắn vụng trộm đánh cháo. Khương Phàm nhìn đỉnh lô bình tĩnh, thoáng thở phào, nhếch miệng hiện lên một nụ cười. Sở dĩ tự tin có thể luyện thành là bởi vì hắn đã quen thuộc bí quyết luyện chế đại la xích dương đan, càng là bởi vì hỗn độn nguyên hỏa có thể bảo đảm đan dược thành hình, còn có thể giao phó dược hiệu đặc biệt cho nó. Tuy nhiên, lúc hắn quay đầu nhìn về phía bến tàu, quả thực đã giật nảy mình. Không biết từ khi nào, nơi đó lại đã tụ tập nhóm người rất đông. Phía trước, tất cả đều là luyện đan sư, một sắc áo bào trắng. Sư phụ, thành công không? Lý Dần âm thầm khẩn trương. Nhiều người vây xem như vậy, nếu thật là thất bại, khẳng định gây nên vô số chế giễu, bọn hắn cũng đừng hòng lại tiến vào Hải Thần Đảo. Tốt nhất ngươi nên có nắm chắc, đừng giả bộ quá mức. Hứa Đan cũng khẩn trương. Cũng không có vấn đề.
Khương Phàm vung ống tay áo lên, đưa tay mở nắp đỉnh ra. Mùi thuốc nồng nặc cùng với tia sáng kỳ diệu dâng lên, hồi lâu mới chậm rãi tản ra. Trên đỉnh lô, một viên đan dược mượt mà màu sắc rực rỡ lẳng lặng lơ lửng ở đó, tỏa ra dược khí giống như gợn sóng. Khương Phàm đưa tay cầm lấy, hướng về bến tàu, hướng về tất cả mọi người biểu hiện ra. Được rồi. Đan dược chuẩn thánh phẩm, Đại La Xích Dương Đan. Đại La Xích Dương Đan có thể triệt để kích phát tiềm lực toàn thân, có thể làm cho cường giả niết bàn cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng tứ trọng thiên cường đại. Mặc dù rất ngắn, cũng cuối cùng bạo thể mà chết, nhưng ở thời kỳ đặc thù, đây tuyệt đối là siêu cấp sát khí. Ta lại có thể tận mắt thấy luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Hắn thật sự đã luyện thành, cứ như vậy, một người một đỉnh, nhẹ nhõm hoàn thành. Rốt cuộc hắn là luyện đan sư từ nơi nào tới, lại có thiên phú như vậy. Rốt cuộc hắn là trẻ tuổi thật, hay là chú nhan rồi. Trên bến tàu là một mảnh xôn xao, vô số người kinh hô. Số lượng lớn luyện đan sư trao đổi ánh mắt, đều từ trong ánh mắt nhau thấy được mấy phần kính sợ. Luyện đan sư bọn hắn mặc dù vô cùng cao ngạo đến mức xem thường bất cứ kẻ nào, nhưng luyện đan sư bọn hắn cũng rất thuần túy đến nỗi chỉ tôn trọng đan thuật. Có ai ở trên đan thuật siêu việt hơn bọn hắn liền sẽ sinh ra kính sợ từ trong lòng. Tam gia Ngụy gia, Ngụy Kỵ Thần tự mình đi đến không trung, đưa tay về phía Khương Phàm. Ngài là Khương Phàm đánh giá nam tử. Ngụy Kỵ Thần. A, à, Tam gia Ngụy gia, ngưỡng mộ đã lâu, xin mời kiểm tra. Khương Phàm giao Đại La Xích Dương Đan cho Ngụy Kỵ Thần, thuận tiện lấy đi Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ngụy Kỵ Thần nhìn Khương Phàm thật lâu, mới cầm đan dược cẩn thận lật xem, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, người ngửi dược khí nồng đậm, cảm nhận được huyết khí toàn thân phản ứng. Như thế nào? Khương Phàm nhìn Ngụy Kỵ Thần. Ngụy Kỵ Thần sau khi cẩn thận phẩm vị, nắm vuốt đan dược chậm rãi nắm đưa tới tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khương Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị xong. Phụng mệnh gia sư, lĩnh giáo thuật luyện đan với 800.000 luyện đan sư ở thần dụ chi hải. Trạm đầu tiên, hải thần đảo, Ngụy gia. Khẩu khí thật lớn, sư phụ ngươi là ai? Vẻ mặt Ngụy Kỵ có chút trầm xuống, trong lòng lại là âm thầm chấn kinh. Gia sư ẩn thế nhiều năm, không muốn để lộ tính danh. Tuy nhiên, nếu quả thật Ngụy gia muốn biết tục danh sư phụ ta, nhất định phải thắng ta. Khương Phàm nói xong, nhìn hải thần đảo náo nhiệt. Trước tiên cho ta nói tiếng xin lỗi. Ta đi theo gia sư ẩn thế bế quan, với tình huống bên ngoài không phải là hiểu rất rõ. Trước khi tới đây, thật không nghĩ tới hải thần đảo đang có đại hôn. Nếu như mạo muội, xin hãy tha lỗi. Ngụy Kỵ Thần nắm đan dược, lại lần nữa ngửi ngửi. Viên đan dược kia bất luận là từ khí tức, hay là đặc biệt năng lượng kia, nhìn lại đều là hoàn toàn tương tự cùng viên đưa qua trước đó. Tinh khiết, phi phàm. Dược hiệu của viên đan dược kia, tuyệt đối có thể gọi là đỉnh cấp. Liền xem như hắn đều cần tỉ mỉ chuẩn bị mới có thể luyện ra. Nói cách khác, chỉ ở vấn đề đan thuật, luyện đan sư nhìn trẻ tuổi này đã có thể so sánh cùng với hắn. Khương Phàm nói, dược liệu viên đan dược kia là của các ngươi, thuộc về các ngươi. Viên trước đó của ta, có thể trả lại ta hay không? Mặt mo khô quắt của Ngụy Kỵ Thần không có bất kỳ thể hiện gì, thu viên này, lấy ra viên trước đó giao cho Khương Phàm. Hôm nay xem như ta đưa bái thiếp, hôm nào lại đến quấy rầy. Đương nhiên, nếu như Ngụy gia không nguyện ý chỉ giáo, ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Cáo từ. Khương Phàm khẽ vuốt cằm nhìn Hứa Đan. Hứa Đan hiểu rõ, hai tay 10 ngón khẽ rung lên, ba kính tượng bỗng nhiên thành hình, va chạm Khương Phàm, Lý Dần, còn có nàng. Xoạt giòn vang, kính tượng vỡ tan, ba người Khương Phàm biến mất trong nháy mắt. Gương mặt Ngụy Kỵ Thần lại lần nữa có phản ứng, vội vàng tìm kiếm, sau một khắc, không gian trên thuyền nhỏ ngoài 200 thước lay động, kính tượng lấp lóe, ba người Khương Phàm giống như là đi ra cánh cửa không gian, xuất hiện lần nữa. Vượt qua không gian, mặt kính không gian, đám người trên bến tàu lần nữa ngạc nhiên, linh văn loại không gian cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn lại có thể thấy được ở nơi này. Mà vẫy tay một cái đã có thể vượt qua vài trăm mét. Cũng mang ý nghĩa phẩm cấp linh văn này, có thể là đại thừa thánh phẩm. Cáo từ. Khương Phàm chắp tay về phía Ngụy Kỵ Thần, đi thuyền rời khỏi. Chậm đã.
Ngụy Kỵ Thần rốt cuộc cũng mở miệng, gọi Khương Phàm đang rời khỏi lại. Khóe miệng Khương Phàm, Lý Dần, Hứa Đan không thể nhận ra đều đồng loạt câu lên rất nhỏ, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh. Khương Phàm quay người đối mặt với Ngụy Kỵ Thần nơi xa, cười nhạt mà nói. Tiền bối là muốn tiếp bái thiếp của ta, hay là không muốn tiếp đãi hạng người vô danh như ta đây? Hôm nay vô danh, ngày khác tất danh chấn thần dụ chi hải. Xin mời. Ngụy Kỵ Thần đưa tay mời, trên khuôn mặt khô quắt lộ ra mấy phần nụ cười khó có được. Có thể giáo dục ra đệ tử thiên phú như vậy, còn có thể chuẩn bị cho hắn võ giả không gian bảo vệ, thân phận vị luyện đan sư ẩn thế kia tuyệt đối không tầm thường, có thể là cấp bậc đan thánh. Toàn bộ thần dụ chi hải, trong vùng biển mấy chục vạn dặm, đan thánh lác đác không có mấy người, mỗi người cũng không tốt để gây. Không phải thân ở hoàng tộc nào đó, thì chính là giao hảo cùng vô số thế lực. Quấy giày. Mời. Ngụy Kỵ Thần mang theo Khương Phàm lên đảo. Tin tức rất nhanh gây nên oanh động. Khương Phàm là phụng mệnh gia sư, khiêu chiến 800.000 luyện đan sư ở thần dụ chi hải. Đây là phách lối hay là tự tin? Chưa từng có ai có khí phách lớn như thế. Từ chuyện hắn luyện chế đại la xích dương đan đến xem, quả thật có chút thực lực, nhưng trận đầu liền lựa chọn hải thần đảo, cũng xác thực thật ngông cuồng. Ngụy gia của hải thần đảo hẳn là cho tới bây giờ không có nhận qua khiêu chiến như thế này. Hải thần đảo có hơn 5.000 vị luyện đan sư, cấp bậc tông sư hơn 200 vị, đại tông sư đạt tới 50 vị. Chỉ là không biết là có bao nhiêu đại tông sư có thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Có chút ý tứ ha, tới tham gia hôn lễ đều có thể gặp được loại chuyện này. Tân khách các phương được thị vệ hải thần đảo mời mọc, một lần nữa trở lại ở trên đảo. Tuy nhiên tiêu điểm nghị luận đều từ hôn lễ chuyển rời đến trên thân luyện đan sư đột nhiên đến thăm này. Chẳng lẽ ta nhận lầm? Tên đúng, bộ dáng cũng đúng, chính là hắn mà. Nam tử trước đó đột nhiên có chút hồ đồ rồi. Khương Phàm trong trí nhớ của hắn, điên cuồng lại cường thế, là cuồng nhân chiến đấu, mà đã chết tại luân hồi bí cảnh rồi. Nhưng nam tử này trầm ổn tỉnh táo, còn có chút khí tức tôn quý, mà còn có thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Ngoại trừ bộ dáng và cái tên ra, giống như là hoàn toàn khác biệt. Nam tử hơi nhíu mày, không được, ta phải đi chiếu cố hắn. Khương Phàm, tiến vào sao? Ngươi nói chuyện đi. Dương Biện ở trong thanh đồng tiểu tháp lo lắng hô to, đều đã nửa ngày, làm sao không có động tĩnh? Tên ngu xuẩn này sẽ không phải là đã làm sai chuyện, bị chết rồi đấy chứ? Hắn phải làm sao bây giờ, bị vây ở chỗ này rồi? Khốn kiếp! Mới ra khỏi địa ngục, lại bị nhốt tại trong tòa tháp rồi. Ta rốt cuộc là thế nào, bị nguyền rủa sao? Vì sao lại xui xẻo như vậy? Tiến vào rồi. Giọng Khương Phàm truyền vào. Xảy ra chuyện gì? Dương Biện tinh thần đại chấn, hô hấp đều có chút gấp rút. Rất thuận lợi. Đừng gạt ta, cũng đừng khoác lác với ta. Có cái gì ngoài ý muốn kịp thời cùng ta câu thông. Còn nữa, ta đã nghĩ thông suốt. Nếu như ngươi thật gặp phải nguy hiểm ứng phó không được, hoặc là muốn bị giết chết, lập tức ném ta ra. Ném ra chịu chết. Bọn hắn không dám giết ta ở trước mặt mọi người. Lúc đầu ta bị hại, sau khi chết, hải thần đảo khẳng định tuyên bố với bên ngoài ta là chết bởi ngoài ý muốn, sẽ không nói càng sẽ không thừa nhận ta là bị người khác mưu hại. Cho nên, ngươi chỉ cần ta ném ra, hải thần đảo tuyệt đối không dám làm gì ta. Còn có thể sẽ lên diễn một vở kịch thúc nước mắt hoan nghênh ta trở về. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt. Mặc dù nếu ném ra thì hiệu quả kinh bạo, nhưng nếu Dương gia giết chết Dương Biện, tuyệt đối không thể nào nguyện ý nhìn thấy hắn trở lại. Coi như bây giờ làm bộ, kích động, vui mừng, sau đó khẳng định tính sổ. Đến lúc đó không chỉ có Dương Biện sẽ rất nguy hiểm, hắn cùng Lý Dần và Hứa Đan càng sẽ trở thành đồng lõa, thành tội nhân của hải thần đảo. Mặc dù hắn đồng ý trợ giúp Dương Biện, nhưng tuyệt đối không hy vọng trì hoãn ở chỗ này quá lâu, càng không nguyện ý liên lụy đến nội đấu bên trong hải thần đảo. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối có thể bảo mệnh. Ngươi nhớ kỹ, nếu quả thật gặp phải sinh tử ngoài ý muốn, liền ném ta ra. Dương Biện ngửa đầu hô to. Trung thực đợi, ta có thể xử lý. Đừng xính cường, nơi này là hoàng tộc, đỉnh cấp hoàng tộc tại thần vực chi hải. Mức độ nguy hiểm bên trong so với địa ngục không hề kém bao nhiêu, người ứng phó không được. Hải thần đảo chia làm 3 tòa đảo lớn, phân biệt thuộc về Dương gia, Lý gia, cùng Ngụy gia.
Dương gia cùng Lý gia và hòn đảo lớn nhất, giống như là hai vòng loan nguyệt, hòn đảo của Ngụy gia bị vây quanh ở giữa. Bọn hắn vừa mới đạp vào hòn đảo của Ngụy gia liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Cả hòn đảo nhỏ tràn ngập hỏa nguyên lực nồng đậm đến mức bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng tụ thành hỏa diễm, trong màn đêm giống như là hỏa điểu chợt ẩn chợt hiện. Rất nhiều cây rừng hoa cỏ thích ứng hoàn cảnh nhiệt độ cao trải rộng khắp hòn đảo, còn có rất nhiều yêu thú hệ hỏa ẩn hiện. Càng là đi sâu vào trong hòn đảo, nhiệt độ càng cao, cũng có thể thấy được luyện đan sư dốc lòng nghiên cứu đan thuật, cùng phòng luyện đan cuồn cuộn liệt diễm ở khắp nơi. Ngày mai sẽ là hôn lễ, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, gia chủ Ngụy gia chúng ta sẽ đích thân quyết định, có tiếp nhận khiêu chiến của ngươi hay không. Ngụy Kỵ Thần đưa Khương Phàm đến đông nam bộ của hòn đảo, nơi tiếp đãi luyện đan sư. Xin chờ một chút, ta đi theo gia sư bế quan nhiều năm, vẫn không hề rời khỏi hòn đảo nhỏ kia. Khương Phàm gọi Ngụy Kỵ Thần lại, cố ý toát ra mấy phần do dự, nói. Ta có thể nhìn xung quanh hay không? Cam đoan không mạo phạm cấm địa, không ăn trộm linh bảo, chỉ là nhìn. Ta sẽ an bài người bồi tiếp ngươi. Ngụy Kỵ Thần không có suy nghĩ nhiều. Nơi này là lãnh địa hoàng tộc, không có người nào dám làm càn. Có thể an bài Ngụy Vô Đạo hay không? Ngươi biết Ngụy Vô Đạo? Ngụy Kỵ Thần vừa muốn quay người, đột nhiên dừng lại. Thiên tài luyện đan sư đương đại của Ngụy gia, cũng là vị thiên phẩm linh văn đầu tiên Ngụy gia sinh ra sau 573 năm qua. Ta mặc dù không hiểu rõ với chuyện bên ngoài, nhưng gia sư đối với Ngụy gia của Hải Thần Đảo lại tương đối quen thuộc. Sư phụ ngươi, rốt cuộc là ai? Ngụy Kỵ Thần bỗng nhiên có chút cảnh giác. Ta chỉ có thể nói, sư phụ ta rất có nguồn gốc cùng Hải Thần Đảo. Ha ha, tiền bối không nên gấp gáp, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, các ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên sẽ nói ra tục danh sư phụ ta. Ngụy Vô Đạo đang vội vàng bên Dương gia, tuy nhiên ta có thể an bài Ngụy Vô Cực đi cùng ngươi. Cái tên tiểu tử cao ngạo kia sao, cũng có thể. Khương Phàm mỉm cười gật đầu. Ngụy Vô Cực là con của ta. Ánh mắt Ngụy Kỵ Thần có chút run lên, xem ra hắn xác thực rất có hiểu rõ đối với Ngụy gia. Thế nhưng sư phụ hắn rốt cuộc là người nào? Cái gọi là nguồn gốc là liên quan thân mật hay là có thủ oán gì? Khương Phàm đưa mắt nhìn Ngụy Kỵ Thần rời khỏi, đụng chút ánh mắt cùng Lý Dần và Hứa Đan. An toàn, ngươi lừa gạt người khác thật sự là mặt không đỏ tim không đập sao? Hứa Đan hừ một tiếng, tuy nhiên trong lòng thật sự là rất phục gia hỏa này. Đối mặt siêu cấp hoàng tộc như Hải Thần Đảo thế này, vậy mà lại có thể ung dung không vội, phóng khoáng tự nhiên, còn xảo diệu ngụy trang ra dáng vẻ bản thân không dễ chọc. Quản tốt miệng của ngươi, nếu như bị người giám sát, câu ngươi vừa mới nói kia là có thể đưa chúng ta đến trong lò luyện làm thịt nướng. Khương Phàm đứng ở trong sân, yên lặng chờ đợi Ngụy Vô Cực. Dựa theo những gì Dương Biện giới thiệu cho hắn, Ngụy Vô Cực là ái tử tam gia Ngụy gia, Ngụy Kỵ Thần. Mặc dù thuộc về chi thứ, nhưng đã cảm giác tỉnh thánh phẩm linh văn, cho nên địa vị rất cao. Ngụy gia là thế gia luyện đan, chủ công đan thuật, mà không phải là võ pháp, cho nên chờ mong cao nhất của bọn hắn đối với hậu bối chính là thức tỉnh thánh phẩm linh văn. Mà không giống Dương gia, Lý gia, hai đại gia kia, sứ mệnh của mỗi đời gia chủ đều là dốc hết khả năng cam đoan sinh ra thiên phẩm. Cho nên Ngụy gia có thể bảo chứng mỗi đời gia 3 đến 5 thánh phẩm đã vô cùng hài lòng. Cũng sẽ có được địa vị cực cao ở trong tộc. Đương nhiên, nếu như xuất hiện thiên phẩm, bọn hắn cũng sẽ coi như chân bảo liền giống với thời điểm Ngụy Vô Đạo thức tỉnh thiên văn, Ngụy gia sôi trào hơn nửa tháng. Ngay cả Dương gia Lý gia cũng đều kích động không thôi. Dù sao đan dược thánh phẩm cũng là phân phẩm cấp, thánh phẩm linh văn cao nhất chỉ có thể luyện thánh phẩm đan dược bình thường, mà tới được thiên phẩm, lại có thể luyện một ít dược hiệu kinh khủng như thánh đan. Nhưng khi Khương Phàm ở trong sân kiên nhẫn chờ đợi, bên ngoài lại đi tới một thân ảnh cao gầy. Khi gương mặt kia từ trong bóng tối hiển hiện ra, trong lòng Khương Phàm hơi chấn động, khó có thể tin nhìn đối phương. Nam tử nhìn chiếc mặt nạ trên mặt Khương Phàm, cũng chú ý tới độc nhãn lóe lên ánh sáng ở bên trong. Ngươi còn sống. Ngươi là người của Hải Thần Đảo. Khương Phàm nhìn nam tử trước mặt, đương nhiên đó là đối thủ đã từng thi đấu khiêu chiến võ hầu với hắn, Lý Hoàng. Dùng thời gian phía ngoài để tính, lúc trước đánh một trận xong, từ biệt qua đã là 10 năm. Lý Hoàng là ai?
Khương Phàm truyền ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Trực hệ Lý gia, con thứ ba, thức tỉnh Linh Văn Đại Thừa Thánh Phẩm, trước khi ta chết đã là Chí Tôn Thánh Phẩm. Hắn tìm ngươi gây phiền toái. Dương Biện ở bên trong vô cùng sốt ruột. Bên ngoài chính là gia tộc của hắn, bên ngoài lại có kẻ thù của hắn, bên ngoài còn có những thân tộc không biết sống chết của hắn, càng có người mà hắn đã từng yêu, nhưng hắn chỉ có thể trốn ở nơi trống rỗng này, đau khổ dày vò. Khương Phàm chỉ hỏi một câu liền không có âm thanh gì nữa, hắn tức giận đến mức phải gào thét ở bên trong, hận không thể hủy tòa tháp này. Quả nhiên là ngươi. Từ sau khi Lý Hoàng khiêu chiến thất bại liền rời khỏi vương quốc Hắc Ám, tiếp tục xông xáo lịch luyện tại hải vực, cho đến sau khi ổn định linh hồn cảnh mới lại đi vương quốc Hắc Ám. Một là lại muốn đi khiêu chiến, hai là đi trao đổi một kiện bảo bối tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Thứ ba chính là muốn nhìn một chút Khương Phàm có trở về hay không, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ lại sẽ đối đãi Khương Phàm như thế nào. Không nghĩ tới, khi hắn trở lại vương quốc Hắc Ám liền nghe được tin tức Khương Phàm liên chiến với siêu cấp thiên tài của hai đại hoàng tộc, sau đó chết tại luân hồi bí cảnh. Hắn rất tiếc nuối, nhưng tựa hồ đã liệu đến kết quả của Khương Phàm. Dù sao, cũng thật ngông cuồng. Lấy thân phận thánh địa, khiêu chiến hai phe hoàng tộc, cái này không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Bất chi bất giác đã là 7 năm. Hắn đều nhanh quên mất cái tên tiểu tử thánh địa để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng kia, càng không có quay lại vương quốc Hắc Ám. Hứa Đan nhìn đối diện, nhìn lại Khương Phàm. Các ngươi biết nhau. Hắn đã từng xuất hiện ở võ hầu bảng. Khương Phàm nói một câu đơn giản để Lý Dần và Hứa Đan đều hiểu. Hứa Đan một lần nữa dò xét nam tử đối diện. Nếu là người của Hải Thần Đảo, tại sao sau khi phát hiện vương quốc Hắc Ám lại không có phái người đến? Lấy thực lực của Hải Thần Đảo, hoàn toàn có thể trùng kích cách cục nơi đó, hình thành cục diện bốn chân cùng đứng. Ta nghe được tin là ngươi đã chết tại luân hồi bí cảnh. Lý Hoàng vẫn rất khó để có thể tin. Ngay lúc đó, trong vương quốc Hắc Ám, Đại Tự Tại Điện, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, còn có Vô Hồi Thánh Địa, đều bởi vì việc này mà đã huyên náo rất kịch liệt, nói cách khác Khương Phàm khẳng định đã chết rồi, làm sao có thể còn sống, lại còn xuất hiện ở đây. Luân hồi bí cảnh có hoàn cảnh đặc thù, ta bị cuốn vào hư không, lúc tỉnh lại đã là trong hải dương. Khương Phàm lập tức viện cái lý do. Ngươi tại sao tới nơi này? Thụ lệnh của sư phụ, khiêu chiến luyện đan sư ở thần dụ chi hải. Sư phụ ngươi là ai? Tha thứ ta giữ bí mật. Ngươi sẽ còn về Vô Hồi Thánh Địa sao? Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Khương Phàm cảm giác khó giải quyết được. Lý Hoàng này mặc dù trên lôi đài biểu hiện rất đại khí, nhưng nơi này là Hải Thần Đảo, hắn lại là đến, gây nên nội loạn. Nếu quả như thật sự phát sinh một loại xung đột kịch liệt nào đó, Lý Hoàng tuyệt đối sẽ kiên định đứng bên Hải Thần Đảo này. Coi như khiêng hắn đi, Lý Hoàng đều có thể trực tiếp bại lộ vương quốc Hắc Ám, mang theo cường giả Hải Thần Đảo đi đến bắt hắn. Khương Phàm thầm than trong lòng, chết tiệt, đúng là không nên xen vào chuyện bao đồng. Lần này thì tốt rồi, biến cố đã xuất hiện. Ngươi thật sự là đến luận bàn đan thuật với Ngụy gia. Lý Hoàng hồ nghi đánh giá Khương Phàm, mặc dù Khương Phàm nhìn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng tính cách của con người sẽ không thay đổi, nhất là loại người như Khương Phàm đây, từ trong xương đã lộ ra điên cuồng. Bất luận tính cách tương phản hay biểu hiện ra cái gì cũng đều là ngụy trang, thậm chí là còn có mục đích khác. Ta đã không còn là ta trước kia. Tâm tư Khương Phàm bắt đầu sinh động, nhất định phải nghĩ cách, tránh cho sinh ra xung đột trực tiếp cùng Hải Thần Đảo. Nếu không, Lý Hoàng sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn, mặc kệ là bây giờ hay là trong mấy năm tiếp theo. Lý Hoàng ý vị sâu xa nói. Tin tưởng chính ngươi, ngươi vĩnh viễn là ngươi trước kia. Khương Phàm cười khẽ. Xem ra ta đã để lại cho ngươi ấn tượng không tốt lắm. Ấn tượng trước kia coi như có thể. Lý Hoàng đối với Khương Phàm không có thành kiến, nhưng rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của người này. Khương Phàm trực tiếp làm rõ, nói. Thân phận của ta trong Hải Dương không muốn sinh ra xung đột cùng lục địa. Dù sao, tình huống thánh địa rất đặc thù, ta ở trong mắt rất nhiều người đã sớm là người đã chết. Ngươi nói điều kiện, như thế nào mới có thể giữ bí mật thân phận của ta? Ta không cần thiết phải đưa ngươi ra ánh sáng. Nếu như ta khiêu chiến, mạo phạm Ngụy gia thì sao? Chuyện giữa luyện đan sư, không liên quan với ta. Ngươi vẫn nên nói điều kiện đi,
trong lòng ta mới có thể an tâm chút. Ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận, đang trong hải dương. Lý Hoàng lúc trước bị thua tâm phục khẩu phục, nhưng không có nghĩa là hắn tiếp nhận thất bại. Hắn là hải khiếu linh văn, chiến trường là ở hải dương. Khó có được khi Khương Phàm lại tới đây, hắn muốn chân chính cùng Khương Phàm đánh một trận. Ta trong 7 năm qua chỉ chuyên chú vào luyện đan, ăn không ít đan dược, bây giờ đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên. Khương Phàm lắc đầu. Từ khí tức Lý Hoàng đến xem, hẳn là tại linh hồn cảnh lục trọng thiên, còn không có tiến đến cao giai linh hồn cảnh. Ta chỉ cùng ngươi liều 10 hiệp, tin tưởng ta, nơi này là hải dương, là chiến trường của ta. Thực lực của Lý Hoàng trong hải dương so với linh văn cùng cảnh giới khác phải cường đại hơn rất nhiều, mà linh văn khác trong hải dương sẽ suy yếu nhận cực lớn, nhất là linh văn loại hỏa diễm như Khương Phàm thế này. Khương Phàm đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý rất là khéo. Vị này là đồ đệ của ta, chí tôn thánh phẩm, ngươi so cùng hắn, nếu như thắng. Ta tiếp ngươi 10 hiệp, nếu như thua, thay ta giữ bí mật thân phận. Đồ đệ của ngươi. Lý Hoàng lúc này mới đánh giá đến Lý Dần. Chí tôn thánh phẩm. Khương Phàm vậy mà lại có thể hàng phục nhân vật này làm đồ đệ. Xin chỉ giáo. Lý Dần đang muốn tìm người kiểm nghiệm tu hành của mình tại U Minh Địa Ngục. Hòn đảo của Dương Gia, ở đông nam bộ vòng ra 9 đại hải tràng, thiết lập 9 diễn võ trường, bây giờ đang có rất nhiều thế lực ở nơi đó diễn võ trợ hứng, chúng ta đi thôi. Lý Hoàng đưa tay mời. Mời. Khương Phàm đưa tay. Hứa Đan bước nhanh đuổi theo Khương Phàm, thấp giọng nói. Không phải đã nói phải khiêm tốn sao, người đây là muốn làm gì? Khương Phàm thản nhiên nói. Luận bàn đơn giản mà thôi. Lý Dần thấp giọng hỏi. Sư phụ, chỉ là luận bàn sao? Khương Phàm nói. Đánh cho đến chết, tôn trọng người khác, chính là tôn trọng mình. Lý Dần tinh thần đại chấn. Đã hiểu. Nửa giờ sau, Ngụy Vô Cực của Ngụy gia chậm rãi lại tới đây. Hắn cố ý kéo dài thời gian, là muốn giết nhuệ khí của cái tên luyện đan sư phách lối này, ai nghĩ tới đây đã không có ai. Hỏi một chút mới biết được đã bị Lý Hoàng của Lý gia mang đi, muốn khiêu chiến thị vệ bên cạnh Khương Phàm. Khi Ngụy Vô Cực đuổi tới hải tràng đông nam của Dương gia, nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Một người là tam công tử Lý Hoàng của gia chủ Dương gia, siêu cấp thiên tài của thần dụ chi hải. Một người là hộ giả của độc nhãn luyện đan sư, cũng thể hiện ra chí tôn thánh phẩm linh văn. Quá đáng giá để quan sát. Ngay cả rất nhiều người của Dương gia đều gom lại nơi này. Bởi vì thật bất ngờ với tùy tùng của Khương Phàm lại là chí tôn thánh phẩm, lại cũng bởi vì Lý Hoàng quanh năm lịch luyện ở bên ngoài, rất ít hiện ra thực lực ở trong gia tộc. Chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hoàng đứng bên trên hải triều đang cuộn trào mãnh liệt, trong tay cầm chiến kích, ngạo nghễ mà đứng. Cái gọi là diễn võ trường, chính là hải tràng bị quây lại cỡ lớn, sóng cả mãnh liệt, đáy biển rất sâu, càng có những con sóng lớn thỉnh thoảng đánh tới ở ngoài rìa. Trong diễn võ trường phân tán hơn 100 cây cột đá tráng kiện, có thể để người ta đứng thẳng. Ta rất chờ mong. Lý Dần tăng vọt chiến ý, trong ánh mắt toát ra nhiệt huyết. Để cho ta xem sư phụ ngươi đã dạy ngươi thứ gì. Lý Hoàng nhấc chiến kích lên, chỉ về phía Lý Dần. Âm âm, một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động toàn trường. Hải triều mãnh liệt cuồn cuộn sau lưng mãnh liệt Lý Hoàng, nhấc lên sóng lớn cao 100 mét. Ngay cả diễn mặt biển tại võ trường đều bỗng nhiên hạ xuống hơn 10 mét. Sóng lớn theo một tiếng thét lên ra lệnh của Lý Hoàng, hóa thành 9 cơn nộ trào giống như ác long lao ra khỏi biển, lấp lóe ánh sáng màu xanh lam, nóng nảy nhào về phía Lý Dần. Vẫy tay một cái, pháp lệnh hải triều, mà linh văn của Lý Hoàng chỉ là lấp lóe mấy lần mà thôi. Lực khống chế cường hãn, lập tức để các thiên tài các tộc tại diễn võ trường sợ hãi, thán phục lại rung động. Không hổ là hải khiếu linh văn cường đại có thể khống chế đại dương mênh mông. Trong hải dương, bọn hắn hoàn toàn chính là linh hồn của biển cả. Đối mặt với những cơn nộ trào nóng nảy đập vào mặt, Lý Dần phóng lên tận trời, dương cánh gáy to, âm thanh chấn động bầu trời đêm, trực tiếp hóa thân thành bất tử điểu hoa lệ. Thân hình bất tử điểu thon dài, lông đuôi tung bay, hai cánh sắc bén triển khai hơn 30 mét. Toàn thân kim quang sáng chói. Yêu hỏa sôi trào, trải rộng lít nha lít nhít vòng xoáy, trong mỗi cái vòng xoáy đều có một thanh lợi kiếm đang phập phồng. Lệ khí cùng sát huy tràn khiếp người ngập lôi tràng.
Thiên Dương kiếm văn cùng thú linh văn kết hợp hoàn mỹ. Lý Hoàng ngưng ánh mắt lại, chú ý tới con hỏa điểu kia, trên trán lấp lóe ánh sáng cực mạnh, chiến kích được nâng lên, một tiếng quát lớn, chín cơn chiều dâng chân chính hóa thành chín con ác long, dài đến 100 mét, tráng kiện cuồng dã, kéo lấy cuồng chiều, bổ nhào vào bất tử điểu ở không trung, tốc độ tấn mãnh, cuồng dã xen lẫn, hình thành phương trận tiếu sát toàn phương. Lý Dần vỗ cánh bay lên, nghênh đón chiều dâng đụng tới. Thô bạo, dã man, cuồng ngạo, không khác gì là muốn chết. Diễn võ trường lập tức nhấc lên âm thanh thổn thức, chỉ là bọn hắn không đợi chế giễu, chín con ác long bao vây đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, tốc độ Lý Dần bỗng nhiên tăng vọt, vạch ra tàn ảnh giống như ba đường cong, xuyên thủng vòng vây nghiêm mật. Trong chớp mắt, tốc độ của Lý Dần lại tăng thêm, lướt qua trời cao, xé tan bóng đêm, sau lưng lại còn nhấc lên âm bạo. Một tiếng gào rít, sau mấy hơi ngắn ngủi, Lý Dần đã bay vụt 8.000 mét lôi tràng. Chín con ác long va chạm vào nhau, nhấc lên oanh minh điếc tai, một khắc này, Lý Dần đã giết tới trước mặt Lý Hoàng. Toàn trường thổn thức chợt biến thành kinh hô, Lý Hoàng càng là có phản ứng, đây là tốc độ gì? Lý Dần đối diện lao tới, cường quang sôi trào, móng vuốt bạo kích. Lý Hoàng kinh mà không loạn, bả vai lắc một cái, mai rùa phía sau bay thẳng lên trời, cùng với tiếng vang ù ù và tiếng gào thét trầm muộn, hóa thành một con cự quy nặng nề, đen nhánh khổng lồ. Phát ra uy áp kinh người, giống như là huyền quy hải vực chân chính, cuồng dã đánh tới Lý Dần. Nhưng, trong chớp mắt, toàn thân Lý Dần đã cuồn cuộn liệt diễm, kiếm khí, phân chia thành ba người. Đây là thánh pháp chấn tộc của Hoàng Phủ Gia, vạn hoa đoạt mệnh. Có thể lợi dụng ưu thế nhiều linh nguyên trong thân thể, trong thời gian cực ngắn lay động ra linh lực hoàn toàn giống với phân thân, khó phân biệt thật giả. Ánh mắt Lý Hoàng ngưng tụ, trong lúc nhất thời. Lại hiểu được đó không phải tàn ảnh, cũng không phải phân thân. Trong chớp mắt, thạch quy cuồng bạo đánh vỡ nát một bất tử điểu, liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn, nổ tung trên lôi tràng. Nhưng, hai bất tử điểu khác không có biến mất, ngược lại là lấy tốc độ kinh người vây quanh sau lưng Lý Hoàng, hung hăng vồ giết tới. Tốt! Lý Hoàng sợ hãi thán phục, nhưng không chần chờ chút nào, toàn thân lấp lóe cường quang, dưới chân trải rộng ra pháp trận. Một cái pháp trận lại cuồn cuộn ra thuế lực đại dương mênh mông. Phảng phất giữa một cái nháy mắt này, lực lượng hải dương trong phạm vi mấy ngàn mét đều bị hắn cưỡng ép cướp đoạt, dâng lên ở xung quanh mà oanh sát. Phản kích tại giờ khắc này, vừa mạo hiểm lại càng tinh diệu hơn. Nếu như Lý Dần tiếp tục đánh giết, mặc dù có thể trọng thương Lý Hoàng, nhưng sau một khắc tuyệt đối không chỗ có thể trốn, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của Lý Hoàng, Lý Dần chắc chắn sẽ lui lại. Nhưng, tốc độ của Lý Dần lại không hề giảm, móng vuốt hung hăng xé về phía sau lưng Lý Hoàng. Âm vang tranh minh, móng vuốt bị cưỡng ép đón đỡ, nhưng lực lượng cuồng bạo đã xuyên thấu qua áo giáp, đâm thẳng đến nội tạng. Qua! Lý Hoàng run rẩy, há miệng phun máu, thân thể tung bay ra ngoài. Sau một khắc, Lý Dần bị sóng lớn bao phủ, năng lượng nặng nề cực kỳ hung hãn, hắn đã trực tiếp bay ra vài trăm mét. Chật vật bay ra ngoài. Hoa! Các tân khách xem náo nhiệt toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Vốn cho rằng chỉ là luận bàn đọ sức, không nghĩ tới lại hung mãnh như vậy. Nam tử tên Lý Dần kia đã suýt chút nữa xé Lý Hoàng. Tân khách oanh động, bầu không khí tăng vọt. Tất cả mọi người trừng to mắt, hưng phấn lại kích động. Các tộc nhân Lý gia lại khẽ nhíu mày. Tên thị vệ này có chút không hiểu chuyện. Oanh! Lý Dần bay lên không, vỗ cánh gáy to, hoa lệ, hung ác, càng cường thế hơn, yêu hỏa nồng đậm không chết hóa thành biển lửa mãnh liệt, tràn ngập đất trời bao phủ xuống phía dưới. Yêu hỏa nóng bỏng, cường quang sáng chói. Bên trong biển lửa đang lao xuống, yêu thú uy mãnh liên tiếp ngưng tụ lại, từ mãnh hổ đến hùng sư, từ mãnh cầm đến yêu trùng, số lượng khổng lồ, uy thế ù ù, tiến lên oanh kích. Nội tạng Lý Hoàng bị hao tổn, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng bị kích thích lên chiến ý cường đại. Hắn nâng chiến kích, gào thét với trời cao, từng luồng năng lượng kịch liệt vừa kinh khủng chấn động từ trên người hắn bộc phát ra, khuấy động hải tràng, nhấc lên sóng cả. Nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên giáng lâm. Ngân quang vờn quanh toàn thân Lý Hoàng, như ánh trăng trong mây, đột nhiên giáng lâm. Hải triều cuồn cuộn, trăng bay lên không, Lý Hoàng mang theo cực khí lạnh tức, hải dương uy lực, phóng lên tận trời. Ngạnh kháng liệt diễm đầy trời mãnh thú. Ầm ầm,
liệt diễm đối kháng cùng luồng không khí lạnh, Lý Hoàng giết tới điên cuồng, một người độc chiến với thú triều, dũng mãnh vô địch. Tuy nhiên đám yêu thú là do bất diệt yêu hỏa ngưng tụ, trừ phi trực tiếp băng diệt, nếu không khi bị xé mở nó vẫn sẽ tiếp tục đoàn tụ, cực kỳ khó chơi. A! Lý Hoàng gầm thét, ánh sáng màu bạc toàn diện nổ tung, quét sạch 3.000 mét trên trời cao, khí tức cực hàn mang theo uy lực hải triều, cuồng dã bao phủ tất cả thú triều, khiến cho toàn trường phấn chấn hô to. Tốt! Đám người Lý gia ngẩng đầu hô to, kích động chú ý đến chiến trường trên không. Nhưng, sau khi Lý Dần phóng thích ra vạn thú thiên hoàng quyền, 800 thanh kiếm ý lơ lửng trong ý thức đã bừng tỉnh toàn bộ. Kim quang tỏa sáng hình thành 800 thanh kim kiếm sắc bén tráng kiện, không chỉ có khuấy động khí tức kiếm văn lạnh thấu xương, càng là bao quanh uy lực yêu hỏa bất tử. 800 bất diệt yêu kiếm hình thành ở trên không, cứ như là một phần thân thể của Lý Dần, hoàn toàn tương thông cùng ý thức. Khi Lý Hoàng càn quét tất cả ác thú, cường thế giết ra, 800 yêu kiếm trải rộng trên bầu trời hung hăng nện vào ánh mắt, để hắn bỗng nhiên biến sắc. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía khắp diễn võ trường. Mặc dù là chí tôn thánh văn, nhưng cưỡng ép ngưng tụ ra thú triều khổng lồ đã rất tiêu hao linh lực, càng khảo nghiệm lực ngưng tụ, vậy mà hắn lại còn hình thành mấy trăm thanh lợi kiếm. Đây là cái lực khống chế biến thái gì? Nếu như ở chiến trường, há không tuyệt sát toàn trường? Giết! Hai mắt Lý Dần đỏ sáng, khống chế bất diệt yêu kiếm bạo kích toàn diện, bao phủ Lý Hoàng. Lý Hoàng kinh mà chưa loạn, lập tức nhấc lên chiến kích, quét ngang trời cao, kịch liệt băng diệt kiếm chiều. Nhưng, Lý Dần khống chế 800 thanh lợi kiếm này tựa như là điều khiển cánh tay của mình mà không phải trùng kích theo quán tính hay là tiểu sát một cách hỗn loạn. Đây chính là chỗ phi phàm của Thiên Dương kiếm văn. Mà, được ý thức Lý Dần kích thích xuống, có một số lợi kiếm còn bị giao phó quang mang thánh thuật, tốc độ tăng vọt gấp đôi, thậm chí gấp ba. Lợi kiếm hình thành phong bạo, vây bắt Lý Hoàng. Tốt! Hứa Đan kích động hô to, nhìn đi, tất cả xem một chút, cái gì gọi là khống tràng. Lý Hoàng bị kích thích chiến ý, cuồng dã nghênh kích, cương khí cuồn cuộn, hải triều lao nhanh, liên miên vỡ nát kiếm triều. Nhưng, số lượng lớn yêu kiếm với tốc độ kinh người lại luôn luôn đột nhiên tăng vào tốc độ, giống như thiểm điện trùng kích, mang đến cho hắn vô số phiền phức. Cuối cùng, Lý Hoàng hơi loạn trận cước. Lý Dần nắm lấy thời cơ, ánh mắt sắc bén, ý thức tỉnh táo, khống chế 87 chuôi lợi kiếm còn thừa toàn bộ bạo kích. Lý Hoàng chật vật vọt tới mặt biển. A! À, Lý Hoàng kịp thời ổn định, chân đạp hải triều, chiến kích bay lên. Khí tức sát phạt thảm liệt quét sạch lôi tràng, thậm chí đều phảng phất xuất hiện dị tượng thảm liệt, núi thây biển máu, rung động, kinh dị. Trong thời gian ngắn Lý Dần lần nữa ngưng tụ ra 800 thanh bất diệt yêu kiếm. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Linh Văn, bọn chúng nhanh chóng va chạm, uy thế tiếp tục tăng mạnh, cho đến điệp ra 800 lần. Keng! 800 thanh bất diệt yêu kiếm toàn diện ngưng tụ, hóa thành một thể, dài đến 30 mét. Kiếm khí lạnh thấu xương, giống như gió lốc vần quanh. Liệt diễm bạo động, tương tự bất diệt liệt điểu. Hoa lệ cực hạn, cường thế cực hạn. Ánh sáng vô tận, chiếu sáng trời cao. Rất nhiều thiên tài chau mày, đây là kiếm thuật gì? Tại sao có thể phóng thích tốc độ kinh người và có phương thức diễn biến như thế? A! À, Lý Dần gáy to giữa trời cao, khống chế yêu kiếm trùng kích Lý Hoàng. Lý Hoàng dữ tợn, chiến ý như lửa, hải triều xung quanh mãnh liệt nhấc lên uy lực đại dương mênh mông, trùng kích chiến kích, kích ra lực lượng yên lặng bên trong. Trong chớp mắt, chiến kích như tuyệt thế hung binh được thức tỉnh, vần quanh khí tức sát phạt thảm liệt, ngang nhiên bạo kích. Cảnh tượng núi thây biển máu cũng tại thời khắc này đã trở nên chân thực không gì sánh được. Ầm ầm, chiến kích nghênh đón yêu kiếm, bạo tạc chấn động trời cao. Sóng âm nương theo cường quang cùng năng lượng, tại thời khắc này nổ tung giống như trùng kích đến tám phương, khuấy động hơn 3.000 mét. Lý Dần cùng Lý Hoàng đều bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường oanh động, hưng phấn trên mặt nét mặt đều biến thành chấn kinh. Bọn hắn biết rõ Lý Hoàng cường đại, lưng tựa thanh danh hải thần đảo, thức tỉnh đại thừa thánh văn, quanh năm huyết luyện hải dương, trước 20 tuổi đã thành công thăng hoa đến chí tôn thánh phẩm. Bên trong đại tân sinh tại hải thần đảo, ngoại trừ mấy thiên phẩm, hắn không thể nghi ngờ chính là người đứng đầu. Hôm nay lại bị một kẻ không có tiếng tăm gì đè ép. Mà, tên thị vệ không có tiếng tăm này lại quá mạnh. Song Linh Văn, chí tôn thánh phẩm Song Linh Văn.
có một số cường giả rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Có thể hóa thân yêu thú, hiển nhiên chính là linh văn yêu thú, nhưng hắn thi triển kiếm thuật, hiển nhiên không phải là thứ linh văn yêu thú có thể kích phát, mà là kiếm linh văn chân chính. Song linh văn, thú linh văn còn có thể cùng binh linh văn xuất hiện đồng thời. Tân khách các phương cùng các thiên tài các tộc toàn bộ đều kinh hô. Thức tỉnh linh văn như thế này cực kỳ hiếm thấy, không thể nghi ngờ chính là vì chiến đấu mà sinh ra. Lục phẩm đều có thể khiêu chiến thánh phẩm. Huống chi, thị vệ này lại còn là chí tôn thánh phẩm. Sắc mặt các đệ tử Lý gia lại lần nữa trở nên nghiêm trọng, hôm nay Lý Hoàng đã gặp được đối thủ. Song linh văn, chí tôn song linh văn, ngươi quá làm cho ta vui mừng. Không hổ là đệ tử Khương Phàm dạy dỗ. Lý Hoàng bay ra ngoài mấy trăm mét, lại không thể giữ vững thân thể, mờ u bàn chân đạp sát hải triều, lần nữa lui lại hơn 30 mét. Hắn cố gắng phanh lại, ánh mắt hừng hực, linh văn trên trán nở rộ cường quang, trong chớp mắt, chiến ý kinh khủng bộc phát, nương theo ánh sáng hừng hực quét sạch hải triều. A! Lý Hoàng gầm thét, thanh thế to lớn không gì sánh được. Như là cự thú hải dương từ vô tận thâm uyên đang gầm thét để vô số người đều dựng đứng cả lông tóc. Toàn thân hắn sôi trào ánh sáng màu xanh lam, hóa thành 9 vòng xoáy, vắt ngang ở giữa thiên hải, vòng xoáy bạo động kịch liệt, điên cuồng cướp đoạt lấy khí tức hải dương ở đại dương mênh mông sau lưng hắn. Hải dương nhấc lên sóng cả to lớn, khí thế hùng hậu kia, năng lượng táo bạo kia, nương theo lấy khí tức hải dương tràn vào vòng xoáy. Gân xanh nổi cao đầy mặt mũi Lý Hoàng. Mạch máu phồng lên, hai mắt đều chảy ra cả máu. 9 vòng xoáy lắc lư mãnh liệt, cơ hồ muốn sụp ra. Bình thường hắn đều chỉ ngưng tụ 3 vòng xoáy, mượn chút lực hút hạo hãn huông dương, thời điểm nhiều có thể đạt tới 7 vòng. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn ở Hải Thần Đảo, hắn đại biểu cho Lý gia, tuyệt đối không thể thua, thậm chí không thể toát ra tư thái thất bại. Mà, đối thủ như vậy, quá đáng để hắn buông tay đánh cược một lần. Càng xứng với chiến kỹ mạnh nhất của hắn. Lý Dần ở phía xa dừng lại, cũng không có bất cứ chần chờ gì, hắn vỗ cánh gáy to, cường quang tăng vọt, giống như mặt trời vắt ngang trời cao. Kiếm thuật, sát na phồn hoa. Một cơn dao động mãnh liệt nở rộ trong khí hải của hắn, lại quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ Linh Nguyên, đánh thẳng vào Linh Văn. Đây cũng là một trong những thánh pháp chấn tộc của Hoàng Phủ gia, có thể điều động tiềm lực toàn thân trong chớp mắt. Kích phát ra kiếm ý thiên dương kiếm cường đại, còn có thể cộng minh cùng vật thể xung quanh. Nếu như thân ở rừng rậm, có thể khiến khí tức rừng rậm hội tụ. Nếu như thân ở sông núi, có thể khiến khí tức sơn hà hội tụ. Nếu như thân ở cửu thiên, có thể khiến khí tức thiên lôi hội tụ. Điên cuồng phóng thích trong nháy mắt, đổi lấy huy hoàng cực hạn trong nháy mắt. Nếu như hoàn cảnh đầy đủ đặc thù, một kiếm này, còn có thể giết ra uy lực siêu việt cảnh giới cường đại. Lý Dần dung hợp với Lý Tịch, sau khi triệt để khống chế thánh pháp này, cũng đã dung nhập năng lượng bất tử điều. Toàn thân hắn bị thiêu đốt, sát na phồn hoa, dung hợp, cửu dương thoát sinh thuật, lấy cái giá bỏ qua huyết nhục, cướp đoạt khí tức hải dương cực hạn từ hạo hãn huông dương. Uy lực cướp đoạt càng mạnh, thực lực hiện ra, càng kinh khủng. Ầm ầm, một thanh cự kiếm màu vàng xoay tròn bay lên trời, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Khí tức đại dương mênh mông phạm vi mấy ngàn mét xung quanh bắt đầu không ngừng liên tục hội tụ. Liệt diễm cùng hải triều thuộc về năng lượng hoàn toàn khác biệt, rất nhanh đã hình thành đối kháng kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Nếu như là người của Hoàng Phủ gia, chỉ sợ không chống đỡ được. Nhưng, khi Lý Dần liều mạng khống chế, lại dưới sự kích thích của song linh văn cùng cửu dương thoát sinh thuật đã điên cuồng ngăn chặn được. Vô số người lại lần nữa có phản ứng. Cái tên Lý Dần này vậy mà có thể lấy liệt diễm linh văn, quét sạch khí tức đại dương mênh mông. Đây là võ pháp đặc biệt, hay là do linh văn đặc biệt? A, Lý Hoàng gào thét, hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, toàn thân đều đang căng cứng. 9 vòng xoáy kịch liệt nổ vang, rung động thiên hải, trong chớp mắt đã phun ra uy lực hải dương cường đại. 9 năng lượng, 9 cơn chiều dâng, va chạm kịch liệt, đinh tai nhức óc. Một cự linh hải dương ầm vang thành hình, nóng nảy, uy mãnh, người nó khoác chiến giáp, to như cự nhạc, bắp thịt toàn thân giống như là thủy triều lao nhanh. Nó chân thực không gì sánh được, phảng phất con trai của hải dương, lại như biển linh trên trời rơi xuống. Nó cuồng dã gào thét, âm thanh khắp nơi, nhấc lên trọng quyền to lớn,
ầm vang bạo kích về phía trước. Diễn võ trường nhanh chóng an tĩnh, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Xung động, chờ mong. Hải khiếu sát quyền. Lý Hoàng khàn giọng gầm thét, chín vòng xoáy ở giữa thiên hải lao đi, dưới sự khống chế của Linh Văn Cường Đại, lần lượt vần quanh quét ngang ra khỏi cánh tay thô to. Sau đó, vòng xoáy lần nữa hình thành thuế lực cướp đoạt, cự linh cuồng bạo áp xúc tầng năng lượng, hội tụ về nắm đấm. Ầm ầm. Cự linh chôn vùi, hoàn toàn hội tụ đến trên nắm tay kia. Nắm đấm tăng vọt uy thế mấy lần. Giờ khắc này thế công mãnh liệt, hoàn toàn siêu việt hàng rào cảnh giới, chân chính chạm tới linh hồn cảnh thất trọng thiên. Tất cả tân khách đều cảm nhận được uy lực cường đại của một quyền này. Loại lực khống chế này, cũng chỉ có chí tôn thánh phẩm mới có thể làm được, võ pháp như thế này, cũng chỉ có hải khiếu linh văn mới có thể khống chế. Tộc nhân Lý gia đều có chút ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào. Ầm ầm. Lý Dần bên kia đột nhiên bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, năng lượng bạo động. No bạo rồi. Bầu không khí trầm tĩnh lập tức bạo động, vô số người la thất thanh, nghĩ là Lý Dần quá cậy mạnh nên đã khiến cho mình no bạo. Nhưng, ở giữa máu tươi thịt nát, sâu trong năng lượng táo bạo, một con bất tử điểu hoàn chỉnh dương cánh xuất hiện, tiếng gáy to vang khắp trời cao, hoa lệ uy nghiêm mà càng hung hãn. Huyết nhục vỡ nát toàn diện rót vào cự kiếm đang gào thét xoay tròn. Trong chớp mắt, uy lực hải dương bạo động xung quanh cự kiếm cùng bất diệt yêu hỏa hình thành giao hòa ngắn ngủi. Giết! Lý Dần vỗ cánh thét dài, linh văn khống chế lợi kiếm, quét ngang trời cao, lao về đòn hải khiếu sát quyền kia. Lợi kiếm tăng vọt đến 100 mét. Càng sáng chói, càng sắc bén hơn. Bất diệt yêu hỏa như gió lốc vần quanh, uy lực hải dương ở bên trong va chạm kịch liệt. Thủy hỏa giao hòa, dựng dục ra uy lực tai nạn. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn ra xa. Lợi kiếm ngang nhiên phách chạm. Trọng quyền mãnh liệt tấn công. Ầm ầm. Hai nguồn năng lượng cực hạn trong nháy mắt đã hình thành va chạm rung động. Thế công mãnh liệt thẳng tới thất trọng thiên, diễn dịch ra trùng kích thất trọng thiên bình thường đều khó mà hình thành được. Lợi kiếm, yêu hỏa, uy lực hải dương, toàn diện sụp đổ, hình thành vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, toàn diện bạo động, quét sạch bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, nơi này chung quy vẫn hải dương, Lý Hoàng vẫn có lợi thế hơn một chút, năng lượng thủy triều to lớn cuốn lên sóng cả, trùng kích đi qua Lý Dần. Giết! Lý Dần không sợ hãi, hắn lướt qua mặt biển, đón lấy thủy triều lao nhanh giết tới. Hắn vừa mới sử dụng thoát sinh thuật, đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, cho nên vẫn quả quyết ngưng tụ ra 800 thanh yêu kiếm, bay về phía trước bắn, kịch liệt xen lẫn, hình thành trường kiếm hơn 50 mét, ngang nhiên xé mở thủy triều cường đại. Hắn chống đỡ được hải khiếu sát quyền của Lý Hoàng. Sự kiêu ngạo trên mặt mọi người Lý gia đều bị đọng lại, khó có thể tin, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Lý Dần thiêu đốt liệt diễm, xé mở hải triều, khóa chặt Lý Hoàng xa xa, sau đó nhanh chóng trùng kích. Trong thời gian ngắn, hắn ba lần tăng tốc, ở sau lưng đã hình thành âm bạo. Chiến! Gương mặt Lý Hoàng dữ tợn, chiến ý tăng vọt, hắn hét lớn một tiếng, mang theo chiến kích ngang nhiên lao đến Lý Dần. Cùng với trận va chạm mãnh liệt, Lý Dần mạnh mẽ khống chế lợi kiếm, toàn lực chém giết, Lý Hoàng cầm chiến kích trong tay, quét ngang thiên hải. Bất diệt yêu hỏa càng là hình thành va chạm cuồng dã cùng thủy triều, năng lượng thủy hỏa nhấc lên xương trắng, bao phủ thiên hải. Diễn võ trường lâm vào oanh động. Lý Dần có thể cùng Lý Hoàng giết tới trình độ này. Mặc dù hai người đều là chí tôn thánh phẩm cao quý, nhưng phẩm cấp chắc chắn sẽ có chênh lệch, không thể nào hoàn toàn giống nhau. Loại chênh lệch này ở chỗ đặc tính linh văn, võ pháp tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu, thể chất mạnh yếu, càng ở chỗ hoàn cảnh chiến trường. Lý Hoàng là thống lĩnh tương lai do Hải Thần Đảo bồi dưỡng, làm sao có thể thua bởi một tên tán tu không tên không họ này được. Rất nhiều người đều nhìn về Khương Phàm, nhao nhao suy đoán rốt cuộc sư phụ của hắn là ai. Không chỉ có thể tìm tới cho hắn hộ giả không gian linh văn, còn có thể bồi dưỡng được cuồng nhân chiến đấu như vậy. Thật chẳng lẽ là lão quái vật cấp bậc đan thánh sao? Cũng chỉ có đan thánh, mới có thể để thần phục cường giả như vậy. Cũng chỉ có đan thánh, mới có thể cho bọn hắn võ pháp cường đại như vậy. Cũng chỉ có đan thánh, mới có thể luyện chế dược liệu đặc thù, tôi thể luyện thân cho bọn họ. Khương Phàm không để ý đến ánh mắt đang quăng tới xung quanh, hắn vẫn chăm chú quan sát đến chiến đấu của Lý Dần.
Hứa Đan thì kiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào lại hưng phấn. Đối với thực lực của Lý Dần, nàng đều rõ ràng hơn so với ai khác. Hơn mấy ngàn vạn lần chiến đấu tại U Minh Địa Ngục, cùng vô số bảo dược kích phát tiềm lực đã tạo nên sức chiến đấu siêu cường cho Lý Dần. Tiểu thư, ngài gặp qua bọn hắn chưa? Hai vị nam nữ trung niên của Thiên Mộng Đảo nhẹ giọng hỏi Lăng Vi. Thiên Mộng Đảo bọn hắn mặc dù ẩn thế, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không hỏi thế sự, ngược lại vẫn đang bí mật nhìn trộm thần dụ chi hải. Tình báo trong tay bọn họ so với một số hoàng tộc đều nhiều hơn. Thiên tài như vậy, không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Nhất là chiến đấu, càng là cần vô số lần lịch luyện, mới có thể ma luyện kinh nghiệm. Lăng Vi lắc đầu, đôi mắt giống như tinh thần nổi lên gợn sóng rất nhỏ, tập trung vào Khương Phàm cách đó không xa. Khương Phàm lập tức cảnh giác, mắt phải bị che giấu có chút ngưng tụ. Có người đang nhìn trộm hắn. Khương Phàm đột nhiên quay đầu, đón nhận đôi mắt sáng ngời trong đám người kia. Lăng Vi hơi kinh ngạc, lập tức tản ra tinh quang. Khương Phàm nhìn chằm chằm Lăng Vi một lát, mới khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi, cũng là cảnh cáo. Hắn phát hiện ta rồi. Lăng Vi khó có thể tin, cách mấy trăm mét dò xét. Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, vậy mà lại có thể gây nên cảnh giác. Đây là tính cảnh giác gì? Hay là nói, trong linh hồn hắn có vũ khí phòng ngự đặc thù gì? Một nữ tử mang theo mạng che mặt, ta nhớ được là từ trên thuyền Thiên Mộng Đảo xuống. Váy trắng, tóc dài, vóc dáng rất khá, làn da rất trắng, đôi mắt kia rất đặc biệt. Bên cạnh còn có hai thị vệ trung niên một nam một nữ đi theo. Khương Phàm hỏi thăm Dương Biện. Lăng Vi, nữ nhi đảo chủ Thiên Mộng Đảo. Xác định. Ta rất xác định. Thiên Mộng Đảo cùng Hải Thần Đảo là liên quan như thế nào? Thiên Mộng Đảo thuộc về thế lực trung lập, ẩn thế, không liên quan tới các phương đều. Bọn hắn còn khống chế lấy ba tòa Không Mộng Đảo, bảo hộ kẻ chạy nạn tại hải vực. Lúc Dương Biện nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Linh văn của bọn hắn là gì? Bọn hắn là mộng hồn sư. Mộng hồn sư. Khương Phàm cảm thấy rất lạ lẫm. Bọn hắn có thể biên chế mộng cảnh, để cho người ta hãm sâu ở trong đó, mặc kệ bài bố. Bọn hắn còn có thể nhìn trộm giấc mơ của ngươi sau khi ngươi ngủ say, từ mộng cảnh thăm dò bí mật của ngươi. Mộng hồn sư mạnh nhất còn có thể ngưng tụ ra phó hồn, tương đương với linh hồn thứ hai, thứ ba của mình, bám vào trên linh hồn mục tiêu, tạm thời khống chế thân thể kia. Khương Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Vi. Lại còn có linh văn quỷ dị như vậy, có chút tương tự cùng mấy ác mộng linh văn kia của Chí Tôn Kim Thành, nhưng rõ ràng là mạnh hơn. Lăng Vi chú ý tới ánh mắt Khương Phàm, cũng quay đầu nhìn sang. Người đang nhìn nàng, không được đụng ánh mắt của nàng. Dương Biện nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm lập tức nghiêng ánh mắt đi. Người từng tiếp xúc cùng Lăng Vi này sao? Tiếp xúc qua. Tiếp xúc rất sâu sao? Khương Phàm cảm giác ngữ khí Dương Biện có chút vấn đề. Ta cùng với nàng từng có kết giao. Kết giao gì? Ta đã cứu nàng, ta đánh qua nàng. Nói rõ chi tiết. Có cần phải thế không? Ngươi là tới bái phỏng Hải Thần Đảo, không có liên quan gì với Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, tại sao lại muốn tới tham gia loại thông gia lợi ích này? Nếu muốn tới, vì sao lại phái một vãn bối tới, ngươi không cảm giác kỳ lạ sao? Ngươi quá nhạy cảm rồi. Nói cho ta nghe một chút đi. Dương Biện suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Trước khi ta thức tỉnh kinh hồn đã xông sáo hải vực, theo đuổi khiêu chiến cực hạn, thời điểm thám hiểm tại một bí cảnh, đã cứu mệnh của nàng, còn bị vây ở đó mấy ngày. Kết quả nàng không hiểu đội ơn, vậy mà muốn nhìn trộm bí mật của ta, ta thu thập nàng. Sau đó thì sao? Không có khống chế lại. Có ý gì, nha? Khương Phàm giật mình. Thì ra có một mối liên hệ như thế. Đừng nghĩ lung tung, thời khắc sống còn vẫn khống chế được. Là trước đó khống chế được, hay là trước khi đi ra khống chế được? Ngươi câm miệng cho ta. Dương Biện gầm thét. Đừng hiểu lầm, ta muốn hiểu rõ quan hệ của các ngươi phát triển đến trình độ nào. Khương Phàm lại nhìn mắt Lăng Vi, trong lòng có vẻ hoài nghi. Chúng ta không liên quan. Sau đó không muốn phụ trách, ngươi rất cặn bã nha. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm, ta đều đã chạy đến Thiên Mộng Đảo đi cầu kiến. Nhưng Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, ta là truyền nhân Hải Thần Đảo, bọn hắn cự tuyệt tiếp kiến ta. Sau đó liền từ bỏ rồi.
Khương Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Vi. Hắn làm gì mà cứ nhìn tới nơi này thế? Chưa từng thấy nữ tử sao? Phụ nhân bên cạnh Lăng Vi tức giận nói, mặc dù Khương Phàm là luyện đan sư tôn quý, nhưng nhìn cô nương nhà bọn hắn như vậy, vẫn rất quá phận. Vào lúc này, nơi xa truyền đến lay động kịch liệt, Lý Dần và Lý Hoàng giết tới điên cuồng, tại trong đụng chạm mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Lý Dần máu thịt be bét, thương thế nghiêm trọng. Lý Hoàng khí tức lộn xộn, cũng khống chế không nổi thủy triều xung quanh. Hai người sau khi im ắng rằng co một hồi, ăn ý lựa chọn kết thúc. Đánh ngang sao? Chiến trường trong hải dương, vậy mà hỏa hệ linh văn có thể đánh ngang cùng hải khiếu linh văn. Thú linh văn cùng kiếm linh văn kết hợp rất hoàn mỹ, chí tôn song thánh văn, quả nhiên cường đại. Khương Phàm có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, Lý Dần có thể khiêu chiến Lý Hoàng, bọn hắn lại còn có ái thánh văn loại không gian. Tổ hợp này, có chút mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính sợ. Sắc mặt các tộc nhân Lý gia lại âm trầm. Theo bọn hắn nghĩ, thế hòa không phân thắng bại chính là thua. Lý Hoàng cao ngạo cường đại của bọn hắn, sao có thể bại bởi hạng người vô danh, đây quả thực là sỉ nhục. Nếu như không phải nhìn cái tên Lý Dần kia toàn thân rách dưới, thương thế nghiêm trọng, không thích hợp tái chiến, rất nhiều người trong bọn họ đã nhịn không được đều muốn khởi xướng khiêu chiến. Lý Hoàng từ mặt biển đi về tới, xa xa nhìn Khương Phàm. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, có chơi có chịu, hắn sẽ giữ bí mật. Ngươi làm sao làm, vì sao không có thể thắng hắn? Có mấy vị nam tử Lý gia trầm giọng chất vấn. Ta nỗ lực hết sức, không quan tâm thắng thua. Ngươi không quan tâm, gia tộc quan tâm. Ta nói, ta nỗ lực hết sức, ngươi nghe không hiểu. Ngươi, các ngươi còn chưa có tư cách chất vấn ta. Ta bây giờ coi như vết thương chẳng chịt, cũng có thể phế bỏ mấy kẻ các ngươi. Lý Hoàng ánh mắt lăng lệ, phát ra khí thế cường đại. Mấy vị nam tử thể hiện dãy giụa, từ từ cúi đầu. Lý Hoàng đe dọa nhìn bọn hắn. Ta rất ít khi về gia tộc, không có nghĩa là ta ở trong gia tộc này không có địa vị. Thời điểm nên trở về, ta tự sẽ trở về, địa vị là của ta, ai cũng không đoạt được. Nên có tôn trọng, các ngươi cũng phải hiểu được vị trí của bản thân mình. Hiểu chưa? Các tộc nhân Lý ra nhau nhau cúi đầu. Không còn dám mạo phạm. Lý Hoàng không chỉ có thiên phú cường đại, còn quanh năm lịch luyện tại hải vực, liều mạng sinh tử, được rất nhiều trưởng bối thưởng thức, bây giờ đã được đặt trước là phó thống lĩnh, tương lai muốn theo lao thẳng đến bách tộc chiến trường. Hứa Đan xô đẩy Khương Phàm. Trong mắt ngươi chỉ có nữ tử, không có đồ đệ của ngươi sao? Nhanh, lấy đan dược ra, ngươi không đau lòng đồ đệ của ngươi, nhưng ta thì đau lòng cho nam tử của ta đây. Khương Phàm triệu ra viên thuốc, Hứa Đan bắt lấy liền phóng tới nơi xa. Khương Phàm. Một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng Khương Phàm. Ngụy Vô Cực. Khương Phàm không có quay đầu liền biết là ai đã tới. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tới đúng lúc. Ngươi đã gặp qua ta. Một nam tử sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng, đi tới phía trước Khương Phàm, dò xét Khương Phàm. Ta cảm giác hẳn là ngươi tới. Khương Phàm có chút ngẩng đầu. Cố ý toát ra một tư thái ngạo mạn. Ngụy Vô Cực khẽ chau mày. Tính cách người cao ngạo, không ưa nhất chính là người khác ở trước mặt mình cao ngạo. Phụ thân ta đánh giá ngươi rất cao, nói đại la xích dương đan ngươi luyện có độ tinh khiết và dược hiệu đều thuộc thượng giai. Cho ta quan sát một phen. Khương Phàm thái độ cao ngạo, ngữ khí cứng nhắc. Phụ thân ngươi nơi đó có một viên, ngươi có thể trở về từ từ quan sát. Chết tiệt, đây là thái độ gì? Ngụy Vô Cực có chút tức giận. Ta muốn thấy viên trong tay ngươi kia. Đan dược đã thu lại. Thu lại liền không thể lấy ra thêm lần nữa. Thu lại, chính là không muốn lấy thêm tới. Ngụy Vô Cực công tử, nghe không hiểu. Ha ha, ta không xứng đụng đan dược của ngươi. Nhất định phải chọn ngay thẳng như vậy. Có phải ngươi cảm thấy Ngụy Vô Cực ta dễ ức hiếp hay không? Ngụy Vô Cực trầm mặt xuống. Một người ngoài cũng dám phách lối tại hải thần đảo, đúng là không biết sống chết. Khương Phàm chỉ cười khẽ hai tiếng, đưa tay mời. Phụ thân ngươi an bài ngươi qua đây là mang ta đi tham quan, chúng ta bắt đầu. Không phải nói ta không xứng sao, chính ngươi đi đi, tiểu gia ta không hầu hạ. Ngụy Vô Cực hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi.
nếu như không phải hôm nay là tình huống đặc biệt thì hắn thu thập cái tên hỗn đản ngạo mạn này. Ngụy công tử, phụ thân ngươi bảo ngươi mang ta đi xung quanh một chút. Khương Phàm hô to. Hừ. Ngụy Vô Cực cũng không quay đầu lại. Ngụy công tử, cấp bậc lễ nghĩa Ngụy gia đâu? Phụ thân ngươi an bài ngươi mang ta đi tham quan. Khương Phàm cố ý cất cao giọng, hấp dẫn tân khách các nơi chú ý, cũng hấp dẫn những thị vệ kia chú ý. Mà Ngụy Vô Cực lại không nhìn đến, cứ thế biến mất trong bóng đêm. Khương Phàm cười nhạt một tiếng, quay người đi tới chỗ Lý Hoàng đang muốn rời khỏi, đứng ở trước mặt mọi người nói. Mới tới quý địa, có nhiều mạo phạm, còn xin Lý công tử thứ lỗi. Lý Dần, còn không xin lỗi Lý Hoàng công tử. Hứa Đan nghe xong thì có chút giận. Xin lỗi, dựa vào cái gì xin lỗi, là hắn muốn khiêu chiến. Lý Hoàng ngăn lại. Không cần, ta chính là mong đợi chiến đấu như vậy, đánh thống khoái, đánh thắng được nghiệt. Khương Phàm lắc đầu nói. Ngày mai sẽ là thời gian đại hôn của Hải Thần Đảo, luận võ hẳn là đến điểm là dừng, là đồ nhi ta lỗ mãng. Như vậy đi, ta thay đồ nhi ta xin lỗi ngươi, tự thân vì Lý công tử mà luyện chế một viên đan dược, thiên nhân đan. Lý Hoàng vừa muốn cự tuyệt, nghe xong thì khuôn mặt có chút động. Thiên nhân đan. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Hắn còn biết luyện thiên nhân đan. Thiên nhân đan mặc dù là đan dược lục phẩm, nhưng bởi vì hiệu quả đặc biệt, sớm đã công nhận thành đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Phàm nói. Thiên nhân đan có thể ổn định cảnh giới, điều tiết cảm xúc rất tốt, còn có thể chậm chạp kéo dài kích phát tiềm lực, có thể trợ giúp thánh phẩm linh văn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Nếu như Lý gia có vật liệu luyện chế thiên nhân đan, ta có thể giúp một tay, luyện một viên cho công tử. Hừ. Trong đám người có một luyện đan sư hừ lạnh, cố ý cao giọng nói. Luyện chế thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa đặc biệt phối hợp, càng cần nhiệt độ cực cao hơn, tiếp tục ổn định hỏa diễm rèn luyện. Cái gì cũng đều không hiểu, còn to tiếng không biết thẹn luyện thiên nhân đan cho người ta, đơn giản là trò cười. Thiên nhân đan được công nhận là đan dược phụ trợ tốt nhất cho sinh tử cảnh, có thể để xác suất thành công tăng lên tới 8 phần. Nhưng, vật liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, liền xem như có 5 vị đại tông sư liên thủ, đều rất khó cam đoan xác suất thành công quá cao. Lúc ngươi nói chuyện, trước hết tốt nhất nên nghĩ rõ ràng một chút. Lại có luyện đan sư đưa ra chất vấn, ngữ khí rất là bất mãn. Khương Phàm lấy ra đại la xích dương đan. Nếu như ta lãng phí Lý gia dược liệu, viên đại la xích dương đan này sẽ bồi thường thay. Ngươi có lòng tin? Lý Hoàng suy đoán Khương Phàm muốn dùng thiên nhân đan triệt để ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng nếu như Khương Phàm thật có thể luyện ra thiên nhân đan cho hắn, hắn rất nguyện ý tiếp nhận phần, lấy lòng, này. Sinh tử cảnh là ác ý cùng khảo nghiệm lớn nhất của ông trời đối với con người. Mặc kệ là ngũ phẩm, lục phẩm hoặc thánh phẩm linh văn, cho dù là chí tôn thánh phẩm, thậm chí là thiên phẩm linh văn, đều sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử tại sinh tử cảnh. Bất cứ kẻ nào cũng không thể chủ quan. Bây giờ Lý Hoàng đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên, chờ sau khi đột phá đến thất trọng thiên, liền bước vào cao giai linh hồn cảnh, là cần làm chuẩn bị cho sinh tử cảnh. Nếu như Khương Phàm có thể luyện chế cho hắn một viên thiên nhân đan, chẳng khác nào hắn sẽ có phần đảm bảo. Chỉ là, Khương Phàm thật sự có thể luyện ra thiên nhân đan sao? Thiên nhân đan không chỉ có vật liệu quý giá, mà luyện chế vô cùng khó khăn, liền xem như Ngụy gia, đều khó mà cam đoan được. Lý gia có dược liệu không? Khương Phàm hỏi lại. Có dược liệu? Có dám để cho ta thử một chút? Nếu như thua, người thật nguyện ý lấy đại la xích dương đan bồi thường. Có thể đưa đại la xích dương đan cho ngươi trước. Khương Phàm trực tiếp giao đại la xích dương đan cho Lý Hoàng. Ngươi còn cần cái gì? Ta muốn tới hòn đảo luyện đan của Ngụy gia. Đám người lập tức bạo động, thật muốn luyện. Tên luyện đan sư không rõ lai lịch này có chút cuồng thật. Ban ngày luyện đại la xích dương đan, ban đêm còn muốn luyện thiên nhân đan. Trong vòng một ngày luyện 2 viên chuẩn thánh phẩm. Liền xem như đan thánh cũng đều không có tần suất như thế này. Phải biết, vật liệu của mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều cực kỳ quý giá, liền xem như hoàng tộc đều cần trải qua mấy năm tìm kiếm và tích lũy. Cho nên, luyện chế mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều sẽ vô cùng thần thánh, luyện đan sư cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Thế nào? Khương Phàm đi đến hòn đảo của Ngụy gia, nhẹ giọng hỏi Lý Dần. Ta không sao,
điều trị một hồi là được. Không, thương thế của ngươi rất nặng, cần cẩn thận an dưỡng. Khương Phàm hàm hồ khẽ nói vài câu. Lý Dần và Hứa Đan hơi nhíu mày, tuy nhiên cái gì cũng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đến Ngụy gia, cố gắng điều dưỡng. Sau đó, Khương Phàm thuận tay đưa cho Lý Dần thứ gì đó. Lý Dần bắt lấy, giấu đến trong tay áo. Sư phụ yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thật tốt. Sau khi Ngụy Vô Cực giận dữ rời khỏi cũng chưa có trở về đảo của Ngụy gia, mà là chạy tới chỗ Dương Thiên Hữu, muốn tìm truyền nhân thiên tài Ngụy gia, Ngụy Vô Đạo. Hừ, đồ không biết trời cao đất rộng cũng dám đến Hải Thần đảo làm càn. Một tên luyện đan sư được lão gia hỏa ẩn thế bồi dưỡng, liền dám khiêu chiến Ngụy gia chúng ta, đúng là trò cười. Để Ngụy Vô Đạo ra mặt, để hắn nhìn xem cái gì là thuật luyện đan chân chính. Ngụy Vô Cực lách qua nơi ăn mừng náo nhiệt, đi tắt tới đường nhỏ vắng vẻ, muốn nhanh chóng chạy tới sớm. Nhưng, đi tới lại đi tới, Ngụy Vô Cực mơ hồ cảm giác có gì đó đang đi theo sau lưng. Ai? Ngụy Vô Cực đột nhiên quay người, cố ý hô to. Đây là một chỗ rừng già, đại thụ tươi tốt, lờ mờ an tĩnh. Ngoại trừ gió biển lướt qua tán cây, nhấc lên tiếng lá cây sột soạt, không có thanh âm khác, cũng không có bóng dáng ai khác. Ngụy Vô Cực nhìn khắp nơi, lại nhún nhún vai, tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng càng đi lên phía trước, hắn càng cảm giác sau lưng có đúng là có cái gì đó đang đi theo mình, loại cảm giác này vô cùng cường liệt. Ai? Ngụy Vô Cực lên tiếng hô to, thanh âm quanh quẩn trong rừng cây rậm rạp, lại thật lâu không có ai trả lời. Ta sao thế này? Ngụy Vô Cực cảm giác mình quá nhạy cảm. Mẫn cảm không hiểu thấu. Ngụy Vô Cực lắc đầu, quay người muốn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng, khi hắn xoay người lại, trong chốc lát, trước mặt không biết từ lúc nào lại có nhiều một cái cây, hai con mắt một đen một đỏ đột nhiên mở ra. A! Ngụy Vô Cực kêu lên đầy sợ hãi, quay người muốn chạy đi, bỗng nhiên mặt đất dưới chân bị nứt ra, dâng lên dễ dà dày đặc, đảo mắt đã quấn quanh hắn, lôi vào dưới mặt đất. Rừng già khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hòn đảo của Ngụy gia. Khương Phàm đi đến một ngọn núi cao, tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh được Chu Tước Yêu Hỏa cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa trùng kích đã nhanh chóng thức tỉnh. Đỉnh lô tăng vọt ánh sáng, nhấc lên thần uy vô tận, quét sạch thiên địa. Thoáng chốc, hỏa nguyên lực tràn ngập trên hòn đảo Ngụy gia bị kích thích, nhanh chóng hóa thành liệt diễm, tiến lên tuôn vào đỉnh lô. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh mang theo áp bách giống như một ngọn núi cao lớn, cường đại, càng khuấy động khí thế thần vương vạn đỉnh. Không chỉ có mang đến cho tân khách dưới núi áp bách cường đại, mà số lượng lớn luyện đan sư cũng đều cảm nhận được linh hồn mình đang rung động. Càng ngày càng nhiều liệt diễm hội tụ tới, rất nhanh đã chiếm cứ thành vòng xoáy liệt diễm ở trên không, quy mô tiếp tục tăng lớn. Các luyện đan sư đều tràn ngập rung động, thậm chí là tham lam. Tôn bảo đỉnh này khẳng định có lai lịch phi phàm. Mà, mặt ngoài bảo đỉnh còn có 9 vòng xoáy, giờ phút này chỉ là có 2 vòng bị kích hoạt. Cũng mang ý nghĩa, nếu như tất cả vòng xoáy mặt ngoài bảo đỉnh đều thức tỉnh, uy thế sẽ còn càng kinh khủng hơn. Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Có luyện đan sư muốn thông qua đỉnh lô, suy đoán thân phận Khương Phàm. Chỉ là tất cả luyện đan sư đều lắc đầu, chưa bao giờ từng thấy đỉnh lô như thế này. Khương Phàm nhóm lửa đỉnh lô, ổn định hỏa thế, yên lặng chờ đợi dược liệu Lý gia mang tới. Mặc dù luyện chế thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa đặc thù. Nhưng Chu Tước Yêu Hỏa của hắn đã thôn phệ qua số lượng lớn thánh hỏa, mà Hỗn Độn Nguyên Hỏa càng là thần tổ vạn hỏa. Ngoài ra, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh có thể chủ động cướp đoạt hỏa diễm giữa thiên địa, hòn đảo của Ngụy gia càng là bảo khố hỏa diễm tự nhiên. Cho nên, hai vấn đề mấu chốt nhất để luyện chế thiên nhân đan ở trên người Khương Phàm đây đã hoàn toàn không là vấn đề nữa. Giờ khắc này, tại thời điểm ánh mắt của mọi người đều bị Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh hấp dẫn, Lý Dần đã lặng lẽ gật đầu với Hứa Đan, làm ra một bộ dáng yếu ớt, xếp bằng ở chân núi, điều dưỡng thương thế. Hứa Đan nhấc bàn tay tinh tế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Lý Dần. Toàn thân Lý Dần lấp lóe lưu quang, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, trong một góc yên lặng ở mấy trăm mét bên ngoài, không gian vặn vẹo, một bóng người từ bên trong đi tới. Lý Dần phủ thêm áo bào trắng, khua lấy hai tay. Ngụy trang thành dáng vẻ luyện đan sư, rời khỏi hòn đảo Ngụy gia. Mà tại chân núi,
Hứa Đan dùng kính tượng phỏng chế thành, Lý Dần, còn ngồi ở chỗ đó, làm bộ dáng đang điều dưỡng. Nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn lên đỉnh núi, chú ý đỉnh lô của Khương Phàm, cũng không ai nhìn về phía nơi này. Sau đó không lâu, Lý Hoàng mang đến vật liệu để luyện thiên nhân đan. Vật liệu luyện chế thiên nhân đan quý giá nhất thật ra là thánh huyết. Đây cũng là vật liệu cần có nhất khi luyện đan sư luyện chế ở thế lực bên ngoài. Nhưng Lý gia đã có thánh nhân, chỉ cần lấy một chút là được rồi. Khương Phàm đứng trước đỉnh lô, gật đầu với Lý Hoàng, dẫn dắt đủ loại dược liệu bay vào đỉnh lô, bắt đầu luyện chế hết sức chăm chú. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thử luyện thiên nhân đan, tuy nhiên trong đầu có một lão tổ tông, đan hoàng cổ kinh bên trong càng có giới thiệu cực kỳ kỹ càng, còn có đỉnh lô cùng hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ. Hắn, có lòng tin. Hòn đảo của Dương gia. Lý Dần một lần nữa về tới hải tràng. Không đợi tìm kiếm, hoa cỏ trước mặt đã tạo nên gợn sóng, chỉ dẫn hắn đi đến cánh rừng gần đó. Thiết Long cổ thụ đã sớm kéo Ngụy Vô Cực tới nơi này. Hắn chính là Ngụy Vô Cực. Lý Dần nâng mặt Ngụy Vô Cực đang hôn mê lên nhìn, cẩn thận chu đáo một lát, mặt nạ, thiên diện quỷ, trên mặt bắt đầu vặn vẹo, kích thích huyết nhục xương cốt thay đổi. Lý Dần chịu đựng đau nhức, dần dần biến thành Ngụy Vô Cực. Giống chứ? Lý Dần lặp đi lặp lại so sánh. Thiết Long cổ thụ chẳng quan tâm hắn giống hay không, cứ thế mà cuốn lại kéo tới dưới mặt đất. Sau một tiếng, bọn hắn đi tới trong trang viên ở đông bộ tại hòn đảo Dương gia. Núi đá vần quanh, cây rừng tươi tốt, mười mấy con lôi bằng hóa thành đầu bằng thân người, bảo vệ trong ngoài trang viên. Nơi này mặc dù là hải thần đảo, là trọng địa của Dương gia, nhưng tính cảnh giác của đám lôi bằng vẫn còn rất cao, hai mắt đều giống như lôi vân, lóe ra cường quan chói mắt, nơi bị nhìn đến cũng bao trùm hơn 10 dặm xung quanh trang viên. Lý Dần được Thiết Long cổ thụ đưa đến trong rừng cây, ngắm nhìn trang viên nơi xa. Dương Biện nói không sai, bọn hắn quả nhiên đã an bài lôi tú vào trang viên này. Thiết Long cổ thụ khống chế cánh rừng xung quanh, xảo diệu che thân ảnh Lý Dần, để tránh bị lôi bằng phát hiện. Lý Dần cẩn thận quan sát, kiên nhẫn ẩn núp, không có tùy tiện hành động. Sau đó không lâu, một đám thị nữ mặc y phục ăn mừng tay bưng hộp gấm đẹp đẽ từ trên con đường bên cạnh đi qua. Các nàng là đến trang điểm cho lôi tú. Lý Dần chính là đang chờ cơ hội này, ho nhẹ vài tiếng, từ trong cánh rừng đi tới. Vô Cực công tử. Bọn thị nữ nhao nhao hành lễ. Đều đã chuẩn bị xong. Lý Dần có chút ngẩng đầu, tùy ý loay hoay từng cái hộp gấm. Đều đã xong. Bọn thị nữ cúi đầu, không dám mạo phạm Ngụy Vô Cực. Ngày mai không chỉ là đại hôn của Dương gia, mà là đại hôn của hải thần đảo chúng ta. Việc liên quan đến lợi ích hai đại hoàng tộc, tuyệt đối đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Dần không để lại dấu vết, bỏ một cây sáo trúc vào trong hộp gấm sau cùng. Sáo trúc này chính là đồ mà Khương Phàm cho hắn. Bọn thị nữ liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Lý Dần phất phất tay. Đi đi, đám lôi bằng phía trước sẽ còn kiểm tra, đừng sợ bọn chúng. Bọn thị nữ lần nữa hành lễ, bước nhanh đi tới trang viên. Người phụ trách của Dương gia trông coi ở nơi đó, sau khi kiểm tra theo thứ tự, bọn họ đã cho đi đến đám lôi bằng. Đám lôi bằng sau khi kiểm tra xong cũng đều thuận thế cho đi. Mặc dù đều thấy được cây sáo trúc ở trong hộp gấm cuối cùng, nhưng đều tưởng rằng đó là cấp bậc lễ nghĩa trong đó, cũng không có ai suy nghĩ nhiều. Trong đình viện nhã tĩnh, trong trang viên sâu nhất, thị nữ thánh bằng đảo đi cùng, cùng bọn thị nữ do Dương gia an bài đều đang bận rộn. Lôi tú hoàn toàn hóa thân thành hình người, mi thanh mục tú, xinh xắn đáng yêu. Bọn thị nữ đang hầu hạ nàng, tỉ mỉ trang điểm cho nàng. Đây là thứ phải dùng đến cho hôn lễ ngày mai. Hết thảy 33 loại, toàn bộ đều ở đây. Bọn thị nữ đặt hộp gấm tới trên bàn. Lôi tú cùng thị nữ, Vân Nhi, theo thứ tự mở hộp gấm lên, cẩn thận kiểm tra. Mới đầu cũng còn bình thường, nhưng khi nàng mở cái hộp gấm cuối cùng lên, sắc mặt lại hơi thay đổi. Nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhắm lại mắt, cẩn thận lật xem, kết quả lại không thể nào bình tĩnh được. Tiểu thư, Lôi Tú thản nhiên đáp một tiếng, cụp mắt xuống suy nghĩ, mặc cho thị nữ đang chỉnh lý y phục cho nàng. Các ngươi đều ra ngoài, đi ra ngoài trước. Vân Nhi phất tay xua đuổi tất cả thị nữ. Thế nào,
Lôi Tú kỳ quái nhìn nàng một cái, đều đã ở hải thần đảo, làm sao lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Đều ra ngoài, mau đi ra. Vân Nhi thúc giục bọn thị nữ. Bọn thị nữ đầu tiên là nhìn Lôi Tú một chút, sau khi được ra hiệu thì mới cung kính rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tiểu thư, người nhìn. Sắc mặt Vân Nhi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm sáo trúc xanh biếc trong hộp gấm cái kia. Lôi Tú đi tới, kinh hãi che môi đỏ. Vân Nhi liên tục nhìn quanh ra phía ngoài. Đây là có chuyện gì, là ai bỏ vào? Lôi Tú run rẩy cầm lấy sáo trúc, chuyện cũ rõ ràng đang nổi lên trong lòng. Trước khi Thánh Bằng Đảo không cùng Hải Thần Đảo đính hôn, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ kết hợp cùng nhân tộc. Cho đến khi chuyện thông gia bị hai bên đã định, nàng bị hứa gả cho thiên kiêu số một Hải Thần Đảo, Dương Biệt. Bắt đầu từ khi đó, nàng đã thử thay đổi thành hình người, học tập thói quen nhân tộc. Sáo trúc này là nhạc khí nàng thử lần đầu tiên, cũng là tín vật đính ước giữa nàng cùng Dương Biệt. Đã vô số lần, nàng từng rúc vào trong ngực của hắn, đón gió biển, thổi nhẹ sáo trúc. Đã vô số lần, hắn cũng từng thổi lên sáo ngọc, mà nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Đã vô số lần, hắn từng vụng trộm xông vào Thánh Bằng Đảo, khi nàng ở bên ngoài viện, thổi lên sáo trúc. Đã vô số lần, Lôi Tú hoảng hốt, phảng phất nhớ lại mấy phần ngây thơ tươi đẹp kia, nhớ lại thời gian 3 năm nàng cùng nam tử kia trải qua bên nhau. Nhưng, Lôi Tú rất nhanh đã bừng tỉnh, mặt mũi trắng bệch. Dương Biện đã chết. Khoảng thời gian tươi đẹp đã từng trải qua kia, đã theo Dương Biện chết rồi, biến mất rồi. Dương gia đột nhiên đưa sáo trúc tới là ý gì? Chẳng lẽ là Dương Thiên Hữu đang cảnh cáo nàng? Tiểu thư, Vân Nhi khẩn trương. So với Dương Biện cường thế phóng khoáng, Dương Thiên Hữu rất rõ ràng thuộc về loại âm tàn cay độc, mà Tiếu Lý tàng đao, nụ cười che giấu đao. Lúc này đột nhiên sáo trúc đưa tới, rất có thể là có thâm ý khác. Lôi Tú thử thăm dò vươn tay, muốn đụng sáo trúc, nhưng lại như giật điện mà thu hồi lại. Chúng ta phải làm thế nào? Vân Nhi khẩn trương nhìn Lôi Tú. Dương Thiên Hữu rất có thể đang kiểm tra nàng, nếu như không đáp lại, hoặc là đáp lại sai, sau đó khẳng định sẽ bị nhận chỉ trích. Lôi Tú mím chặt môi đỏ, do dự mãi, vẫn cầm lên sáo trúc, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong sáo trúc có một tấm vải. Lấy ra xem xét, phía trên viết mấy chữ bằng máu. Hồng Thạch, Thác Biển, Vân Thủy Giản. Lôi Tú ngây dại. Hồng Thạch, đó là thời điểm Dương Biện mang theo nàng đến trong Hải Dương bị điên, lần đầu tiên hôn nàng trên đảo nhỏ. Thác Biển, từng bởi vì câu nói của nàng, chưa từng đi qua dưới Hải Bộc Thâm Uyên Thánh Bằng Đảo, Dương Biện liền hóa thân cự kình, mang theo nàng chui vào trong sâu nhất. Trong bí cảnh huyền diệu kia, bọn hắn đã lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Vân Thủy Giản, đó là tiểu địa thần bí trong Hải Dương, lúc hắn ôm ấp nàng có nói qua, mặc dù chỉ là lợi ích thông gia. Nhưng hắn tôn trọng hôn nhân, cũng nguyện ý chân thành đợi nàng. Nơi đó là vùng đất định tình của bọn hắn, cũng là ở nơi đó, nàng mang sáo trúc của mình, treo ở trên cổ Dương Biện. Hai mắt Lôi Tú dần dần ấm áp, nhớ lại hồi ức, không thể nghi ngờ là thời khắc tốt đẹp nhất đời này của nàng. Nhưng đây đều là bí mật giữa nàng cùng Dương Biện, ai sẽ biết được chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà, vết máu này tựa như là rất mới. Sáo trúc, ký ức, chẳng lẽ, là chàng trở về rồi? Các ngươi đều ở bên ngoài làm gì? Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Bọn thị nữ bối rối một trận, Lôi Tú và Vân Nhi ở trong phòng cũng kinh hãi. Tiểu thư, nói cho đại công tử không? Vân Nhi nhìn về phía Lôi Tú. Trước tiên phải thu lại đã. Lôi Tú nắm chặt sáo trúc, ngồi trở lại đến trước bàn trang điểm, cố gắng che giấu sự bối rối. Nhưng trong đầu vẫn còn đang hoảng hốt với những ký ức đã từng kia. Vân Nhi giả bộ như không xảy ra chuyện gì, đến bồi bên cạnh Lôi Tú, chỉ là hai tay lại hơi run nhẹ nhẹ. Khẩn trương, càng sợ hãi. Bởi vì kẻ tới là Tiểu Bằng Vương, Lôi Bằng trăm ngàn năm qua tiếp cận thuần huyết cường đại nhất, đã khâm định là đảo chủ Thánh Bằng Đảo tương lai. Cửa phòng đẩy ra, Tiểu Bằng Vương đi tới, hùng tráng uy mãnh, đầu bằng thân người, toàn thân tràn ngập lôi uy bức người. Hắn quét ánh mắt bén nhọn về phía trước bàn trang điểm, ngữ khí giá lạnh. Ngươi thế nào, đều đến Hải Thần Đảo, đùa nghịch tính tình cái gì? Không có, muội chỉ là đột nhiên không thoải mái. Thân thể mảnh mai của Lôi Tú khẽ run lên. Chịu đựng,
Tiểu Bằng Vương quát lạnh. Muội, muội đã tốt hơn nhiều. Lôi Tú tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn lại. Ngày mai sẽ là đại hôn, việc liên quan đến tương lai hai đại hoàng tộc chúng ta, nếu như xuất hiện sai lầm gì, người chính là tội nhân của Thánh Bằng Đảo. Tiểu Bằng Vương ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Muội đã hiểu, muội sẽ cố gắng làm tốt. Giọng Lôi Tú yếu ớt. Ngươi cũng nên cảm kích Hải Thần Đảo, cảm tạ hai bên làm ra quyết định thông gia, để ngươi có cơ hội đại biểu sự vĩ đại của Thánh Bằng Đảo chúng ta, để cho loại huyết mạch yếu ớt này như ngươi cũng có cơ hội hưởng thụ được vạn chúng chú ý. Nếu không, lấy thiên phú của ngươi, tại Thánh Bằng Đảo cũng chính là một công cụ sinh dục. Lôi Tú có chút cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Tiểu Bằng Vương liếc mắt nhìn Vân Nhi, trong ánh mắt lộ ra áp bách cường đại. Ngươi, cũng thông minh linh động một chút cho ta, xảy ra sai sót, ngay cả ngươi cùng xử lý một chỗ. Vâng. Vân Nhi cuống quýt quỳ xuống. Tiểu Bằng Vương nhìn đồ được chuẩn bị ở trong phòng, sau đó lại quay người phân phó bọn thị nữ phía ngoài đều đi vào. Đại ca, Dương Biện. Lôi Tú rốt cuộc cũng lấy dũng khí, chỉ là thanh âm vẫn rất thấp bé. Còn sống không? Làm càn. Tiểu Bằng Vương quát lớn một tiếng, bọn thị nữ bên ngoài đang muốn đi vào trong lập tức cuống quýt quỳ xuống đất. Vân Nhi đang muốn đứng dậy cũng lại tiếp tục quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bành! Tiểu Bằng Vương phất tay, cửa phòng khép kín. Ta nhắc nhở ngươi, không nên gây phiền toái cho mình. Dương Thiên Hữu nhìn thì mặt đầy nụ cười, kỳ thật âm hiểm độc ác. Nếu như ngươi chọc phải hắn, hắn sẽ có cách để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có một chuyện, ta nhắc nhở lần nữa, bắt đầu từ đêm nay, ngươi không còn thuộc về chính ngươi, mà là mối liên quan giữa Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo. Ngươi làm xong, liên minh hai bên sẽ vô cùng chặt chẽ. Ngươi làm không tốt, Hải Thần Đảo sẽ xử tử ngươi, Thánh Bằng Đảo càng sẽ ngươi coi là tội nhân. Muội, biết. Lôi Tú cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt. To hơn một chút cho ta. Tiểu Bằng Vương quát lớn. Muội đã biết. Lôi Tú run giọng hô to. Lớn tiếng lên. Muội đã biết. Trong thanh đồng tiểu tháp. Dương Biện yên lặng ngồi xếp bằng ở đó, vẻ mặt hốt hoảng. Tin, đã đưa tin ra ngoài. Không biết Lôi Tú nhận được không có. Không biết Lôi Tú có hiểu được không. Nhớ tới Lôi Tú, sắc mặt đau đớn của hắn đã thoáng hỏa hoãn. Dương Biện và Lôi Tú không phải vừa thấy đã yêu, cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt. Bọn hắn sở dĩ ở cùng nhau đơn giản cũng là bởi vì hai bên thông gia. Hải Thần Đảo mặc dù đã tích lũy nội tình khổng lồ, nhưng muốn quay về Thiên Khải Hoàng Đạo, còn cần phải đăng lâm bách tộc chiến trường, tiếp nhận khảo nghiệm tàn khốc. Bách tộc chiến trường vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị trọng thương. Cho nên Hải Thần Đảo cần đồng minh, cùng nhau chinh chiến bách tộc chiến trường, chia sẻ nguy hiểm. Thánh Bằng Đảo cường hãn lại có dã tâm, có được bí thuật lôi đình đặc biệt. Cũng có ưu thế tốc độ phi phàm, cho nên vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của bọn hắn. Mới đầu Thánh Bằng Đảo liên tục cự tuyệt, một là bởi vì Hải Thần Đảo còn không có nội tình chinh chiến hoàng đạo, hai là Thánh Bằng Đảo từ đầu đến cuối muốn mình tấn vị hoàng đạo. Cho đến khi tới thế hệ Dương Biện đây, Hải Thần Đảo đã tích lũy đầy đủ tiềm lực, đồng thời đại tân sinh liên tiếp sinh ra tứ đại thiên văn, Thánh Bằng Đảo nơi đó lại từ đầu cuối vẫn không cách nào bồi dưỡng được lôi bằng thuần huyết chân chính. Cho nên rốt cuộc cũng đã tiếp nhận lời mời. Thông gia, cứ như vậy mà thành. Hải Thần Đảo bọn hắn cần an bài truyền nhân ưu tú nhất, để tỏ rõ thái độ. Thánh Bằng Đảo cũng cần an bài truyền nhân trực hệ, nhưng chúng nó không nguyện ý đưa huyết mạch cường đại qua, cho nên liền từ trong trực hệ bên chọn lựa một huyết mạch thấp nhất. Dương Biện, Lôi Tú, hai kẻ chưa bao giờ từng thấy mặt nhau này, như vậy mà thành phu thê. Dương Biện mới đầu cảm thấy rất mâu thuẫn. Không nguyện ý để hôn nhân của mình trở thành giao dịch, huống chi lại còn là một mẫu thú. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình đã không có cách nào thay đổi hiện thực, cho nên, hắn bắt đầu thử thay đổi thái độ của mình. Mặc dù thông gia là lợi ích, nhưng hắn có thể cho hôn nhân của mình, chẳng phải biến thành lợi ích. Cho nên chính hắn đi Thánh Bằng Đảo, gặp được Tiểu Bằng Điểu nhu nhược kia. Mặc dù là huyết mạch trực hệ, nhưng tại bên trong Thánh Bằng Đảo, loại yêu tộc huyết mạch trí thượng kia. Nó miễn cưỡng đạt tới hai phần huyết mạch lôi bằng, thật sự là không xứng với thân phận trực hệ. Ngược lại vì vậy mà bị Bằng Vương cùng Tiểu Bằng Vương coi là sỉ nhục. Nó yếu đuối, nó khiếp đảm, đôi ánh mắt sáng ngời kia luôn luôn đung đưa sợ hãi. Một khắc này,
một chỗ mềm mại trong lòng Dương Biện đã bị đánh trúng. Đây chính là nữ tử của hắn. Đây chính là chính thê hắn phải bồi bạn chúng sinh. Lại nhu nhược giống như là chim nhỏ đang run lẩy bẩy bên trong thánh bằng đảo táo bạo. Dương Biện liền quyết định tại chỗ, nữ tử của hắn, hắn đến bảo vệ. Cứ như vậy, Dương Biện mang theo nàng rời khỏi thánh bằng đảo, bốn chỗ sông sáo hải vực, mạo hiểm hiểm cảnh, mang theo nàng kiến thức mênh mông hải dương, trải qua chuyện kích thích. Lôi Tú cũng chưa từng nghĩ tới, thiên tài cao ngạo nhất hải thần đảo này, vậy mà lại đợi nàng như vậy. Nàng bị cảm động, cũng hầu như là dùng nước mắt nhìn chăm chú Dương Biện. Mặc dù thuở nhỏ Dương Biện bị vinh quang vần quanh, bị toàn tộc nhìn lên, quen thuộc loại sùng bái kia, nhưng thứ hắn cảm động lại là ánh mắt sùng bái của Lôi Tú, lại luôn có thể để hắn kiêu ngạo không gì sánh được. Bởi vì phần sùng bái này, ngây thơ như vậy, tốt đẹp như vậy, mà không giống hải thần đảo nơi đó, tràn đầy lợi ích cùng âm u. Dương Biện bắt đầu nhắc nhở mình, không chỉ có phải bảo vệ nàng, còn phải yêu nàng, để hôn nhân của hắn trở thành hôn nhân thật sự. Cứ như vậy, hai kẻ trước đó chưa bao giờ gặp nhau đây, dưới mối liên quan của hôn nhân, bọn họ đã tiếp nhận lẫn nhau, cũng yêu lẫn nhau. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có buồn sầu triền miên, đã từ từ xâm nhập linh hồn. Khi Dương Biện nói với nàng ra lời thề kia, nàng nằm sấp trong ngực Dương Biện khóc cực kỳ lâu. Thích nàng là bất đắc dĩ, nhưng ôm nàng là nghĩ sâu tính kỹ. Hôn nàng, là gặp sắc nảy lòng tham, nhưng cưới nàng làm vợ là ta tha thiết ước mơ. Dương Biện mặc niệm những lời thề ước, hai mắt mông lung, ngây ngốc cười. Một lời thề ngu xuẩn, ta có thể nói tốt hơn. 4 năm, Tú Nhi, ta đã trở về, nàng còn nhớ ta không, còn nhớ rõ những chuyện kia không? Dương Biện ngẩng đầu nhìn không gian giá lạnh trong thanh đồng, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nếu như không phải là bởi vì Khương Phàm quá cẩn thận, hắn thật muốn viết lên 4 chữ, ta đã trở về. Màn đêm đã sâu, hòn đảo của Ngụy Gia lại còn đang náo nhiệt, oanh động. Cơ hồ tất cả luyện đan sư trên đảo Ngụy Gia, toàn bộ đều gom lại gần ngọn núi cao. Tân khách các phương cũng lần lượt gom lại nơi này. Khương Phàm không ngừng liên tục phóng thích chu tước yêu hỏa cùng vạn vật nguyên hỏa, hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Hỏa nguyên lực từ 4 phương 8 hướng hội tụ, hình thành vòng xoáy liệt diễm mãnh liệt, bao phủ lấy đỉnh núi, bao quanh cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Tất cả dược liệu đều đã tiến vào đỉnh lô, cô đọng thành dược dịch, bây giờ tiến vào giai đoạn sau cùng, cũng là quá trình dung hợp tinh luyện mấu chốt nhất. Các tân khách các phương không hiểu thuật luyện đan, nhưng từ thanh thế thật lớn cùng biểu hiện bình ổn tỉnh táo của Khương Phàm đến xem, mơ hồ cảm giác thiên nhân đan đã sắp thành hình. Các luyện đan sư thì cảm thấy chấn kinh, tên Khương Phàm này lại thật sự dùng sức một mình hắn, dung luyện tất cả dược liệu, còn bắt đầu luyện chế đến giai đoạn cuối cùng. Đây quả thực là kỳ tích. Càng đổi mới sự hiểu biết của bọn hắn đối với thiên nhân đan. Thiên linh văn. Một tiếng khẽ nói, vang lên trong đám người đang náo nhiệt. Thiên linh văn. Người bên cạnh đồng loạt nhìn sang, tiếp đó gương mặt đã có phản ứng, Ngụy Vô Đạo. Một thiếu niên đứng chắp tay ở trong đám người, thon dài thẳng tắp, anh tư thướt tha, áo bào và y phục đều trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Hắn anh tuấn lại ngạo nghễ, cho người ta cảm giác tôn quý cao không thể chạm. Người xung quanh nhao nhao gật đầu hành lễ, biểu đạt kính sợ với vị thiếu niên này. Hắn chính là luyện đan sư siêu phàm của Ngụy gia, Ngụy Vô Đạo. Thiên phẩm linh văn hơn 500 năm được Ngụy gia sinh ra, từ bắt đầu ngày thức tỉnh đó liền bị lão tổ tông Ngụy gia mang vào tổ từ, tự mình bồi dưỡng, truyền thụ kỹ nghệ luyện đan. Ngụy Vô Đạo trầm mê luyện đan, bình thường rất ít khi xuất hiện, người ngoài càng là khó gặp được. Không nghĩ tới hôm nay lại hắn hấp dẫn đến đây. Công tử, ngài nói Khương Phàm là thiên phẩm linh văn. Mấy vị luyện đan sư làm bạn bên cạnh Ngụy Vô Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đang khắc chế, mà linh nguyên cũng đã hoàn toàn dung hợp cùng linh hồn. Nếu như không phải cùng là thiên phẩm, sẽ không cảm giác được năng lượng linh văn của hắn. Linh văn trên trán Ngụy Vô Đạo đang lóe lên, rõ ràng là đang chứng minh với hắn, liệt diễm trên đỉnh núi kia là đồng loại. Thiên phẩm linh văn, luyện đan sư thiên phẩm linh văn. Các luyện đan sư ở xung quanh hít vào từng hơi. Hắn là thiên phẩm linh văn. Càng ngày càng có nhiều người kinh hô, gây nên càng nhiều oanh động. Ngắn ngủi vài phút, mấy ngàn tân khách tụ tập nơi đó đã là một mảnh xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm lập tức càng thêm rung động cùng kính sợ.
trách không được lại tự tin như vậy, thì ra là thiên phẩm linh văn. Đối với bất cứ kẻ nào mà nói, thiên phẩm linh văn vĩnh viễn là ngưỡng vọng vô hạn của bọn hắn. Không chỉ là bởi vì bọn hắn có được tiềm lực phi phàm, cũng là bởi vì thực lực sẽ áp đảo được phẩm cấp khác tuyệt đối, còn bởi vì vấn đề bọn hắn có khả năng đạt tới trong tương lai. Thánh phẩm linh văn truy cứu cả đời, bất luận phấn đấu cỡ nào, cuối cùng cũng đều sẽ dừng lại tại cao giai niết bàn cảnh. Chỉ có một số cực kỳ ít, hạng người tài hoa xuất chúng, lại sau khi đạt được cơ duyên phi phàm, mới có thể chạm đến vấn đề bán thánh, nhưng cũng đều dừng bước tại đây. Mà cực hạn của thiên phẩm linh văn, lại là đối ứng với cảnh giới thánh linh, là vấn đề thánh thú, thánh nhân. Đó là vấn đề không cách nào với tới được, càng là cần ngưỡng vọng hơn, càng là có thể trực tiếp hủy diệt sự cường đại của bọn hắn. Bình thường mà nói, thiên phẩm linh văn sẽ chỉ sinh ra tại hoàng tộc, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ được dốc hết khả năng mà bồi dưỡng, tương lai dẫn dắt hoàng tộc, bảo vệ hoàng tộc. Mà thiên phẩm linh văn bình thường đều sẽ tu luyện võ pháp, chỉ có tình huống cực kỳ đặc thù, ví dụ như thế gia luyện đan như Ngụy gia đây, sẽ chọn tu luyện thuật luyện đan, làm luyện đan sư. Cho nên, thiên phẩm linh văn đã hiếm thấy lại quý giá, thiên phẩm luyện đan sư càng là phượng mao lân giác. Thiên phẩm, Lý Hoàng còn chấn kinh hơn, vượt qua hết tất cả mọi người. Vốn là một thánh phẩm, làm sao lại đột nhiên biến thành thiên phẩm rồi? Phẩm cấp linh văn là đẳng cấp sinh tồn nhất định của thiên mệnh. Phẩm cấp không thể vượt qua, vận mệnh không cách nào thay đổi, nếu không chính là hành vi trái ý trời. Ngoại trừ chủng tộc cực kỳ đặc thù, bởi vì một ít nguyên nhân càng đặc biệt, còn cần đủ thiên tài địa bảo càng cường đại, mới có thể thực hiện đột phá, tình huống bình thường căn bản là không thể nào. Khương Phàm là thú linh văn, không tồn tại huyết mạch loại hay nguyên nhân đặc biệt, làm sao có thể đột phá. Luyện đan sư. Lý Hoàng đột nhiên nghĩ đến vị sư phụ thần bí mà Khương Phàm nói kia. Cứu được Khương Phàm. Giấu Khương Phàm đi. Càng làm cho loại cuồng nhân chiến đấu như Khương Phàm này, đổi tính trở thành luyện đan sư. Vị sư phụ thần bí kia khẳng định là nhân vật phi phàm. Cũng có thể là do vị sư phụ kia giúp Khương Phàm biến đổi linh văn. Nhưng, thánh phẩm đến thiên phẩm. Luyện đan sư đan dược có thể thay đổi phẩm cấp linh văn. Lý Hoàng chưa từng nghe thấy. Thiên phẩm, nói đùa cái gì vậy? Hứa Đan sau khi nghe được tiếng kinh hô thì đều ngẩn người. Khương Phàm rõ ràng là chí tôn thánh phẩm, trốn trong thạch điện ở địa ngục hơn 3 năm, ăn dùng, đồ tốt, đều là nàng cho tặng, mặc dù đều rất đặc biệt, nhưng không hề liên quan tới việc tăng lên linh văn. Làm sao lại đột nhiên thành thiên phẩm rồi? Lại nói, thánh phẩm làm sao có thể trở thành thiên phẩm? Trò đùa này quá mức rồi. Khi diễm dần dần tản ra trên đỉnh núi liệt, biển người dưới núi nhanh chóng an tĩnh. Khương Phàm thở phào một hơi, mặc dù đã tiêu hao rất nhiều sức lực, tinh thần cũng rất mỏi mệt, tuy nhiên bằng vào cảm nhận của hắn, đan dược trong đỉnh lô hẳn là đã thành hình. Đan Hoàng cũng xuyên qua ý thức Khương Phàm, chú ý tình huống trong đỉnh lô. Đây là viên đan dược chuẩn thánh phẩm thứ 3 mà Khương Phàm luyện. Dựa theo ước định giữa hắn cùng Khương Phàm, chỉ có cam đoan toàn bộ 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm hoàn mỹ thành hình, lực khống chế, cảm giác lực nhấc lên đến trình độ hoàn mỹ, đăng phong tạo cực, mới có thể nếm thử luyện chế đan dược thánh phẩm, cũng chính là thánh đan, mà bọn hắn chuẩn bị cho Kiều Hinh. Dưới núi, các luyện đan sư nín thở định thần, khẩn trương chú ý. Trong vòng một ngày liên tục luyện chế 2 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, tuyệt đối là khảo nghiệm to lớn, ngay cả những đại tông sư kinh nghiệm phong phú danh uy ở bên ngoài kia cũng không dám thử. Nếu quả như thành công thật, nói rõ kỹ nghệ luyện đan của Khương Phàm đã đạt đến trình độ khá cao. Cũng tuyệt đối sẽ nhất chiến thành danh, mượn nhờ sự kiện đại hôn ở Hải Thần Đảo, truyền khắp hải vực. Oanh! Nắp đỉnh được mở ra, nhiệt độ nóng bỏng mang theo mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp đỉnh núi. Mấy ngàn đôi mắt tập trung tới đỉnh lô, nơi đó có viên đan dược màu ngà sữa mượt mà đang chậm rãi dâng lên, sáng long lanh, giống như mỹ ngọc, tản ra ánh sáng mê người. Được rồi! Xong rồi, hắn thành công! Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, trong vòng một ngày liên tiếp thành hình, quả là kỳ tích. Dưới núi lập tức vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Đối với vô số luyện đan sư mà nói, chuẩn thánh phẩm vĩnh viễn là độ cao luyện đan mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà trong tay Khương Phàm, 2 viên chuẩn thánh phẩm vậy mà lại thành hình trong một ngày. Cái này đã khiến cho bọn hắn hổ thẹn, càng làm cho bọn hắn kính sợ.
Khương Phàm thu cửu hoàng luyện thiên đỉnh, từ đỉnh núi đi xuống, dưới ánh mắt phức tạp của vô số người, thiên nhân đan được đưa tới trước mặt Lý Hoàng. Mới ra lò, cất kỹ. Đại La Xích Dương đan của ta đâu, có thể trả lại cho ta không? Lý Hoàng không có đụng đến thiên nhân đan, mà là cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm cười nhạt. Không tin, có thể xin mời chư vị luyện đan sư kiểm tra thực hư. Ngươi, là thiên phẩm linh văn. Lý Hoàng gian nan mở miệng. Xung quanh, tất cả mọi người lại lần nữa an tĩnh, nhìn chằm chằm Khương Phàm, theo dõi mắt hắn, theo dõi miệng hắn. Thiên phẩm linh văn. Đây chính là linh văn tôn quý mà hoàng tộc mới có thể bồi dưỡng ra được. Mỗi một kẻ đang thức tỉnh một khắc này đều sẽ truyền khắp Hải Dương, khiến cho hoàng tộc các phương chú ý, khiến cho các thế lực khác kính sợ. Mà đột nhiên xuất hiện người như thế này, vậy mà. Khương Phàm gật đầu. Thiên phẩm thú linh văn, phần thiên tước. Chính miệng hắn đã thừa nhận, thật sự là thiên phẩm linh văn. Phần thiên tước, là yêu hỏa. Đám người oanh động, lại lần nữa kính sợ Khương Phàm. Lý Hoàng hít một hơi thật mạnh, thật là thiên phẩm rồi. Đây quả thực là kỳ tích. Trách không được lại không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn, trách không được có thể làm cho người như Lý Dần cam nguyện làm bạn. Cất kỹ. Khương Phàm đưa thiên nhân đan tới trước mặt Lý Hoàng, ý là, hãy giữ bí mật thân phận. Lý Hoàng đột nhiên cảm giác thiên nhân đan trước mặt có chút khó giải quyết, nếu như nhận liền mang ý nghĩa hắn phải giữ bí mật, giao dịch bằng cái này. Thế nhưng, Khương Phàm rõ ràng là thánh phẩm linh văn, lại thăng hoa đến thiên phẩm, vô cùng có khả năng có liên quan cùng vị sư phụ kia của hắn, chuyện quan trọng như vậy, lẽ ra hắn nên báo cáo cho gia tộc của hắn. Một viên không đủ. Ta luyện thêm cho ngươi mấy viên, 3 viên, 5 viên. Khương Phàm chỉ đang nói đùa, nhưng cũng lại là đang nhắc nhở, giữ bí mật 3 đến 5. Lý Hoàng lĩnh hội ý tứ bên trong, cắn răng một cái, vậy nhịn 3 đến 5 năm. Hắn giơ tay lên, chụp vào thiên nhân đan. Đầu tiên chờ chút đã, có thể để cho ta nghiệm viên thiên nhân đan này một chút hay không? Một nam tử đưa tay ngăn lại, trước một bước bắt lấy thiên nhân đan. Ngụy Vô Đạo. Lý Hoàng vô ý thức liền muốn cướp về, lại phát hiện là người quen. Ngụy Vô Đạo. Khương Phàm nhìn về phía nam tử trắng nõn gầy gò bên cạnh, lại mang theo mấy phần tôn quý cùng kiêu ngạo. Mời. Ngụy Vô Đạo cầm thiên nhân đan, đặt ở trước mặt nhẹ nhàng lay động, thưởng thức mùi thuốc nồng nặc. Người xung quanh lần nữa an tĩnh lại, chờ đợi Ngụy Vô Đạo, vị đan thánh tương lai của Ngụy gia này đánh giá. Ngụy Vô Đạo lung lay 2 lần. Khẽ nhíu mày, lại lung lay mấy lần, tinh tế tỉ mỉ phẩm vị. Thật ra hắn là muốn kiếm cớ, bình phán bên trong không đủ. Nhưng, mùi thuốc nồng đậm thích hợp, nói rõ tỷ lệ các loại dược dịch cùng giao hòa đều vừa đúng. Mùi thuốc hít vào trong thân thể, kích thích đối với huyết khí và linh hồn đều rất rõ ràng, nhưng không có gây nên khác ảnh hưởng mãnh liệt, nói rõ đan dược tương đối tinh khiết. Mặc dù mang theo mấy phần khí tức bá đạo, nhưng hẳn là có liên quan cùng hỏa diễm yêu hỏa của Khương Phàm, mà cũng không có khô nhiễu đến hiệu quả của đan dược. Như thế nào? Khương Phàm dùng hỗn độn nguyên hỏa, khí tức hỗn độn đặc hữu có thể chiết xuất dược dịch trong nguyên liệu rất tốt, còn có thể cam đoan các loại dược dịch được giao hòa. Đồng thời, sau khi đan dược thành hình, bên trong sẽ còn lưu lại khí tức hỗn độn vi diệu, làm đan dược hấp thu sâu sắc, kích phát dược hiệu tốt hơn. Ngụy Vô Đạo đưa đan dược cho Lý Hoàng. Không tệ. 2 chữ đơn giản để cho rất nhiều người nhớn mày. Từ Ngụy Vô Đạo trong miệng nói ra thì không sai, nói cách khác không có chọn đến vấn đề rõ ràng. Có thể được ngươi khẳng định, ta tới đây một chuyến cũng thật đáng giá. Rất chờ mong ngày kia cùng ngươi luận bàn. Khương Phàm khẽ vuốt cằm, lấy Đại La Xích Dương đan từ trong tay Lý Hoàng qua. Ngụy Vô Đạo đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, thể hiện lạnh nhạt, trong lòng lại cảnh giác. Trong vòng một ngày liên tục luyện thành 2 đan dược chuẩn thánh phẩm, lại còn là đan dược khác nhau, ngay cả hắn cũng đều không có thử qua. Mấu chốt là độ tinh khiết của đan dược rất tốt, điều này nói rõ kỹ nghệ luyện đan của Khương Phàm vô cùng thuần thục, cũng xác thực là có thiên phú luyện đan. Sư phụ của hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy? Nếu quả như so đấu thật, có phần thắng không? Lấy thanh danh của Ngụy Vô Đạo hắn tại thần vực Chi Hải. Nếu như không thể triệt để áp chế Khương Phàm, liền xem như thua. Dù cuối cùng là thế hòa không phân thắng bại, thành tựu cũng sẽ là ở tên Khương Phàm này.
Khương Phàm không phải tới khiêu chiến với Ngụy gia, hắn là đến mượn tên Ngụy gia, thành tựu thanh danh của chính hắn. Ngụy gia, hẳn là tiếp nhận khiêu chiến sao? Khương Phàm không có trực tiếp rời khỏi, mà là đi tới Thiên Mộng Đảo ở đối diện. Một cử động kia lập tức để cho các phương chú ý. Bởi vì Thiên Mộng Đảo có địa vị đặc thù, linh văn càng đáng sợ, coi như vào trường hợp hôm nay, chào hỏi đơn giản thì có thể, nhưng không có ai sẽ chủ động giao lưu cùng bọn hắn, vậy mà Khương Phàm lại chủ động tới nghênh đón. Là có chuyện gì, hay là do chưa thấy qua việc đời? Lăng Vi cô nương. Khương Phàm chính là muốn để cho tất cả mọi người chú ý, để bọn hắn biết đêm nay hắn đều đang làm cái gì, để bọn hắn làm chứng hắn không liên quan với sự biến mất của Ngụy Vô Cực. Khương Phàm tông sư. Lăng Vi yêu nhã động lòng người, khẽ gật đầu, dùng tôn xưng. Khi xác định Khương Phàm là thiên phẩm linh văn, một khắc này, cơ hồ thân phận của hắn liền đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bây giờ cứ việc còn không có bối cảnh, không có danh tiếng, nhưng chỉ là bây giờ. Có thể quấy rầy một chút thời gian của Lăng Vi cô nương hay không? Khương Phàm đã gặp qua nữ tử rất thật đẹp, nhưng không thể không thừa nhận người trước mặt này xác thực có mị lực rất đặc biệt. Không phải không có mị lực, mà là trong lòng lộ ra tinh khiết mỹ hảo, còn có thần bí thản nhiên. Khó trách lúc trước Dương Biện không nhịn được. Lăng Vi vinh hạnh. Lăng Vi mỉm cười tiếp nhận. Mặc dù nàng đang mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mị lực tán phát qua nụ cười kia. Khương Phàm đưa tay ra hiệu, đi tới bên cạnh cánh rừng trước mặt. Lăng Vi để thị vệ ở hai bên lại, một mình đi theo. Trong lúc phất tay, đều mang theo phần ưu nhã lạnh nhạt. Hắn muốn làm gì? Hứa Đan thể hiện ra vẻ quái dị. Đã nói là phải điệu thấp, rốt cuộc vừa đến đã luyện đan, bây giờ lại là thông đồng nữ tử, ngươi là đến mạo hiểm, hay là đến vui chơi? Ngụy Vô Đạo cũng ở phía xa nhìn tới. Cái tên luyện đan sư này thật là có cá tính, sau khi luyện xong đan dược lại còn chủ động đi qua kết giao với Lăng Vi. Là có mục đích gì, hay chỉ là thuần túy muốn xung xoe?